Chương 1206, sự việc rối ren. Việc này tôi có thể thử xem một cán bộ có gan gì, đạn hoàng ni này của tôi có thể bắn đến tận đầu giường của hắn, xem có dọa hắn chết được không. Đến đầu năm nay có ai mà không quý trong mạng sống của mình, ví dụ như Mai Hồng đấy, khiến người ngư đồng đều hoảng hồn. Chính là không thể để Diệp Phàm lật tung vụ thảm án 88 được. Nếu không đợi khi hắn điều tra rõ ràng lại có thể đến mỏ đồng dương điền của chúng ta thì cũng tràn đầy tinh lực, sẽ phiền phức. Thanh Lang đặt chén rượu lên trên bàn trà khiến chiếc bàn cũng phát ra âm thanh ồn ào. Tuyệt kỹ của Thanh Lang chính là đạn hoàng ni, nghe nói đạn này không to bằng hạt trân châu, được chế bằng nguyên liệu đặc biệt dùng bùn vàng kết hợp cùng phương pháp đặc biệt nén lại mà thành. Công nghệ chế tạo rất kỹ càng, mà lại phức tạp. Bùn vàng không ngờ khi nén lại thành viên đạn lại rắn chắc như thép hợp kim, nhưng lại có độ mềm dẻo nhất định. Nếu bắn trúng mục tiêu sẽ không ra máu mà chỉ tạo lên một vết thương nông ngoài da thôi. Hơn nữa chỗ lõm đấy lại không bầm tím, quả nhiên là lợi hại, đến cảnh sát cũng khó mà nhìn ra một tia nhỏ này mà có thể khiến người khác bị thương. Dạy dỗ một chút là được rồi, không được quá tay, chúng ta vẫn còn phải dùng đến hắn ta. Nếu dọa hắn ta đến mức tè cả da quần thì hắn ta sẽ cho rằng ai đó vì đới chí quân mà ra tay thì không ổn. Quản phi thản nhiên nói, nhấp chén trà rồi lại nhéo một cái lên đùi nõn nà của cô gái ngồi bên cạnh. Việc này tôi có thể nắm rõ được, xin chủ tịch cứ yên tâm. Thanh Lang tràn đầy tự tin, căn bản không hề có chút gì phải đề phòng Diệp Phàm. Phòng làm việc số 1 của tỉnh ủy Việt Đông. Triệu Sương Sơn vừa ngồi xuống. Đằng sau là Phó Chủ tịch Lỗ Đông vừa đi vừa tủm tỉm cười mang một tờ báo đưa cho Triệu Sương Sơn. Triệu Sương Sơn có chút nghi ngờ, rồi lật trang báo ra xem miệng lẩm bẩm. Tên này rốt cuộc là làm cái gì đây, đến quân đội cũng dám điều động, thật là quá to gan. Đúng, bắt một lúc mấy chục người vậy thật lợi hại. Lỗ Đông cười nói. Rốt cuộc là anh ta muốn làm gì, không thể không khống chế được lại cầu cứu tư lệnh Lô. Triệu Sương Sơn chau mày. Nhìn Lỗ Đông rồi lại nói. Đội xây dựng số 1 này làm vậy có thể là do Đới Duy Cường đứng đằng sau không? Việc này không rõ lắm, nhưng hiện nay Đới Chí Quân đang bị tạm giam tại Cục Cảnh sát thành phố, muốn sai khiến nhiều người như thế thì cũng khó khăn. Dù gì, Đới Chí Quân cũng đã bị Diệp Phàm cho canh chừng nghiêm ngặt rồi, muốn tiếp cận anh ta cũng không dễ dàng gì. Lỗ Đông có chút ý vị không nói ra ngay Đới Duy Cường làm. Nhưng không điểm ra là Đới Duy Cường làm thì Triệu Sương Sơn cũng hiểu được. Cục an ninh thành phố nhiều người như vậy không, lực lượng cảnh sát thành phố ngư đồng không phải ít, có đến hàng nghìn người. Hàng trăm người đến chẳng nhẽ lại không bắt được, như thế có là quân đội không? Hơn nữa, còn có cả vũ trang, anh ta có phải là đang hồ đồ không? Lô An Cương cũng vậy, sao lại có thể làm theo anh ta chứ? Triệu Sương Sơn có chút không hài lòng, khuôn mặt nghiêm nghị lại. Về việc điều động quân lính thế này, cho dù là duy trì trật tự nhưng rõ ràng có người muốn nhờ việc này mà nói. Nếu nói quân đội trấn áp thỉnh nguyện của dân chúng thì sẽ là việc động trời đây. Lô An Cương là muốn mất chức, nhưng Diệp Phàm là người khởi xướng việc này cũng sẽ phải chịu trách nhiệm, cùng mất chức là chuyện bình thường. Mặc dù nói Triệu Sương Sơn cũng không ưa gì Diệp Phàm nhưng khi đến nhà gặp lão gia thì cũng tiếp đãi tận tình, Triệu Sương Sơn cũng không coi trọng vấn đề gì. Nhưng cũng không thể nể mặt lão gia như thế, lão gia mà có tức giận thì ngay cả Triệu Sương Sơn cũng phải sợ. Hơn nữa, sau khi anh ta đến ngư đồng không lâu đã có chuyện với Hà Trấn Nam một lần. Thái độ của Triệu Sương Sơn đối với Diệp Phàm cũng có chút thay đổi. Nếu như lần này không dùng đến quân đội thì Triệu Sương Sơn còn muốn tìm anh ta nói chuyện, lôi kéo Đới Duy Cường vào chuyện để ông ta có cơ hội thực hiện giấc mơ vào ủy viên thường vụ của ông ta. Tuy nhiên, lại động đến quân đội có nghĩa là có chút đi ra ngoài tầm kiểm soát của Triệu Sương Sơn. Việc này nếu truy cứu thì ông ta cũng liên lụy. Trung ương luôn luôn chỉ đạo việc khống chế quân đội một cách chặt chẽ không thể để cho bất kỳ ai làm muốn dùng thì dùng. Nếu âm thầm lấy danh nghĩa là tập luyện, dùng mấy chục người thì còn được, anh thì ở chỗ sáng, nhưng lại bị nói rằng trấn áp nhân dân thì sẽ ảnh hưởng rất nghiêm trọng. Việc này mà truyền đến Trung ương thì các vị lãnh đạo chắc chắn sẽ nghi ngờ năng lực quản lý của Việt Đông. Người đang chờ đợi là hội viên ban chính trị như Triệu Sương Sơn đây không hề hy vọng Việt Đông xảy ra bất kỳ việc gì lớn. Đương nhiên việc Lỗ Đông đến không phải chia sẻ tâm trạng của Triệu Sương Sơn, ông ta đứng suy nghĩ trên một góc độ khác. Ông ta đương nhiên đang hy vọng chuyện này càng làm ầm ĩ lên càng tốt,
chỉ cần Đới Duy Cường vào cuộc thì hắn sẽ thực hiện giấc mơ vào ủy viên thường vụ của hắn, vì khi đó bản thân sẽ bớt đi một đối thủ đáng gờm. Với những chuyện khác, đó là vì ông ta và Triệu Sương Sơn đứng trên những địa vị khác nhau nên góc độ quan sát cũng khác nhau. Ngơ nói Dương Điền có hai thôn đang đấu tranh với nhau, vì tranh giành nước mà đã phải điều cả cảnh sát lẫn vũ trang đi đàn áp. Diệp Phàm có thể không muốn dùng đến binh lính nhưng công nhân đội xây dựng số 1 Ngư Đồng cũng gây sức ép quá mức, nghe nói mấy chỉ huy phó cục trưởng đều bị thương. Và cảnh sát cũng bị thương đến mười mấy người, tình hình cũng rất nguy kịch. Người trong đội xây dựng số 1 Ngư Đồng còn xếp hàng máy đào ủi đất trước cổng chính quyền thành phố, bất cứ lúc nào cũng có thể xông lên. Quả thực đây là hành vi của bọn thổ phỉ, nói bọn họ là phần tử phản loạn cũng chưa đủ. Diệp Phàm làm vậy cũng là bất đắc dĩ. Lỗ Nông cuối cùng cũng nói vài câu cho Diệp Phàm, Triệu Sương Sơn đương nhiên biết rõ sự tính toán của Lỗ Đông. Trước mắt Lỗ Đông che chở cho Diệp Phàm sẽ có lợi vì Diệp Phàm là người sẽ phải nói đến Đới Duy Cường, mà anh ta lại to gan, cũng có thể là không nể nang gì Đới Duy Cường. Nếu như Đới Duy Cường tức bực mà ra tay nặng, Diệp Phàm càng căng thẳng với Đới Duy Cường thì Lỗ Đông đương nhiên sẽ rất vui mừng. Có loạn như thế nào thì cũng không được phép điều quân đội ra tay như thế. Việc này sẽ ảnh hưởng rất lớn. Triệu Sương Sơn không nể mặt Lỗ Đông, lắc đầu rồi nhấc điện thoại lên. Gọi trưởng ban cha đến, là thế nào mà đăng cả từ trấn áp lên thế này? Lỗ Đông biết trước nên ra về trước. Không lâu sau, trưởng ban tuyên truyền tỉnh ủy cha Tinh Dung vội vàng tới. Sao lại thế này hả trưởng ban cha? Triệu Sương Sơn cầm tờ báo giơ lên, vất ngay trước mặt cha Tinh Dung, rất tức giận. Cha Tinh Dung là trưởng ban tuyên giáo tỉnh ủy, sắc mặt cô bắt đầu thay đổi. Nhanh chóng cầm tờ báo lên xem, nhìn thấy ngay vết khoanh tròn mà Triệu Sương Sơn đã đánh dấu lên hai từ trấn áp, đột nhiên mũi giật vài cái, trán toát hết cả mồ hôi. Lập tức trả lời. Thưa Bí Thư Triệu, việc này tôi cũng không rõ nữa, sáng sớm nay tôi đi họp trên Bắc Kinh trở về, tôi sẽ đi điều tra ngay, thu lại những bài này. Việc này cha Tinh Dung biết chắc chắn là do phó trưởng ban Bạch Trường Đình làm. Ngày trước muốn tranh chức trưởng ban nhưng cuối cùng không thắng nối cha Tinh Dung nên ôm hận trong lòng. Mà Bạch Trường Đỉnh có vấn sử đức hậu thuẫn, thời gian trước lại gặp may, hiện đã được đề bạt lên chức phó ban thường vụ kiêm bộ tuyên truyền, đường đường là cán bộ cấp cao. Cũng có lời đồn đại, vấn sử đức là người có khả năng nắm giữ chức trưởng ban tuyên truyền trung ương mấy năm sau này, là một trong những nhân vật có thể hiên ngang vào một trong chín thành viên của Bộ Chính trị. Đương nhiên Bạch Trường Đỉnh đã bắt đầu có ý định chơi cha Tinh Dung, rồi tự bản thân sẽ ngồi vào vị trí tốt đó. Bạch Trường Đỉnh biết Triệu Sương Sơn sẽ bất mãn với việc này nhưng anh ta có vấn sử đức giúp đỡ nên cũng không sợ Triệu Sương Sơn. Tuy nhiên, Bạch Trường Đỉnh cũng biết Triệu Sương Sơn có thể không hài lòng về anh ta nhưng đồng thời cũng không hài lòng với cha Tinh Dung. Huống chi, việc này cũng không rõ là ai làm nên anh ta cũng nước đục thả câu thôi. Thu hồi lại thì có tác dụng gì không? Trưởng ban cha, tôi hy vọng cô có thể đảm đương được ban tuyên giáo, trận chiến tuyên truyền là trận chiến giết người không cần dùng dao, không nhìn thấy máu đấy. Cô lập tức đi tìm hiểu, xử lý thích đáng việc này. Hừm, Triệu Sương Sơn trầm ngâm, không hài lòng, khuôn mặt cha Tinh Dung cũng buồn bực rồi đi ra. Trực tiếp quay người tiến vào phòng làm việc của Diệp Đông, để ngay tờ báo lên trên bàn của Diệp Đông, tức giận. Sao thế, trưởng ban cha, ai trêu chọc cô à? Diệp Đông hỏi han cô, khuôn mặt cứng đờ chưa hiểu gì, rồi liếc nhìn tờ báo, thấy vết là Triệu Sương Sơn vừa đánh dấu đỏ trấn áp. Cái này có phải Bạch Trường Đỉnh làm không? Diệp Đông hừ nói. Chắc chắn là anh ta làm, chứ những người khác có ai dám to gan thế chứ? Việc này mất chức chứ chẳng chơi. Cha Tinh Dung phẫn nộ nói có chút run sợ. Đừng nóng vội, ngồi xuống uống chén nước đã. Diệp Đông đứng dậy đích thân rót nước mời cha Tinh Dung. Vẻ điềm nhiên nói. Thật tức chết, tôi vừa mới họp ở Kinh Thành về thì lại xảy ra việc này. Cha Tinh Dung rơm rớm nước mắt, dù sao cũng là con gái mà, gặp phải chuyện này chắc chắc không thể vững vàng được. Có phải Triệu Sương Sơn đã tức giận rồi không? Diệp Đông nhìn là đoán ra được. Vâng, lời nói có vẻ khách khí, ý muốn nói tôi không có năng lực quản lý ban tuyên giáo tỉnh ủy, cha Tinh Dung có chút thất vọng về mình nói. Đây là chuyện bình thường. Bất cứ ai nếu nhận được báo cáo thế này cũng phải đập bàn huống hồ uy thê nhà họ Triệu mạnh mẽ, Triệu Sương Sơn cũng là kế thừa tác phong làm việc của Phó Chủ tịch.
Bây giờ nên về hủy ngay ảnh hưởng của tin này đi mới là điều quan trọng, bài báo này có thể thu hồi lại bao nhiêu thì cho thu hồi ngay, hay là nhanh chóng cho ra một bản mới. Cô lập tức cho người đi điều tra rõ sự việc này để dễ ăn nói. Tôi cho rằng sự việc này còn gặp nhiều phong ba nữa. Cô tin hay không, tư lệnh quân khu đã ngồi trong phòng Triệu Sương Sơn rồi. Việc này, ông ta để ngoài tai thì không thể nào. Nói về phần Bạch Trường Đỉnh, chúng ta sẽ có cách trừng trị anh ta. Phó ban tuyên truyền trung ương như thế nào, anh ta có thể quản lý được chúng ta không? Diệp Đông khí thế mãnh liệt, thật đúng là người cân nhắc thấu đáo. Lúc này, tư lệnh quân khu chắc đã nhìn thấy bài báo, rồi cũng vội vàng tiến vào phòng Triệu Sương Sơn. Hỏi Lô An Cương, hỏi xem anh ta làm cái gì, anh ta nghĩ cái gì. Triệu Sương Sơn đấm mạnh lên trên bàn làm việc. Thưa sếp Triệu, tôi sẽ đi điều tra ngay, đích thân sẽ đi một chuyến. Khuôn mặt Du Thăng trầm xuống. Chủ yếu là nhà họ Triệu thuộc dòng dõi quân giới, Du Thăng lại không có quan hệ gì với nhà họ Triệu. Nếu không đảm nhiệm, tỉnh ủy thì anh ta sẽ không có thái độ như thế. Dù sao, quân đội cũng là độc lập, nhưng nhà họ Triệu không như thế, nếu khiến Triệu Sương Sơn thù hận, ghi nhớ thì là điều sai lầm rồi. Có thể sai khiến người làm khó dễ Du Thăng cũng không thành vấn đề, thậm chí nếu Triệu Bảo Cương ra tay muốn lấy cái chức của Du Thăng cũng chẳng phải việc gì khó khăn. Mặc dù Du Thăng cũng có chút thế lực nhưng vẫn không thể bằng quân giới nhà họ Triệu. Hơn nữa, anh ta cũng chưa chắc chỉ để cho một mình Du Thăng đắc tội. Cho nên, tư lệnh Du nhanh chóng đi điều tra. Thực ra, chỉ cần một cuộc điện thoại là được rồi, đây là vấn đề về thái độ. Đi ngay, điều tra rõ ràng xem. Nếu Lô An Cương không nói rõ ràng thì bắt về đây. Triệu Sương Sơn quyết đoán, lại đập tay lên bàn. Vâng, tôi đi ngay. Du Thăng trong lòng run sợ, vẻ mặt bất đắc dĩ đi ra. Khi đi ở một lối đi nhỏ Du Thăng không chịu được nữa chửi mắng. Khốn kiếp, sao lại tống ta vào cái sọt lớn như thế? Việc này cũng thật lì lạ, theo lý mà nói thì Lô An Cương nhận lời thỉnh cầu của Diệp Phàm xuất quân. Sao Triệu Sương Sơn lại không có thái độ gì với Diệp Phàm, chỉ cần xử lý Lô An Cương? Sau khi tư lệnh Dư đi ra thì Lôi Ngư tiến vào phòng Triệu Sương Sơn, xem ta bài báo sau khi ra đã rất nghiêm trọng. Anh lập tức điều động người từ Viện Kiểm sát và phòng Đôn đốc tỉnh ủy, kết hợp với bên anh thành lập một tổ điều tra sự việc của thành phố Ngư Đồng, cần phạt thì cứ phạt, cần trừng trị phải trừng trị, quyết không nương tay. Triệu Sương Sơn vung tay nói. Tôi lập tức đi ngay. Nhất định sẽ điều tra nghiêm túc. Lôi Ngư chợt lo lắng nói. Vừa bước ra tới ngưỡng cửa thì nghe thấy tiếng của Triệu Sương Sơn vọng lên. Việc này cho gọi cả giám sát trưởng Kiều đi hỗ trợ cùng anh. Vâng. Lôi Ngư đáp lại, sau khi ra khỏi cửa, sắc mặt rất khó coi. Miệng lẩm bẩm. Việc này thật phiền phức. Vừa nghĩ rồi nhanh chóng về phòng làm việc của mình, điều động công việc. Lập tức gọi điện đến tỉnh ủy Nam Phúc thiết thác nói một lượt về việc này. Anh lo lắng Kiều Báo Quốc ra tay nặng, ông ta chỉ là trợ thủ của anh, chủ soái vẫn là anh mà. Thiết thác chẳng có vẻ gì lo âu, chửi thầm, tên này làm sao lại gặp phiền phức vậy? Hay là hôm đó gặp Kiều Viên Viên con gái của trưởng ban tổ chức trung ương Kiều Viễn Sơn? Kiều Báo Quốc là anh của cô ấy, có quan hệ với Diệp Phàm, cộng thêm lại là bạn học của mình nên làm chuyện này lắng xuống. Đương nhiên, nếu như Triệu Sương Sơn muốn bắt được Diệp Phàm ngay, thì xem Kiều Báo Quốc lộ ra chút quan hệ. Diệp Phàm không có vướng mắc gì lớn, nhận chút tội nhỏ cũng đúng. Bởi vì sự việc rối ren rồi, đến thiết thác cũng thấy đau đầu. Chương 1207, cãi cỏ. Đương nhiên quan hệ của Kiều Viên Viên tạm thời thiết thác không thể tiết lộ cho anh bạn học Lôi Ngư biết được, về mặt này chỉ đến khi cần thiết nhất, khi không còn cách nào thì mới có thể nói ra. Hiện người ta đã là phó ban bí thư tỉnh ủy, không đáng phải lo nghĩ. Chủ yếu là nhà họ Kiều, anh Thiết Anh nói xem, nếu Kiều Báo Quốc nhất định bắt Diệp Phàm thì tôi có nên ngăn cản không? Lôi Ngư có chút lo lắng. Đừng lo lắng, việc này vẫn chưa bắt đầu mà làm sao anh có thể biết được Kiều Báo Quốc nhất định sẽ bắt Diệp Phàm? Có thể anh ta cũng giống anh, chỉ là muốn ứng phó lại một chút. Là phó ban bí thư thì đã sao? Việt Đông của chúng ta không phải có 10 người thì cũng có 8 người. Hơn nữa, Kiều Báo Quốc lại xếp hàng cuối cùng, anh lo xia gì chứ? Mà nhà họ Kiều không giống nhà họ Triệu, Kiều Báo Quốc không thể sống chết vì Triệu Sương Sơn. Thiết thác an ủi. Có lẽ,
Kiều Báo Quốc vừa mới được đề bạt, tuổi trẻ đầy hứa hẹn. Vì muốn đền đáp ân đức Triệu Xương Sơn mà hoàn thành vụ án này. Cũng có thể muốn thể hiện rõ năng lực của mình chứ. Lôi Ngư vẫn có chút lo lắng. Đang nói chuyện với Thiết Thác như thế nhưng thực ra có chuyện muốn nói trước với Thiết Thác, tôi sẽ điều tra việc này, nếu như không can ngăn được thì chỉ còn cách bắt Diệp Phàm. Đến lúc đó anh cũng đừng trách tôi vì tôi cũng không có cách nào cả. Đương nhiên là Thiết Thác hiểu tâm tư của anh bạn học, tuy nhiên hiện tại không thể tiết lộ thân phận của Diệp Phàm nên cũng chỉ biết an ủi anh ta. Nói, anh bạn học, anh cứ xem tình hình đã rồi nói, nếu Kiều Báo Quốc nhất định bắt thì tôi sẽ gọi điện cho Chiêm Hùng. Nếu như không nể mặt Chiêm Hùng thì Diệp Phàm phải xử lý ra sao thì xử lý. Tôi chỉ hy vọng trong phạm vi có thể anh sẽ giúp đỡ anh ấy, nếu không có cách nào thì tôi cũng không thể trách anh được. Dù sao nhà họ Triệu cũng rất mạnh, tôi và anh đều không thể chống lại được, nhưng, có cơ hội nào thì tôi hy vọng anh sẽ tranh thủ cơ hội đó. Diệp Phàm còn trẻ, tuy làm việc có chút kích động nhưng ban đầu ý nghĩ đều là rất tốt. Có thể khi đó sự việc quá đột ngột nên phải nhờ đến quân đội. Triệu Xương Sơn làm như vậy đơn giản là đang giả bộ cho thế gian xem thôi. Nếu không ông ta cũng giữ không nổi cái chức ấy. Thiết Thác phân tích sự việc có chút đạo lý, Lôi Ngư cũng đã yên tâm chút, nói. Tôi sẽ cố gắng hết sức anh Thiết Hạ, nhưng nói gì thì chúng ta cũng là bạn học, khi thực sự không giúp được thì anh cũng đừng có trách cứ tôi nhé. Con người ta cũng có lúc bất đắc dĩ mà, cho dù thế nào thì chúng ta vẫn là bạn bè đúng không anh Thiết? Không trách, không trách. Chúng ta đều là bạn học, không thể vì chút việc nhỏ mà để ảnh hưởng. Anh tiếp xúc với tôi bao lâu rồi lẽ nào anh vẫn chưa hiểu con người tôi? Nói một là một, hai là hai, hai việc này phải phân biệt rõ ràng. Thiết Thác cười rồi cúp điện thoại, ngay lập tức gọi thông báo cho Diệp Phàm. Trên tỉnh cho người đi điều tra, đứng đầu là Lôi Ngư, sau có Kiều Báo Quốc hỗ trợ, anh chuẩn bị đi, nghĩ câu chữ cho đẹp một tí. Nhưng muốn hỏi anh một chuyện. Kiều Viên Viên có phải là em gái của Kiều Báo Quốc không? Việc này rất quan trọng, nếu như không phải thì chúng ta phải làm cách khác, tôi muốn gọi Chiêm Hùng đến chào hỏi Kiều Báo Quốc. Kỳ thực Thiết Thác muốn tìm hiểu xem Kiều Viên Viên sao, ngày trước ở nhà Tề Chấn Đào Kiều Viên Viên có nói mấy câu. Khiến Thiết Thác và Tề Chấn Đào cùng Đoàn Hải Thiên đều nghĩ đến khả năng này, chỉ là khả năng chứ không có thể là chứng thực, đoán cũng chỉ là đoán thôi. Kiều Báo Quốc thì không lo, còn Lôi Ngư. Tôi chỉ sợ anh ta chịu áp lực quá nhiều áp lực của Triệu Xương Sơn. Diệp Phàm nói, chỉ cần Kiều Bảo Quốc không ra tay thì chắc chắn anh sẽ không sao, nhớ là phải chuẩn bị mà ăn nói. Thiết Thác tắt điện thoại, uống chén trà miệng lẩm bẩm. Thằng nhóc này, thật là biết che đậy, quả nhiên là Kiều Viễn Sơn. Có Kiều Viễn Sơn thì Triệu Xương Sơn có thể làm gì anh? Khó trách hắn ta lại đường hoàng như vậy, mà cũng không thể như thế. Kiều Viễn Sơn không phải là vạn năng, người ở kinh thành còn cao hơn ông ta nhiều. Sự việc đã điều tra rõ ràng, chuyện lần này chắc chắn có chủ mưu. Người tổ chức Điền Thần Đông của đội xây dựng số 1 làm. Trong phòng làm việc của Diệp Phàm, đội trưởng Điền Thất Hòa đang nghiêm nghị báo cáo công tác. Điền Thần Đông chỉ là người chấp hành, điều tra ra người đứng sau chưa? Diệp Phàm nghiêm mặt hỏi. Việc này rõ ràng là do người nhà họ Đới làm. Điền Thất Hòa thuận miệng nói. Đã điều tra chưa? Diệp Phàm chau mày, có cảm giác Điền Thất Hòa làm việc vội vàng. Vì vậy lại nói. Thất Hòa, có nhiều việc nhìn thì thế nhưng thực ra lại khác, bất kể là việc gì cũng phải điều tra rõ ràng mới được. Nếu không trúng kế của người khác thì chúng ta sẽ khó khăn, sẽ thiệt hại lớn. Anh là cảnh sát, tất cả đều phải có chứng cứ. Không có chứng cứ đầy đủ thì không làm gì được, lần sau phải chú ý nhé. Có lúc anh có thể tùy cơ mà phán đoán án, nhưng phán đoán sai thì hậu quả khôn lường, anh hiểu ý tôi chứ? Tôi đã quá kích động. Điền Thất Hòa từ tốn nói, nhìn Diệp Phàm rồi hỏi. Chủ tịch Diệp, về phần Thần Đông. Đã trợn mắt lên chưa? Rồi ạ, anh ta đứng đầu công ty nên không có ý chạy. Điền Thất Hòa nói. Lập tức bắt ngay, và thẩm phán, tìm ra người đứng sau là ai? Tôi không tin, bị ép. Trên đời này còn có đảng. Diệp Phàm đập lên bàn nói. Ngoài ra, lần này thời có đến rồi. Triệt để điều tra vụ đội xây dựng số 1 Ngư Đồng, tôi muốn nói cả những bí mật. Mời nhân viên tài vụ đến cục của chúng ta, không cần biết anh dùng cách nào nhưng phải tìm ra tiền mới là điều quan trọng nhất.
Các công trình của đội xây dựng số 1 đã hoàn thành chưa? Chắc là chưa, nheo công trình đều bị đới chí quân ăn đi, theo lý mà nói thì phải giàu to, chứ sao đến lương công nhân cũng không trả nổi. Bằng không, ngay cả Điền Thần Đông nghĩ cách ra tay cũng có lý do mới đúng. Tôi đi ngay. Điền Thất Hòa nhanh chóng ra khỏi phòng làm việc. Không lâu sau Vương Triều tiến vào phòng làm việc của Diệp Phàm, vừa nhìn thấy Diệp Phàm đã nói. Đã điều tra rõ sự việc, hai vợ chồng tổng giám đốc công ty Kim Kỳ Phạm Tiếu Lâm đã nhận được điện thoại đe dọa, nói là lo lắng cho hai đứa con đang ở Bắc Kinh. Hai vợ chồng đều rất sợ hãi, nên đã thay đổi lời khai. Đứa con có sao không? Diệp Phàm hỏi. Đã xảy ra chuyện, vừa mới nghe thấy tin tức từ bên đó. Hai đứa trẻ đã mất tích, hiệu trưởng trường học đã báo công an một giờ trước đây, thời gian đó bọn khủng bố đã gọi điện đến đe dọa rồi, có thể bọn chúng thấy ta ép hai vợ chồng Phạm Tiếu Lâm mà ra tay. Vương Triều nói. Khốn nạn, việc gì cũng bị theo dõi. Diệp Phàm lại đập bàn, lập tức gọi điện cho Thiết Chiêm Hùng, nói cụ thể tình hình. Thiết Chiêm Hùng đương nhiên biết mình phải làm gì. Nếu hai đứa trẻ đó mà chết thì thật phiền phức. Chắc chắn vợ chồng họ sẽ nghĩ người cục chúng ta can thiệp, như thế sẽ mất đi vũ khí tấn công. Vương Triệu nói. Diệp Phàm khua tay, nói. Không thể chết được, chúng bắt cóc bọn trẻ là để bịt miệng vợ chồng Phạm Tiếu Lâm thôi, là tội phạm giết người đới Duy Cường không thể hồ đồ như thế đâu. Mặc dù vợ chồng Phạm Tiếu Lâm đã cung cấp một vài chứng cứ nhưng nói việc này nói quan trọng thì quan trọng, nói không quan trọng thì không quan trọng. Vậy nói thế nào? Nếu đới Duy Cường muốn nói việc này người ta có thể nói là chúng ta ép Phạm Tiếu Lâm tố cáo đới Chí Quân. Vì thế, nhất định phải tìm chứng cứ xác thực, và phải khiến vợ chồng Phạm Tiếu Lâm có cảm giác an toàn. Như vậy phải xem trưởng ban Thiết. Vương Triều góp ý. Vụ đánh nhau bên Dương Điền đã xử lý chưa? Diệp Phàm hỏi. Rất phức tạp, trên phong diện đánh nhau thì có thể khống chế được. Nhưng việc giải quyết triệt để chuyện nguồn nước thì không thể. Tôi lo lắng hai thôn vẫn sẽ đánh nhau, hiện nay tạm thời tôi cho 4 người ở lại trong thôn để xem tình hình, phòng sự việc bùng nổ còn biết. Tuy nhiên, nếu như có xảy ra đánh nhau thật thì 4 viên cảnh sát ấy cũng không có tác dụng gì. Vẫn phải giải quyết vấn đề về nước thì mới yên được. Vương Triều chau mày, có vẻ khó coi. Thực ra, đừng nghĩ Vương Triều, Mã Hán, Trương Long, Triệu Hổ là từ giang hồ ra, học lữ Úc của những người đó không thấp tí nào. Mỗi người đều có bằng cấp đàng hoàng. Chứng tỏ sư phụ của họ không phải cổ hủ. Hơn nữa, 4 người đều giúp đỡ nhà họ Đỗ nhiều năm nay, tích tụ nhiều kinh nghiệm xã hội phong phú. Và đã đạt đến cảnh giới nhất định về suy đoán tính cách con người. Vì vậy, về việc xử lý vấn đề xã hội thế này cũng như cá gặp nước. Các anh đã liên lạc với lãnh đạo huyện Dương Điền chưa? Diệp Phàm hỏi. Đã nói rồi, nhưng đồng chí An Hồng Thành có gì đó rất kỳ lạ. Không hề quan tâm lo lắng về việc này. Chúng tôi nói với ông ta về việc này nhưng ông ta rất vô tư, thật kỳ lạ. Vương Triều trả lời. Thái độ ông ấy ra sao? Ông ấy cho công khai thành đi học trường đảng, hiện nay chỉ có một mình An Hồng Thành quản lý ở huyện. Tại sao lại là họ An, ở Ngư Đông này người mang họ An rất đông? Diệp Phàm chau mày, ngay lập tức cho gọi chủ nhiệm văn phòng An vệ dân đến. Hỏi xong mới rõ hóa ra An Hồng Thành là anh ruột của Bộ trưởng Bộ Tài chính An Lôi, thảo nào mà lại bình thản thế, thì ra là có chỗ dựa. Hai thôn Thượng Hà và Hạ Hà đều thuộc trấn quản lý, ngay từ khi ban đầu xây đập thì thuộc đơn vị nào quản lý? Diệp Phàm hỏi. Thuộc quyền quản lý của trấn Mai Khê, còn về phần cái đập không mấy cao kia được xây dựng vào đầu những năm 80, ngày đó tự nhiên xây dựng lên, nghe lãnh đạo thôn nói, cái đập đó sớm sụp đổ. Nhân dân trong thôn đều phản ánh lên lãnh đạo huyện và lãnh đạo trấn nhưng trên không cho người xử lý. Nghe nói đập này không phát điện, không có dự án nào, không có tiền, và cứ thế đến thời điểm này. Vương Triều nói, chủ nhiệm An, anh lập tức liên lạc với quản lý thủy lợi thành phố, bảo anh ta nhanh chóng đến gặp tôi. Diệp Phàm nói, tuy nhiên một lúc sau An vệ dân tiến tới nói, chủ tịch Diệp, cục trưởng cục quản lý thủy lợi Mã Ngọc Hòa bị bệnh rồi. Chương 1208, phòng bệnh trở thành phòng họp. Bệnh à, khi nào mới khỏi? Diệp Phàm hỏi. Mới bệnh, nghe nói là bị dạ dày, còn nói là không thể 2-3 ngày khỏe được, vẫn phải nằm viện điều trị. An vệ dân nói. Giờ đã đi viện chưa? Diệp Phàm hỏi. Đang chuẩn bị đi. An vệ dân nói.
cứ gọi anh ta đến đây đi đã. Diệp Phàm nói, không lâu sau thì Mã Ngọc Hòa cũng đến. Cục trưởng Mã, anh cũng đã biết chuyện của hai thôn thượng hạ của trấn Mai Khê chứ? Vậy bên bộ có chuẩn bị xử lý ra sao? Diệp Phàm hỏi. Việc này tôi cũng không rõ, sẽ cho người đi điều tra rõ ràng rồi mới nói được. Mã Ngọc Hòa thản nhiên nói, tay ấn ấn vùng bụng, có vẻ rất đau đớn. Không rõ, anh làm bộ trưởng mà lại có thể nói không rõ việc lớn như thế này sao, rốt cuộc là anh làm cái gì? Cả hai thôn đã đánh nhau to rồi. Diệp Phàm có chút tức giận, đập lên bàn. Đánh nhau là việc của cục cảnh sát can thiệp, tôi không thể ngày nào cũng đóng quân ở đập đứa. Cả thành phố này có bao nhiêu trấn, bao nhiêu đập, bao nhiêu trạm điện thế, tôi muốn quản mà quản không nổi, không rõ là chuyện thường ngày. Mã Ngọc Hòa cũng tức giận nói lại. Anh không rõ, anh quản việc này nếu việc của đập nước này xảy ra chuyện gì thì anh là người phải chịu trách nhiệm. Hừm, Diệp Phàm dựng thẳng lông mày, thấy Mã Ngọc Hòa vẫn còn muốn lý luận gì, nên nói luôn. Đừng phí lời, việc của Cục Thủy Lợi thành phố thì bên đó phải tự cho người đốc thúc giám sát. Mà anh phải tự tay chỉ huy, cho các anh thời gian 5 ngày để giải quyết việc giữa hai thôn. Sao có thể thế được, việc này tôi không làm được. Hơn nữa, mặc dù nói Cục Thủy Lợi thành phố quản lý việc này nhưng cũng chỉ là quản lý trên nghiệp vụ. Việc xây dựng đập cần tiền, vậy tiền đó ở đâu ra? Nếu như thành lập dự án đó thì cũng phải đệ trình lên trên còn phải chờ phê duyệt, sau đó có tiền mới có thể làm được. Những chương trình như thế cũng phải tiến hành trong nửa năm đấy chứ. Mã Ngọc Hòa như đấu tranh với Diệp Phàm chợt nghĩ, cách nghĩ của hắn có vẻ không cố ý. Không làm được thì đừng làm. Thái độ này của anh liên quan đến hơn 2.000 dân của hai thôn về vấn đề ăn uống nguồn nước này, đây là việc lớn. Nếu không làm đến khi người ta kéo đến gây sự thì biết làm thế nào. Sắc mặt Diệp Phàm càng sầm lại. Gây rối, đó là việc của cục cảnh sát các anh, tôi chỉ có thể nói sẽ làm hết sức. Nói trong 5 ngày giải quyết việc này là tuyệt đối không thể. Mã Ngọc Hòa thái độ tương đối kiên quyết. Có ý không muốn làm đúng không, không muốn làm tôi sẽ kiến nghị lên trên, như vậy anh có thể nghỉ ngơi được rồi. Diệp Phàm cảm thấy cái gì đó, hắn ta như đang chơi trò trốn tìm với mình, nên lạnh lùng nói. Tùy thôi. Mã Ngọc Hòa đột nhiên thốt ra cũng lạnh lùng nhìn Diệp Phàm. Bịch. Diệp Phàm bị chọc giận, mặc dù nói là... Dù gì cũng là ủy viên thường vụ, vậy mà Mã Ngọc Hòa lại có thái độ quá ngang ngược. Sau đó liếc sang nhìn An Vệ Dân. Anh điều tra cho tôi, Phó Cục trưởng Cục Thủy Lợi thành phố là ai? Là Bao Minh Đức, tôi vừa xem xong. An Vệ Dân trả lời, rồi nói thì thầm vào tai Diệp Phàm. Mã Ngọc Hòa là em trai ruột của Mã Bách Sinh. Anh Mã, việc Cục trưởng Diệp giao anh về tiến hành làm đi, trong 5 ngày anh phải xây dựng xong đập nước này. Tạm thời có thể chặn nước xói mòn, sau đó từ từ xây lại không phải là được sao? Người đi cùng Mã Ngọc Hòa là Hoàng Minh Chí có lời khuyên. Chủ nhiệm Hoàng, việc này tôi không làm được, tôi trước giờ không chơi với cọp, nói thế nào thì làm thế, trong 5 ngày thì làm sao giải quyết được vấn đề gì? Không làm được là không làm được, đảng đã dạy là phải thực sự cầu thì tôi không thể lừa gạt ai. Thì ra là thế, Diệp Phàm trong lòng thầm nghĩ. Sắc mặt càng trầm trọn hơn, nói. Cục trưởng Mã, thái độ của anh là thái độ không làm tròn trách nhiệm, hoàn toàn không để ý gì đến lợi ích của nhân dân. Trong mấy ngày không làm được, không nghĩ ra cách gì thì sao có thể mở miệng mà quản lý được, như thế thì còn cần dùng gì đến anh. Từ bây giờ, anh tạm thời bị cách chức, công việc trong bộ tạm thời do Bao Minh Đức phụ trách. Việc của anh tôi sẽ nói với lãnh đạo thành ủy. Anh dựa vào cái gì mà dám dừng chức của tôi? Mã Ngọc Hòa thô bạo nói. Anh Mã, thái độ của anh cũng không ra sao. Hoàng Minh Chí khuyên ngăn, chỉ sợ hắn ta lại chọc tức Diệp Phàm thêm. Hoàng Minh Chí biết Mã Bách Sinh không ưa gì Diệp Phàm, Mã Ngọc Hòa lại là em trai Mã Bách Sinh nên chắc chắn hắn không làm theo Diệp Phàm nói. Thái độ khi nãy rõ ràng là muốn chống đối. Dựa vào cái gì, vì tôi là ủy viên thường vụ thành ủy, dựa vào hành vi của anh không quan tâm đến sự sống chết của nhân dân. Dựa vào thái độ không làm việc, kéo dài thời gian. Diệp Phàm lạnh lùng nói. Bố mày không tin trời ngư đồng này là của Diệp Phàm mày. Khốn nạn, mày nghĩ rằng bố như quả hồng nhũn, muốn bóp thì bóp đúng không? Mã Ngọc Hòa tức giận giọng láo xược, xưng bố. Bóp! Một cái tát ù tai,
Mã Ngọc Hòa bị Diệp Phàm tát cho một cái, Diệp Phàm nói. Không phục tùng lãnh đạo, còn ngang nhiên nhục mạ lãnh đạo, không lo đến sống chết của nhân dân, anh không cần làm việc nữa. Cái tát này là để dạy cho anh bài học phải làm cán bộ như thế nào, muốn làm bố hả, hãy còn non lắm. Bố đáp chết mày. Mã Ngọc Hòa vơ lấy cốc trà trên bàn đáp về phía Diệp Phàm. Choang! Lại là một tiếng giòn tan, Diệp Phàm một cao thủ thất đẳng không ngờ lại bị ném trúng cánh tay. Đương nhiên là hắn cố ý cho Mã Ngọc Hòa ném trúng. Anh Mã, anh làm cái gì thế? Hoàng Minh Chí và An Vệ Dân nhanh chóng định chạy lên ôm chặt Mã Ngọc Hòa. Tuy nhiên, Vương Triều đứng bên cạnh nhanh chóng di chuyển, phi qua chiếc ghế sofa, nhanh đá chân ra khiến Mã Ngọc Hòa đột nhiên ngã lăn ra chiếc ghế sofa bên cạnh. Mẹ kiếp, dám đánh lãnh đạo ngay trong cục cảnh sát, chán sống rồi sao? Bộp bộp, Vương Triều tức giận đánh vào bụng Mã Ngọc Hòa, khi đó mặt Mã Ngọc Hòa trắng bợt, lần này đích thật là đi viện rồi. Hoàng Minh Chí và An Vệ Dân nhanh chóng ôm chặt, can ngăn Vương Triều. Nhưng Vương Triều như kiểu chưa hả giận, vẫn giơ chân ra muốn đá chết đồ khốn nạn kia. Thôi, đi bệnh viện. Diệp Phàm vọng lên từ phía sau, tay xoa xoa cánh tay. Hoàng Minh Chí và An Vệ Dân đi gọi người cõng Mã Ngọc Hòa ra khỏi văn phòng. Vương Triều, anh không nghĩ những cú đá của anh sẽ khiến đồng chí Mã phải nằm viện đến nửa năm à? Diệp Phàm thản nhiên nói. Ha ha, công phu tôi rất giỏi, bệnh viện cũng không phát hiện ra đâu. Ông ta không phải nói bị đau dạ dày sao, có thể là chứng đau dạ dày thôi mà. Tôi có đá ông ta đâu, ông ta tự đáp anh, không trúng rồi lăn ra ghế mà. Việc này có Hoàng Minh Chí và An Vệ Dân có thể làm chứng. Hơn nữa, khi nãy là tôi bảo vệ lãnh đạo, chứ không có hành động gì khác, chỉ là phòng vệ thôi. Vương Triều gượng cười. Ha ha, nên đá. Diệp Phàm hừ nói, rồi gọi điện thoại cho Túc Nhất Tiêu, giao cho anh ta tự xử lý việc đập nước Trấn Mai Khê. Bởi vì, cục thủy lợi cũng do Túc Nhất Tiêu quản lý. Túc Nhất Tiêu nhận được điện thoại xong lập tức cho người đi xử lý. Anh ta đến cục thủy lợi, đọc lại chỉ thị của Diệp Phàm một lượt rồi điều một vài người nhanh chóng đến huyện Dương Điền. Tại bệnh viện y thành phố Ngư Đồng. Thật quá đáng, đồ tạp chủng, sao có thể đánh người thế này chứ? Mã Ngọc Hòa. Việc này mà anh chịu được sao? Từ Lâm phẫn nộ chửi mắng. Anh, em không làm cục trưởng đâu. Anh cũng đừng gây chuyện với hắn ta, nhà họ Mã chúng ta không thắng nổi hắn đâu. Mã Ngọc Hòa nằm trên giường bệnh ra vẻ lo lắng cho Mã Bách Sinh, cứ chuyển người là lại kèm theo câu than vãn, kêu đau, khiến cho bà vợ Dương Tố cũng xót ruột kêu thảm thương. Bác sĩ nói sao? Mã Bách Sinh sầm mặt nhìn bệnh nhân nằm trên giường. Bác sĩ nói mặt có bị thương chút thôi. Còn lại không có vấn đề gì. Sao thế được, anh xem Ngọc Hòa đều nôn ra máu đây, chắc chắn bên trong bị thương nghiêm trọng. Bệnh viện ở Ngư Đồng kỹ thuật quá kém, đến nội thương cũng không kiểm tra ra, phải chuyển lên tỉnh thôi. Dương Tố vừa nói vừa khóc nức lên. Ngọc Hòa, em nói đi em thấy sao? Mã Bách Sinh không để ý Dương Tố hỏi. Bụng rất đau, như bị kim đâm ấy, cứ đau từng trận đến nằm cũng không yên. Cái tên chó Nhật Vương Triều kia đá em mấy cái, ra tay rất độc ác, khi đó có cả chủ nhiệm Hoàng và An Vệ Dân cũng có mặt ở đó, họ có thể làm chứng. Mã Ngọc Hòa phẫn nộ nói, mặt nhăn nhó, có vẻ rất đau. An Vệ Dân là tay sai của Diệp Phàm nên không thể làm chứng, còn Hoàng Minh Chí thì rất cân nhắc. Con người này tôi không hiểu rõ, có vẻ là nhát gan, sợ sệt, không có biểu hiện gì, muốn làm chứng thì cũng khó. Từ Lâm đứng cạnh phán đoán. Chẳng lẽ Ngọc Hòa lại bị đánh vô lý như thế? Mã Bách Sinh hừng một tiếng. Tôi đi hỏi chủ nhiệm Hoàng xem sao. Từ Lâm mặt oán giận, đương nhiên sợ thời thế loạn, hắn ta có thể bị khai trừ, cả người như mất hồn. Mặc dù có thân thích ở trong tỉnh là Từ Kim Bạch ra tay, nhưng cho đến bây giờ Lý Quốc Hùng cũng không có thái độ gì, mà dự án quốc lộ Ngư Triều đang tạm thời bị dừng lại. Đúng, tối nay ta sẽ mời chủ nhiệm Hoàng đi ăn tối. Mã Bách Sinh nói, không lâu sau, có tiếng gõ cửa, một đám người đi vào, người đi đầu là Phó Ban Thường vụ An Lôi. Ôi, sao lại bị đánh đến nông nỗi này, mặt thế kia thì sao gặp được ai, nhìn xem, chỗ này có máu, chắc chắn là nôn ra máu rồi. An Lôi ra vẻ kinh ngạc. Tuy nhiên, Mã Bách Sinh lại thấy hài lòng khi thấy anh ta đến, vì Mã Bách Sinh biết, An Lôi đến dối chính là đại diện Hà Trấn Nam đến thăm. Đây là cơ hội tốt.
dù gì Diệp Phàm cũng là ủy viên thường vụ, Hà Chấn Nam không tiện lộ diện nên cho An Lôi thay mặt đến tạo uy thế cho Mã Ngọc Hòa. Đúng vậy, rất kỳ cục, đánh người ta như thế này thì phải bị bắt chứ. Một tên khác thêm vào. Người ta là chủ nhiệm ủy ban chính trị pháp luật, lại là ủy viên thường vụ thành ủy, quyền uy tương đối cao, công kiểm pháp đều do anh ta quản lý, làm sao có thể cáo anh ta được. Từ Lâm thấy có chút kỳ quái nói. Thành phố có ông chủ lớn, ở Ngư Đồng này còn có thiên hạ của ông chủ. An Lôi lạnh lùng nói. Nghe nói người ở quân khu tỉnh đến rồi. Một người mang quân hàm thượng tá rất uy phong, người này tên là Phong Hòa Bình, hiện nhận chức tại phân khu thành phố Ngư Đồng. Chương 1209, anh chính là con gà mà hắn ta giết. Dùng quân đội để trấn áp thỉnh nguyện của nhân dân, Lô An Cương chắc chắn mất chức rồi. Lần này tư lệnh quân khu Vu Thăng đến, không riêng gì người của quân khu tỉnh ủy tới điều tra. Mà người dẫn đầu là Lôi Ngư phó bí thư thường vụ ban kỷ luật cùng với phó trưởng ban thư ký tỉnh ủy kiêm chủ nhiệm phòng đôn đốc cùng Kiều Báo Quốc liên kết điều tra, Khúc Bạch Thu là tổ phó. Đương nhiên nếu muốn chơi thì chúng ta sẽ chơi lớn. Mẹ nó, không thành công thì cũng thành nhân. Mã Bách Sinh hừ một tiếng ác độc. Trên mặt An Lôi lóe lên một tia sáng nói. Đúng, chúng ta bàn bạc xem sẽ nói gì. Phòng bệnh của Mã Ngọc Hòa lập tức biến thành phòng họp. Chủ đề của cuộc họp đương nhiên là làm thế nào để liên kết làm loạn việc điều tra, đánh đổ đồng chí Diệp Phàm. Thật hả hê, ha ha. Phó Chủ tịch Thường vụ Thôi Minh Khải cười nói, liếc nhìn Chủ tịch Lý Quốc Hùng. Anh Thôi, trong lòng tôi hết sức phức tạp. Anh nói xem nếu Diệp Phàm bị lật đổ thì dự án quốc lộ Ngư Triều và sân vận động có thể được tiến hành. Nhưng nếu Diệp Phàm bị hạ thì cũng không phải là tin tốt với chúng ta. Lý Quốc Hùng thở dài, ánh mắt hơi lóe lên. Vâng, ngày trước khi Diệp Phàm chưa đến, chúng ta luôn bị Hà Chấn Nam trấn áp, ông ta giống như thổ phỉ, cái gì cũng muốn nhúng tay vào. Khi Diệp Phàm đến, thứ nhất, hạ gục được An Lôi, chỉ ít hiện nay túi tiền cũng dễ dùng hơn nhiều. Thứ hai là Dư Chí Hải, Châu Ngọc Minh, Lô An Cương ba người đó với Diệp Phàm đều có quan hệ không tệ, có bốn người đó khuấy trộn một chút, cũng có thể gây chút khó dễ cho Hà Chấn Nam. Nói đúng ra thì chúng ta cũng chỉ có thể nước đục thả câu. Thứ ba, khi Diệp Phàm đến Ngư Đồng, độ cứng rắn, chặt chẽ trong việc trị an có không ít biến đổi. Mặc dù vụ thảm án 88 hiện nay tạm thời chưa được phá nhưng ít nhất cục cảnh sát cũng có nhiều thay đổi. Anh ta mới đến mấy tháng mà đã kiếm cho cục 5, 60 triệu, thật cao tay. Ít ra cũng kiếm cho túi tiền của tỉnh chúng ta không cạn kiệt. Thứ tư, An Lôi bắt đầu để ý Diệp Phàm. Diệp Phàm khiến bọn họ tiêu hao nhiều tinh lực, và cũng tạo cho chúng ta nhiều cơ hội. Mặc dù nói người này ra tay có chút kỳ quặc nhưng luôn hiệu quả. Đương nhiên rắc rối cũng có. Đới Duy Cường và Từ Kim Bạch ép quá, nếu hạng mục quốc lộ Ngư Triều và sân vận động dừng lại thì chúng ta không có cách nào giải thích với nhân dân thành phố. Nếu đúng là như vậy thì Hà Chấn Nam sẽ nắm chắc thủ đoạn để tấn công chúng ta. Ông ta ra tay như con dao hai lưỡi, khó có thể nói được có lợi hay có hại. Ít ra, Ngư Đồng cũng không phải là thời đại dành cho Hà Chấn Nam. Thôi Minh Khải khách quan đánh giá một lượt. Vì vậy trong lòng tôi thấy rất phức tạp. Anh nói xem, lần này tổ điều tra đến ngay cả phó bí thư ủy ban kỷ luật cũng đến, tư lệnh quân khu cũng đích thân đến. Sự việc lần này, náo động quá lớn. Đới Duy Cường cũng quá khích, những chuyện thế này, có thể lớn có thể nhỏ. Không có ai bị bắt thì là chuyện nhỏ, nếu có người bị bắt thì là chuyện lớn động trời rồi. Có người đã báo lên trên, nếu việc này có thể đăng trên báo tỉnh thì chắc chắn có người trong tỉnh đã ra tay. Hơn nữa, có thể là một vị ủy viên thường vụ nào đó, Đới Duy Cường này không đủ nhẫn nại để thuyết phục ban tuyên truyền làm chuyện này. Đấu tranh trong tỉnh là để thăng chức, Ngư Đồng của chúng ta chỉ là một trận chiến nhỏ mà thôi. Tất cả những người tham dự vào mối bất hòa ở Ngư Đồng trong tay đều cầm một con cờ. Lãnh đạo tỉnh ủy biến Ngư Đồng thành một bàn cờ. Kết quả như thế nào cũng rất khó đoán. Anh Thôi, chúng ta phải cẩn thận, trong thời khắc quan trọng, chỉ một bước sai cũng sẽ biến thành thua cả ván. Lý Quốc Hùng nghiêm mặt, lắc đầu. Hai, Ngư Đồng đã trở thành một nơi nguy hiểm rồi. Mấy vị lãnh đạo tỉnh cũng đã trừng mắt lên, chúng ta phải cẩn thận thôi. Nghiêng theo ai cũng không được, ai có thể đoán được mục đích của tổ điều tra lần này. Có người đâm Diệp Phàm, cũng có người lợi dụng việc của Diệp Phàm để làm văn. Nhưng có lẽ lần này Diệp Phàm và Lô Anh Cương thảm rồi, tổ
tôi có cảm giác không tốt. Anh Lý, anh nói xem sự việc náo loạn của đội xây dựng số 1 có phải do Đới Duy Cường làm không? Thôi Minh Khải kiềm chế ý cười, trở nên nghiêm mặt. Việc này cũng khó nói, xem ra có thể là Đới Duy Cường làm. Nhưng Đới Duy Cường là phó chủ tịch tỉnh, trong thời điểm quan trọng như thế này sao lại có thể làm hành động ngu xuẩn như thế được? Tôi thực sự không tin nổi. Nếu như nói thuộc hạ của Đới Chí Quân tự ra tay, cũng không phải, bọn họ chắc chắn không có gan lớn như vậy. Việc này thật sự là phức tạp. Diệp Phàm cũng đã nói với tôi về dự án quốc lộ Ngư Triều và sân vận động, anh ấy nói sẽ nghĩ cách. Cũng không biết dùng cách nào để giải quyết, nhưng dự án quốc lộ Ngư Triều còn dễ nói, Từ Kim Bạch là giám đốc sở, nếu như Diệp Phàm có thể đem lãnh đạo tỉnh ủy ra áp chế thì có thể sẽ tốt đẹp. Nhưng, cũng có những khó khăn nhất định, nghe nói Từ Kim Bạch khá thân với Chủ tịch Uông, có Chủ tịch Uông chống ủy viên thường vụ tỉnh ủy bình thường cũng khó mà ép được anh ta. Lý Quốc Hùng thở dài một cái, mặt hiện lên cả chữ khó. Đúng, muốn thông qua được Đới Duy Cường trừ phi Diệp Phàm chịu thả Đới Chí Quân, bằng không việc này là điều không thể. Thôi Minh Khải lắc đầu, nhìn Lý Quốc Hùng một cái, rồi nói. Anh Lý, anh nói xem chúng ta nên nói gì khi tổ điều tra hỏi, chắc chắn bọn họ sẽ hỏi chúng ta. Tùy cơ ứng biến thôi, thật khó. Lý Quốc Hùng bật ra mấy từ, Thôi Minh Khải như suy nghĩ gì đó, gật đầu. Thật khó nói, ha ha ha. Lúc này, Phó Bí Thư Quản lý Đảng Quần chúng Thái Chí Dương cùng người thân cũng là ủy viên thành phố Thiên Đông Phi Thủy Hương đang đi học. Chú à, tổ điều tra đã đến rồi, chắc chắn không có lợi cho Diệp Phàm và Lô An Cương, chúng ta có thể nhân cơ hội này mà làm gì không? Phí Thủy Hương có chút khó hiểu hỏi. Hồ đồ! Thái Chí Dương nói lớn tiếng, đập nhẹ lên bàn, nói. Việc này cháu phải giả vờ hồ đồ. Tại sao, bản thân cháu phải tự cân nhắc, nhưng cháu phải nhớ rằng, dù có biết rõ ràng cũng phải giả bộ hồ đồ mới được. Nếu không mình bị rơi vào đó khi nào cũng chẳng biết. Mắt cháu không nên chỉ chăm chăm vào ngư đồng mà phải nhìn lên trên. Thế gian này không có cái gì là độc lập cả, ngón chân bị đè nhưng tại sao cả thân cảm thấy đau. Đó chính là nguyên nhân. Ý chú là bên trên còn có người lấy chuyện này ra nói. Phí Thủy Hương có vẻ như đã hiểu ra. Đúng, nếu làm không tốt thì ngư đồng sẽ bị tẩy lại bài. Vì vậy, trong thời gian này cháu tuyệt đối không được hồ đồ, mỗi một câu chữ đều phải suy nghĩ. Thái Chí Dương nghiêm mặt nói. Phí Thủy Hương đi rồi, nhưng trong lòng dường như vẫn còn gì đó chưa hiểu. Hồ đồ, sao anh lại hồ đồ thế? Tư lệnh quân khu Vu Thăng đập chén trà lên bàn. Tôi cũng không có cách nào khác, không thể nhìn đám công nhân đó phá vỡ ủy ban nhân dân thành phố được. Hơn nữa, tôi và Diệp Phàm đều là ủy viên thường vụ thành ủy, người ta có khó khăn thì phải giúp đỡ. Tình hình hôm đó rất đặc biệt, đập nước Mai Khê huyện Dương Điền xảy ra ẩu đả, đại bộ phận cảnh sát đều đi giải quyết. Phó cục trưởng đã bị thương, mười mấy cảnh sát cũng bị thương, trong tình cảnh đó tôi có thể đứng dương mắt nhìn mà không xuất quân sao? Lô An Cương có vẻ bất an đứng dậy nói. Anh là anh hùng, rất uy phong, xuất binh làm cái gì? Trấn áp nhân dân. Người ta đăng báo thế đấy, anh đã xem chưa? Trấn áp viết thì dễ nhưng đã đăng lên báo rồi, lại còn đăng lên trang đầu nữa thì nó không giống nhau. Ảnh hưởng chính trị đặc biệt xấu, bất kỳ một quốc gia nào đảng cầm quyền đều phải nắm giữ chặt quân đội trong tay. Trong thời kỳ hòa bình, anh xem, có vẻ như quân đội của chúng ta quá nhàn hạ, không có gì thì cứ luyện tập, rồi lại luyện tập, nên khi vừa xảy ra tình trạng khẩn cấp đã vội cứu trợ. Dường như chẳng đáng quan tâm, nhưng anh nên nhớ, trong tình huống khẩn cấp, muốn điều quân thì cũng phải được sự phê chuẩn của quân ủy. Anh nhìn lại anh xem, gan to quá rồi, tự mình điều quân. Hơn nữa, lại còn dùng để chống công nhân thỉnh nguyện, anh đã nghĩ đến ảnh hưởng của nó chưa? Tôi đã nói rõ với anh rồi, việc này khiến bí thư tỉnh ủy Triệu Sương Sơn phải đập bàn, bằng không, tôi cũng không quan tâm đến việc làm ngốc nghếch của anh làm gì. Anh nghĩ xem. Nói rõ thế ràng thế nào, chuyện lần này, ai, tôi cũng chẳng còn cách nào. Vu Thăng thở dài. Thực ra, Vu Thăng và Lô An Cương đều cũng thuộc hạng không có bức tường vững chắc trong giới quân đội. Hai người như cùng một chiếc thuyền, hơn nữa, tác phong làm việc của Lô An Cương, rất khí phách, Vu Thăng cũng rất ủng hộ. Lần này đích thân anh ta đến, là để xem tự mình có thể điều tra được gì để giữ được vị trí cho Lô An Cương không. Nhưng
Phu Thăng cũng không biết phải làm sao, quan trọng là thái độ Triệu Sương Sơn quá kiên định, lo lắng là này Lô An Công không thể giữ được chức này. Phu Thăng đương nhiên là muốn bảo vệ cho Lô An Cương rồi, nhưng chỉ dựa vào chức tư lệnh của anh ta cũng không thể giúp Lô An Cương được. Tôi biết thưa Phu Tư lệnh, cảm ơn anh đã quan tâm đến tôi, nên làm gì thì anh cứ làm đi, việc lần này tôi có chút thiếu cẩn trọng nhưng tôi có thể đảm bảo là tôi làm tất cả vì nhà nước, vì công việc. Lô An Cương dõng dạc nói. Hai. Phu Tư lệnh thở dài, nhìn Lô An Cương, một lúc sau sắc mặt biến đổi nói. An Cương, cũng không phải không có cách giữ lại chức này cho anh. Phu Tư lệnh có chỉ thị gì xin cứ nói ạ. Lô An Cương cung kính nói. Không phải là chỉ thị, việc này là việc riêng, tôi sẽ nói chuyện riêng với anh. Anh nghe xong cũng coi như chưa nghe nhé, anh hiểu ý không? Phu Tư lệnh nhìn rất phức tạp nói. Vâng. Lô An Cương trả lời, cảm thấy rất căng thẳng. Thực chất anh ta chẳng không lo lắng chút nào, vì, anh ấy tin tưởng Phó trưởng Ban quân vụ Bộ Tổng tham mưu Diệp Phàm sẽ không ngồi nhìn không để ý đến anh ta. Đối với Phu Tư lệnh, Lô An Cương rất cung kính, vì những năm gần đây, Phu Tư lệnh như anh trai của anh ta, quan tâm anh ta, nên Lô An Cương rất cảm kích. Việc này là Diệp Phàm yêu cầu anh làm đúng không? Phu Tư lệnh mãi mới nói được lời này, có vẻ như là phải dùng hết sức. Lô An Cương vừa nghe đã hiểu ngay, hiểu Phu Tư lệnh muốn anh ta đổ hết tội cho Diệp Phàm để tránh tội, thậm chí có thể giảm hết tội của mình. Cảm ơn Tư lệnh đã nhắc nhở. Lô An Cương nói cảm ơn Vu Thăng, liếc trộm anh ta rồi nói. Nhưng, đồng chí Diệp Phàm cũng là vì công việc, khi đó gọi tôi đến thực ra quyền chủ động là do tôi. Dù sao thì Diệp Phàm cũng không thể tự điều quân khi tôi không đồng ý. Chương 1210, Hồ Đồ. Hồ Đồ. Phu Thăng trừng mắt rồi đập bàn, chỉ vào Lô An Cương nói. Sao anh lại làm như thế, hay là có chút vướng mắc gì? Việc này mà nói lên trên thì tiền đồ về sau của anh coi như xong anh biết không? Nói thật với anh, bí thư Triệu Sương Sơn ra chỉ thị phải điều tra nghiêm ngặt, nếu như anh đã nói thế thì tôi cũng không còn cách nào nữa. Tuy nhiên, Triệu Sương Sơn không như thế, con người anh ta anh không phải không biết. Cả Trung Quốc của chúng ta có mấy nhà họ Triệu. Lại có mấy người có thể ngồi trên chiếc ghế phó chủ tịch quân ủy, anh còn muốn dây vào thì có phải là mơ hồ không? Rốt cuộc anh đã suy nghĩ đến cùng chưa? Tôi thật không biết tên Diệp Phàm kia đã cho anh bùa mê thuốc lú nào nữa. Rất xin lỗi Tư lệnh, cảm ơn sự quan tâm của Tư lệnh. Nhưng việc này là lỗi của tôi tình nguyện chịu mọi hậu quả do tôi gây ra. Lô An Cương vẫn rất kiên quyết trả lời, đương nhiên từ chối thành ý Vu Tư lệnh nêu ra. Anh, thật là ngu quá cơ. Phu Thăng không còn biết nói lời nào nữa, trừng mắt nhìn, môi rung rung. Lôi Ngư cùng tổ điều tra đến thành phố Ngư Đồng, nhưng không lập tức tiến hành điều tra mà đến khách sạn Ngư Đồng nghỉ ngơi chút. Đêm khuya, đế thuyền trên sông Áp Tử cũng rất yên tĩnh, mấy chục ngọn đèn lồng treo trên cao, lung lay trong gió. Trên đầu thuyền có hai cô gái mặc chiếc sườn xám xinh đẹp đang mỉm cười. Nhưng các phòng riêng bên trong lại náo nhiệt không ngừng. Lần này cậu thật sự gặp phiền phức rồi, anh xem cái này đi. Kiều Báo Quốc đưa tờ báo ra cho Diệp Phàm xem. Tôi đã xem qua rồi, hai từ trấn áp thật đáng kinh, nhưng tôi sớm đã có chuẩn bị rồi. Diệp Phàm liếc mắt nhìn Kiều Báo Quốc. Từ sau khi giúp Kiều Báo Quốc giải quyết xong việc nhà họ Tô, quan hệ của Diệp Phàm và Kiều Báo Quốc xích lại gần nhau hơn. Có thể anh ta đã nhận ra quan hệ tình cảm giữa Diệp Phàm và cô em gái Kiều Viên Viên. Đương nhiên Diệp Phàm cũng biết, người xuất thân từ đại viện nhà họ Kiều thì cũng không dễ dàng để cho hắn tiếp cận. Kiều Báo Quốc chỉ là bước đầu tiếp nhận mình, khiến anh ta hoàn toàn chấp nhận thì phải qua một quá trình. Chỉ là đối với việc này, Diệp Phàm có thái độ bình thường, hắn đã có kế hoạch cho riêng mình. Hồ đồ! Kiều Báo Quốc đặt mạnh cốc rượu xuông, trừng mắt lên nhìn Diệp Phàm, có vẻ kịch động nói. Cậu có biết tờ báo vừa nãy đưa cho cậu xem đó là lấy từ trong tay của Ngư Lôi, nghe nói Chủ tịch Triệu Sương Sơn đưa cho anh ta. Ông ấy đã xem và khoanh tròn dấu đỏ vào hai từ trấn áp đó, đấy là vòng đỏ của tỉnh ủy, nói thực ra là cậu đang rất nguy hiểm. Nếu Triệu Sương Sơn nhất quyết muốn làm rõ việc này thì chắc chắn anh sẽ là con gà để anh ta chém. Giết gà chọc khỉ, ha ha, hay đây, có thể sau khi Triệu Sương Sơn đến Việt Đông không thấy thoải mái lắm nên muốn nhân cơ hội này tẩy vài con bài nhỏ lại đúng không? Diệp Phàm thản nhiên nói không hề có chút lo lắng nào cả.
Kiều Báo Quốc trong lòng thầm khâm phục nói. Tôi không thể hiểu nổi vì sao cậu lại có thể tự tin như vậy, nhưng tôi muốn nói với cậu rằng em tôi không muốn thấy cậu như thế này. Cậu cũng đừng hy vọng cha tôi sẽ ra mặt. Việc này, ông ấy tuyệt đối sẽ không ra mặt. Còn về phần tôi sẽ cố gắng nếu có thể. Quan trọng là xem cậu sẽ đối đáp ra sao, việc này nói lớn thì lớn động trời, nói nhỏ thì chẳng có gì, vấn đề là phải xem thái độ của Bí thư Triệu thế nào. Cảm ơn, sẽ không khiến Bộ trưởng Kiều phải mệt nhọc đâu. Việc này tôi sẽ thừa nhận tất cả, anh cứ điều tra theo thực tế, đưa kết quả cho Bí thư Triệu là được rồi. Diệp Phàm vẫn điềm nhiên như không. Kiều Báo Quốc thậm chí còn đang nghi ngờ không biết thằng nhãi này có phải là uống nhầm thuốc hay không, hay là tự nhiên biến thành một ông lão 80 tuổi, bằng không khó có thể hiểu được sao hắn ta lại tự tin đến thế. Thực ra, cậu có thể làm chút gì đó để giảm bớt đi trách nhiệm lần này. Còn về phần trách nhiệm lần này, tôi có thể ra mặt một ít. Kiều Báo Quốc vẫn còn có chút kiên nhẫn, điềm tĩnh nói. Vì em gái mà anh ta cũng phải bất đắc dĩ. Làm thế nào? Diệp Phàm thực ra có chút cân nhắc đến điều này, cố ý hỏi. Việc này chẳng lẽ cậu không hiểu sao? Còn cần tôi phải dạy sao? Kiều Báo Quốc nói. Thật sự tôi không hiểu. Diệp Phàm lắc đầu, Kiều Báo Quốc suýt nữa nghiến răng, trừng mắt nhìn Diệp Phàm nói. Quân đội xuất hiện để ngăn chặn sự kiện đổ máu này là do chủ ý của Lô An Cương. Ha ha, rất xin lỗi, việc này là do tôi nhờ tư lệnh Lô. Muốn tôi trốn tội. Việc này tôi không làm được, anh không cần phải khuyên tôi nữa, tôi có quy tắc làm người. Làm một người, nhất định phải có nguyên tắc của mình, nếu không sao có thể gọi là một người được. Diệp Phàm có thái độ kiên quyết. Hừm, Kiều Báo Quốc lào bào, uống một lúc ba chén rượu. Chỉ có hai từ trấn áp mà viết lên cả một bài báo, nếu sửa trấn áp thành ngăn lại có phải là tốt không? Tuy nhiên khắp nơi đều đang lao sao. Nếu đăng lên tỉnh rồi thì hữu tâm nhân này sẽ có lai lịch đáng gờm. Tôi đã nghe ngóng rồi, trưởng ban tuyên truyền tỉnh ủy Cha Tinh Dung vừa mới đi họp ở Bắc Kinh về, việc này chắc chắn không phải do cô ta làm. Ngoài cô ta ra, theo như tôi được biết thì có thể là do đối thủ của cô ta là Bạch Trường Phong là chủ mưu. Anh ta có nhằm vào cậu hay không, cậu chỉ là con cờ anh ta mượn dùng thôi. Anh ta muốn đối đầu với Cha Tinh Dung. Bởi vậy mà Triệu Sương Sơn sẽ hiểu việc này do Bạch Trường Phong làm, nhưng cũng sẽ có chút không hài lòng về Cha Tinh Dung. Hơn nữa, Cha Tinh Dung không rõ thái độ của Triệu Sương Sơn, có lẽ Triệu Sương Sơn làm như vậy một là thể hiện thái độ của mình, hai là muốn mượn cớ để dạy dỗ trưởng ban tuyên giáo Cha Tinh Dung này. Thứ ba, mục tiêu lớn hơn là thông qua một số người, thông qua chuyện ở Ngư Đồng mà đạt được mục đích của anh ta. Cuối cùng thì cậu chính là vật hy sinh, hai. Kiều Báo Quốc ngồi phân tích một hồi lâu, nói ra những lời cũng có đạo lý rõ ràng. Diệp Phàm trong lòng cũng gật đầu, cười nói. Không sao, để tôi làm lính hầu cho Bí thư Triệu, biết đâu ông ấy thương cán bộ cấp dưới, chỉ là dọa thôi, cuối cùng lại không có chuyện gì, cũng không xử gì thì sao. Tôi đã thấy rồi, hơn nữa, để lại ấn tượng trong lòng Bí thư Triệu sau 1-2 năm ông ta lại nhớ đến tôi, rồi tôi may mắn có cơ hội thì sao? Cơ hội cái con khỉ. Cậu bị khai trừ thì còn có hội gì nữa? Trước tiên việc này nếu như trên có hỏi, để san bằng phẫn nộ của nhân dân, chắc chắn phải tìm cho ra người nhận tội, cậu và Lô An Cương là hai con cừu đó. Vẫn còn nghĩ đến khởi nghĩa Đông Sơn, đầu cậu có vấn đề không thế? Kiều Báo Quốc tức giận, nói ra những lời thô tục. Anh xem cái này. Diệp Phàm cười khác thường rồi đưa tệp tài liệu ra trước mặt Kiều Báo Quốc, anh ta cẩn thận cầm lên xem. Việc này có thể liên quan đến tiền đồ của em rể nên anh ta không thể sơ suất. Ước chừng 1 giờ đồng hồ trôi qua, Diệp Phàm cũng đã đi vào uống 3 chai bia, và cuối cùng Kiều Báo Quốc cũng đã xem xong. Anh thản nhiên nhìn Diệp Phàm rồi nói. Ừ, tài liệu này làm rất tốt. Nếu lần này là do Thần Đông đứng sau giật dây mà vợ chồng giám đốc công ty Kim Cờ xảy ra chuyện, con cái thì bị bắt cóc, chứng tỏ việc này có liên quan đến sự việc về đập nước của huyện Dương Điền. 3 việc này xảy ra cùng một lúc, rất khả nghi. Ha ha, nếu Triệu Sương Sơn quyết bắt tôi thì tôi không phục, tôi có thể thông báo chuyện này lên cả Trung ương. Diệp Phàm đột nhiên khí phách đầy mình, chỉ là Kiều Báo Quốc trong lòng có chút nghi ngờ, cảm thấy tên tiểu tử này đột nhiên khiến người ta khó đoán, thật là khó hiểu. Đúng, có tài liệu này thì cậu có thể nói lại được. Nhưng, Triệu Sương Sơn muốn mượn cậu để chỉ ai,
thì tác dụng của tư liệu này không có gì to tác. Trong thể chế cậu không phải không hiểu, nói cậu không được thì cậu không được, không cũng không được. Nói được là được, không được cũng sẽ được. Đương nhiên, trước khác nay khác, nếu như thật không được thì tôi cũng thấy rõ Triệu Sương Sơn và Lôi Ngư, bọn họ có thể sẽ nể mặt. Dù sao, nhà họ Kiều chúng tôi cũng không phải là quả hồng nhũn dễ bóp. Kiều Báo Quốc dần có chút tin tưởng, khuôn mặt căng thẳng giờ đã nhẹ nhàng hơn. Không phải vội việc này, xem thái độ Triệu Sương Sơn xem sao đã. Nếu để anh thấu tất cả cũng không hay lắm, cứ để cho Triệu Sương Sơn có cảm giác Diệp Phàm tôi sẽ mượn chân sau của ông ta, để cho ông ta tính toán xem tôi có thể làm gì ở Việt Đông này. Diệp Phàm khua tay, hai người cùng cạn chén. Cậu cũng biết nếu đắc tội với Triệu Sương Sơn thì không cách nào mà lăn lội ở Việt Đông được nữa à? Kiều Báo Quốc trên mặt hiện lên sự khinh miệt. Tôi không đến nỗi thiểu não mà dám vô lễ với nhân vật số một của Việt Đông. Nhưng, việc lần này mà Điền Thần Đông làm chỉ là bước đầu dạo trong màn nhảy múa thôi, có thể tạo ra ba sự kiện như vậy. Mà, tất cả đều phát sinh theo trình tự, tâm địa của người này đúng là tuyệt đỉnh, thật lợi hại. Diệp Phàm có ý khâm phục. Vậy tôi cũng chúc mừng cậu đã tìm được đúng đối thủ để mà mài đao rồi. Kiều Báo Quốc có vẻ châm chọc. Đối với sự bình tĩnh vô lý của Diệp Phàm, Kiều Báo Quốc thật không phục. Kiều Báo Quốc cũng hơn Diệp Phàm mấy tuổi, nhưng cấp bậc phó sở thì Diệp Phàm lại nhanh nắm được hơn anh ta. Hơn nữa, người ta khi ra tay là nhân vật ở thành phố Ngư Đồng ủy viên ban chính trị kiêm cục trưởng cục cảnh sát. Còn Kiều Báo Quốc cũng chỉ là mượn tay Diệp Phàm, vì Uông Chính Tiền bình ổn cơn giận nhà họ Kiều nên mới cho anh ta một cấp, hiện đang là phó ban bí thư tỉnh ủy chủ quản phòng giám sát, đôn đốc. Phòng giám sát nghe có vẻ kinh hoàng, giống như việc gì cũng có thể đi giám sát nhưng thực chất lại chỉ là công việc chẳng ra sao. Anh đôn đốc thì đôn đốc, người ta có làm hay không anh cũng khó nói. Mà thông thường xử lý xong kết quả chẳng ra sao, lại dễ dàng lặp lại. Bởi vì phòng giám sát đó dù sao cũng chỉ là giám sát mà không phải là cơ quan chấp hành. Chương 1211, gán cho cái tội lớn. Hơn nữa, tình hình trong tỉnh phức tạp, anh đôn đốc ai thì đắc tội ai. Cho nên, phòng đôn đốc tỉnh ủy kỳ thực là tai mắt của lãnh đạo tỉnh ủy, người ta bảo anh làm cái gì thì anh phải làm cái đó. Xử lý như thế nào để không phải thấy mặt các lãnh đạo tỉnh ủy biến sắc? Người ta nói xử lý anh thì xử lý, người ta nói chuyện này chẳng có gì thì dĩ nhiên sẽ chẳng có gì. Nói trắng ra, chỉ là một con rối mà thôi. Đương nhiên, Kiều Báo Quốc hiện thăng chức rồi, lại thêm gia thế cũng rất cao, trong xương máu người này cũng tương đối có ngạo khí. Nếu không phải lần trước Diệp Phàm giúp gã một việc lớn, rồi lại thêm cô em gái giở trò cứ quấn lấy gã làm sao có thể nhẫn nại ngồi đối diện nói chuyện với Diệp Phàm như thế này, rồi lại còn bày mưu tính kế nữa. Cậu mà cũng biết sợ à? Hai, quả là một cao thủ khó chơi. Người ta chỉ đứng sau không lộ diện mà có thể làm được mọi việc. Cậu nói đi, có phải Đới Duy Cường làm không? Kiều Báo Quốc thản nhiên nói, cũng có chút khâm phục người đứng sau tấm màn làm ra chuyện này. Cũng không biết chính xác lắm, nhìn bề ngoài thì do ông ta làm. Vì mục tiêu của ông ta là ép tôi thả Đới Chí Quân. Tuy nhiên, nghe nói Đới Duy Cường gần đây hình như có động tác lớn gì đó. Diệp Phàm hỏi. Ừ, ông ta đang cùng Phó Chủ tịch tỉnh Lỗ Đông Lai cạnh tranh danh ngạch Phó Chủ tịch tỉnh ủy viên thường vụ tỉnh ủy, tuy nói cấp bậc không tăng, nhưng vào thường vụ thì trời đất cách biệt rồi. Trong thời điểm mấu chốt này, Đới Duy Cường chắc là không điên mà đi bày ra những chuyện này. Dù có thể ép cậu, hoặc là lấy mũ của cậu. Đới Chí Quân dĩ nhiên sẽ ra, nhưng, ông ta lẽ nào không sợ cậu sắp chết sẽ cắn ông ta một phát cực độc, chuyện này. Người thiếu sáng suốt đều sẽ nghĩ là do ông ta làm, chỉ có người sáng suốt mới nảy sinh nghi ngờ. Nhưng nghi ngờ thì nghi ngờ, Lỗ Đông Lai sẽ không bỏ qua hiểm nghi này, ông ta sẽ biến hiểm nghi thành sự thật. Đem sổ nợ này tính cho Đới Duy Cường, từ đó đánh rất được một đối thủ mạnh. Còn Đới Duy Cường có bao nhiêu thủ đoạn để trừng trị cậu, hà cớ gì phải chơi cái trò ngu xuẩn cả thiên hạ đều biết này. Kiều Báo Quốc nói. Vâng. Hạng mục sân vận động thành phố chúng ta dự định đầu tư hơn 400 triệu, ủy ban thành phố cũng đã đầu tư trước hơn 50 triệu rồi. Nghe nói chuyện này là Đới Duy Cường giật dây chủ tịch thành phố Lý Quốc Hùng làm, tuy nhiên, mấy ngày hôm trước Lý Quốc Hùng nói là việc có lẽ thất bại rồi, chắc chắn là do Đới Duy Cường ngáng chân. Đới Duy Cường tại hạ ngáng chân làm như thế,
đơn giản là để ép toàn bộ lãnh đạo thành phố Ngư Đồng ép tôi thôi. Đầu tiên Lý Quốc Hùng vì tiền đồ của bản thân đến tìm tôi. Sau đó, ắt hẳn chẳng bao lâu Hà Chấn Nam cũng sẽ ra tay. Diệp Phàm thản nhiên nói. Hà Chấn Nam, chắc hẳn tạm thời sẽ không ra tay. Ông ta biết tính cách của cậu. Chuyện này, cậu chắc chắn sẽ bướng bỉnh không phục. Đến lúc đó, Lý Quốc Hùng không hạ lâm vào thế bí, ông ta sẽ đợi Lý Quốc Hùng đến nhờ vả ông ta. Cuối cùng, hai người bọn họ sẽ liên thủ bức cậu. Có lẽ, Hà Chấn Nam cũng muốn nhân cơ hội để nắm được cậu, hoặc là chuyển cậu đi. Kiều Báo Quốc trên mặt thoáng hiện lên một tia lo lắng. Hà Chấn Nam tính toán kỹ lắm, nhưng, chuyện này tôi sẽ khiến ông ta phải thất vọng. Diệp Phàm lại lộ vẻ tự tin. Sao cậu lại khẳng định chắc chắn như vậy, Đới Duy Cường ngoại trừ những ủy viên thường vụ ra thì chính là phó chủ tịch tỉnh có tư cách nhất, thậm chí một số ủy viên thường vụ bình thường ông ta cũng chẳng để vào mắt, cậu dựa vào cái gì có thể đánh bại được ông ta lấy được tiền xây dựng sân vận động về. Kiều Báo Quốc trong lời nói lộ chút bất mãn, cho rằng khẩu khí của Diệp Phàm quá lớn, có chút kiêu ngạo, ngông cuồng. Việc này tôi vẫn chưa nghĩ ra, tóm lại sẽ nghĩ được cách. Diệp Phàm thản nhiên nói, liếc nhìn Kiều Báo Quốc một cái, nói. Kỳ thực, nếu Lỗ Đông Lai đang cạnh tranh với Đới Duy Cường, hoàn toàn có thể lợi dụng Lỗ Đông làm vài bài văn. Chắc chắn Lỗ Đông Lai không muốn thấy Đới Chí Quân được thả ra, đây chính là đòn sát thủ ông ta dùng để áp chế Đới Duy Cường. Ừ, cái này cũng có lý. Kiều Báo Quốc gật gật đầu. Hôm nay tôi với Bí Thư Lôi Ngư có bàn luận về chuyện này. Ông ta có thái độ thế nào? Diệp Phàm miệng hỏi, kỳ thật trong lòng đã cảm giác được cái gì đó. Lôi Ngư là bạn học cũ của Thiết Thác, trước đây Thiết Thác còn bảo mình có chuyện gì thì đi tìm ông ta. Chắc chuyện này Lôi Ngư cũng đã nói qua với Thiết Thác rồi. Còn Triệu Sương Sơn lại phái Kiều Báo Quốc xuống. Triệu Sương Sơn đã biết Kiều Báo Quốc có quan hệ với mình. Làm vậy là có ý gì? Trong nháy mắt Diệp Phàm đã thông suốt, chuyện này chắc chắn Triệu Sương Sơn sẽ không tấn công mình. Nếu không đã không bảo Kiều Báo Quốc xuống. Cho nên, Diệp Phàm trong lòng ổn định, bình tĩnh như núi. Nhưng, Triệu Sương Sơn biết chuyện với Kiều Viên Viên chắc chắn không thể nói cho Kiều Báo Quốc. Lỗ Đông Lai và Đới Duy Cường ở tỉnh hẳn là có người ủng hộ. Diệp Phàm hỏi. Dù sao Kiều Báo Quốc cũng ở tỉnh, tai mắt linh động hơn mình nhiều. Đới Duy Cường chắc chắn là chủ tịch tỉnh Uông Chính Tiền ủng hộ, người này luôn đi theo từng bước chân của chủ tịch tỉnh Uông. Nếu có thể vào thường vụ thì có thể nói là một vây cánh mạnh của chủ tịch tỉnh Uông. Còn Lỗ Đông Lai thì tôi không rõ, lầm trước nghe cha của Hương Linh nói hình như Bí Thư Triệu ủng hộ Lỗ Đông Lai. Hai người bọn họ ai có thể vào thường vụ, đều làm tăng thêm thực lực cho hai vị đầu sỏ ở tỉnh. Kiều Báo Quốc ngẫm nghĩ một chút, cũng là không giấu giếm gì. Vì sáng sớm trước khi đi đã bị Kiều Viên Viên bám lấy, thậm chí còn ép anh trai Kiều Báo Quốc phải giúp Diệp Phàm thu xếp chuyện này. Nếu Diệp Phàm thật sự vì chuyện này mà mất mũ quan, chắc hẳn cô em gái sẽ làm Kiều Báo Quốc khổ sở mất thôi. Diệp Phàm gật đầu, dường như đã hiểu rõ thêm một chút, đột nhiên cười nói. Anh xem, lần này Bí Thư Triệu ra tay quyết đoán như vậy, bảo các anh xuống đây. Có phải mục tiêu nhắm vào không phải tôi mà là Đới Duy Cường không? Sao có thể, điều tra cậu chứ đâu phải điều tra Đới Duy Cường. Kiều Báo Quốc nhất thời không nghĩ nhiều như vậy, bởi vì anh ta không biết nhiều như Diệp Phàm. Ha ha, ông anh ơi, điều tra tôi không phải điều tra nguyên nhân thực sự vụ làm loạn trước cổng ủy ban nhân dân thành phố sao? Anh nghĩ xem, chuyện này bề ngoài có phải do người nhà Đới Chí Quân làm không? Diệp Phàm cười nói. Ừ. Cũng có lý. Có lẽ, có thể từ Đới Chí Quân lôi ra được Đới Duy Cường. Đới Duy Cường một khi bị lôi vào trong chuyện này, ông ta chắc chắn sẽ mất tư cách cạnh tranh, nghĩa là ông ta bị loại trước tiên. Ha ha ha, Triệu Sương Sơn quả là giỏi thủ đoạn. Kiều Báo Quốc hiện nay tâm tình rất tốt, có cảm giác dũng khí ngất trời. Cái này là nhổ củ cải mang cả bùn đấy. Diệp Phàm cười nói, liếc nhìn Kiều Báo Quốc một cái, cười nói. Kỳ thực. Anh có thể lờ mờ thảo luận vấn đề này với Phó Bí Thư Lôi, chắc chắn Phó Bí Thư Lôi là người thông minh, sẽ nhìn thấu ngay. Trong quá trình điều tra sau này cũng nắm chắc được phương hướng, lãnh đạo ý đồ của lãnh đạo đúng không nào? Lôi Ngư chắc chắn thông minh hơn chúng ta, nhưng, có lẽ ông ấy không biết được nhiều bằng chúng ta. Giống như quan hệ của Triệu Sương Sơn và Lỗ Đông Lai là như thế nào? Tôi cũng có nghe ngóng được một chút ở chỗ cha tôi.
Gần đây ở Bắc Kinh Triệu gia cũng đang bỏ sức cho Lỗ Đông Lai, tổng hợp lại, có thể khẳng định rồi, ủng hộ sau lưng Lỗ Đông Lai chắc chắn là Triệu Xương Sơn. Kiều Báo Quốc thản nhiên nói. Vậy thì tốt rồi. Diệp Phàm vỗ đùi, tuy nhiên, chợt nhíu mày, nói. Vẫn còn chút chuyện phiền phức, tư lệnh phân khu thị quân Lô An Cương có quan hệ rất tốt với tôi, chỉ sợ tôi không sao nhưng ông ấy thì lại có chuyện. Nếu vì tôi mà ông ta mất ngũ quan, chuyện này quá vô lý. Tôi phải giúp ông ấy. Giúp, giúp thế nào? Người ta ở bên quân đội, chính phủ đâu quản được họ. Đừng nói tôi với cậu, ngay cả bí thư tỉnh ủy cũng chẳng quản được tư lệnh quân khu tỉnh, tuy nói ông ta là bí thư đảng ủy của quân khu tỉnh. Lần này tư lệnh Vu Thăng phản ứng nhanh như vậy, chủ yếu do bí thư tỉnh ủy Triệu Xương Sơn này khác những bí thư tỉnh ủy khác. Kiều Báo Quốc chỉ giúp Diệp Phàm. Đối với Lô An Cương anh ta chẳng chút hứng thú. Ừ, bí thư tỉnh ủy là nhân vật số một của tỉnh, bí thư tỉnh ủy cũng là chính ủy quân khu tỉnh, hoặc có thể nói là đứng đầu chính ủy. Cấp bậc hành chính của bí thư tỉnh ủy là cấp tỉnh bộ, bí thư tỉnh ủy lại là chính ủy của quân khu tỉnh, cấp bậc hành chính trong quân đội là cấp chính quân, vì thế xem ra bí thư tỉnh ủy cùng cấp bậc với tư lệnh quân khu tỉnh. Nhưng, tư lệnh quân khu tỉnh chỉ là một ủy viên đảng ủy tỉnh. Quyết định tư lệnh quân khu tỉnh không chỉ chịu sự quản lý của lãnh đạo quân đội, trong một số chuyện nhất định cũng phải phục tùng lãnh đạo tỉnh ủy địa phương, nghe theo lãnh đạo bí thư tỉnh ủy. Nhưng, bổ nhiệm tư lệnh quân khu là chuyện trong nội bộ hệ thống quân đội, đảng ủy địa phương không thể can thiệp. Tóm lại, theo cấp bậc hành chính mà nói, tư lệnh quân khu tỉnh và bí thư tỉnh ủy cùng cấp, nhưng lại chịu sự quản lý của lãnh đạo bí thư tỉnh ủy. Hình như hơi lộn xộn. Kỳ thực chỉ là một chức vụ chồng chéo thôi. Triệu gia là đại lão trong quân giới, tư lệnh Vu Thăng chắc hẳn cũng phải đo lường phân lượng của người ta. Muốn thuyết phục tư lệnh Vu Thăng, chắc hẳn phải được Triệu Xương Sơn gật đầu mới được. Việc này thật có chút phiền toái, nhưng, tôi sẽ tự có cách. Diệp Phàm tự tin nói. Trong lòng nghĩ nếu không được thì dùng giấy chứng nhận bộ tổng tham mưu cấp đi làm công tác tư tưởng tư lệnh Vu, có lẽ cũng nể mặt mình mà chiếu cố cho Lô An Cương. Ngày hôm sau, tổ điều tra bắt đầu tra hỏi. Tư lệnh quân khu tỉnh Vu Thăng cũng đích thân gọi Diệp Phàm vào văn phòng hỏi vài câu. Vu Thăng vừa mở miệng đã nói. Đồng chí Diệp Phàm, lần này tôi xuống đây một là đại diện quân khu tỉnh, hai là đại diện bí thư Triệu xuống hỏi cậu. Vu Thăng trên người đeo quân hàm thiếu tướng, tương đối có uy thế, nếu không phải Diệp Phàm còn một thân phận nặng ký khác, có lẽ thực sự cũng có chút áp lực. Tôi hiểu. Diệp Phàm bình tĩnh gật đầu. Vốn, có lúc quân đội cũng phối hợp hành động với cơ quan công an các anh. Chẳng hạn như vây bắt tội phạm quan trọng, kẻ bắt cóc. Vu Thăng nói tới đây tạm ngừng một chút, liếc mắt nhìn Diệp Phàm dĩ nhiên biết, ông ta đang muốn gây áp lực với mình. Quả nhiên, Vu Thăng lại nói thêm. Nhưng, chuyện xảy ra ở Ủy ban Nhân dân thành phố không nên yêu cầu quân đội điều binh đến. Điều binh có trình tự rất phức tạp, hiển nhiên. Đây là chuyện vi phạm quy định nghiêm trọng. Anh là bí thư ủy ban chính trị pháp luật thành phố, sao có thể giật dây đồng chí Lô An Cương điều binh đến ngăn chặn đám công nhân tấn công ủy ban thành phố? Vu Thăng dùng hai chữ giật dây, câu nói này phân rạch ròi trách nhiệm chủ yếu và thứ yếu. Diệp Phàm dĩ nhiên là chịu trách nhiệm chính, Lô An Cương chỉ phối hợp làm việc với Diệp Phàm mà thôi. Ha ha, tư lệnh Vu, mời xem cái này. Diệp Phàm đưa những tư liệu liên quan đến chủ trì cục công an thành phố đưa qua. Vu Thăng sau nhi nhận cũng cẩn thận lật xem một lát. Lại trầm ngâm một lúc mới nói. Xem ra cục công an thành phố các anh nhờ bộ đội phân khu đưa binh đến đúng là có nguyên nhân. Tài liệu này của anh tôi sẽ bảo người xác thực, nếu đúng mọi chuyện là như thế, tôi sẽ báo cáo chi tiết với bí thư Triệu. Nhưng, đới chí quân có tham gia vào chuyện làm loạn ủy ban nhân dân thành phố không? Chương 1212, đổi xác. Ít chuyện này chúng tôi đang điều tra lấy chứng cứ, nếu như chuyện công ty Liên Kim Kỳ đều liên quan đến nhà đới chí quân, việc đó có chút phức tạp. Diệp Phàm vẻ mặt bình tĩnh nói, liếc nhìn Vu Thăng một cái, lại nói thêm. Về chuyện quân phân khu thành phố trách nhiệm chủ yếu ở tôi, Lộ Tư lệnh đứng ở lập trường chính nghĩa, thấy sự việc nguy hiểm nên mới điều binh đến. Hơn nữa, lúc đó hiện trường không thể nói trấn áp dân chúng thỉnh nguyện. Cái này, chỉ là đám nhà báo tỉnh dùng từ lệch la si gì. Về việc này, tôi sẽ đề nghị ban tuyên giáo tỉnh ủy can thiệp. Các binh lính được đưa đến đều hiệp trợ cơ quan công an duy trì trật tự,
không hề động thủ đả thương người dân. Đương nhiên, đối với những phần tử lưu manh có ý đồ tấn công Ủy ban Nhân dân thành phố, đả thương nhân viên công an thì chúng tôi chẳng thể nương tay được, đúng không nào? Huống hồ, lúc đó chỉ huy hiện trường là tôi, tư lệnh Lô chỉ phối hợp với Cục Công an vì tình thế cấp bách thôi. Căn bản chẳng hề tồn tại trấn áp, Diệp Phàm nhận toàn bộ trách nhiệm, khiến cho trong lòng Vu Thăng có chút kinh ngạc. Vốn muốn mở miệng là đã quy tội cho Diệp Phàm, đem trách nhiệm chính của chuyện này đổ lên người Diệp Phàm, không thể ngờ mình còn chưa tung hết bài, người ta đã chủ động nhận toàn bộ trách nhiệm. Vu Thăng mờ mịt quan sát Diệp Phàm, trong lòng thầm khâm phục người này gan dạ sáng suốt. Đồng chí Diệp Phàm, anh cần phải suy nghĩ cho kỹ, trách nhiệm chuyện này tương đối lớn. Dù là có những tài liệu đó, nhưng nếu anh không thể điều tra rõ ràng tất cả, giải thích nguyên nhân với tổ chức, hậu quả này tương đối nghiêm trọng đấy. Vu Thăng có chút cảm động, đặc biệt nhắc nhở Diệp Phàm một chút. Tôi hiểu điều này, cảm ơn tư lệnh đã nhắc nhở. Thái độ Diệp Phàm rất kiên quyết. Trong lòng biết Triệu Sương Sơn người ta sớm đã sắp đặt xong cả rồi, anh chỉ là một người trong đó mà thôi. Chiều hôm sau, tổ điều tra tiến hành điều tra chậm rãi, điều tra tất cả các hướng. Bọn họ đã điều tra đến công ty xây dựng Ngư Đồng một rồi. Diệp Phàm bình tĩnh ngồi ở văn phòng xem lại hướng đi của thảm án 88, lúc này, Lý Cường gọi điện thoại đến, nói là biểu hiện của Lý Nguyệt gần đây càng kỳ lạ lạ, hình như càng lúc càng giống người điên, nhưng... hình như lại càng giống một người bình thường. Và, gần đây cô nàng thường xuyên mò đến mỏ Dương Điền. Điều làm người ta đặc biệt khó hiểu là, nơi cô nàng thích đi nhất chính là chỗ cách công ty khai thác mỏ Dương Điền 5 dặm, một nơi được gọi là Ngưu Quy Lĩnh để chơi. Mà, còn ngồi ở đó nửa ngày trời. Ngưu Quy Lĩnh là chỗ nào? Diệp Phàm giật mình, hỏi. Thượng du khe suối Đương Đình của thị trấn Mai Khê, cách mỏ Dương Điền hơn 5 dặm. Một ngọn núi bình thường. Nhưng, mảnh đất đó cũng thuộc phạm vi của công ty khai thác mỏ Dương Điền, xung quanh đều có những loại cây gai nhọn cao tới 2 mét, hơi giống hàng rào cây vậy. Lý Cường nói, Lý Nguyệt sao đi vào được, loại cây đó có thể đâm vào người mà. Diệp Phàm hỏi, cái đó không làm khó được cô ta đã tìm được một động cây bí mật, động cây đó thông vào bên trong Ngưu Quy Lĩnh. Lần nào Lý Nguyệt cũng điên khùng leo vào. Công ty khai thác mỏ Dương Điền có phái tổ chuyên đi tuần tra chia làm 3 nhóm, mỗi nhóm 8 người, mỗi ngày đi tuần tra quảng Dương Điền 6 lần. Không cho người ngoài đi vào khu vực khai thác mỏ, nếu bị bắt được thì đều đánh một trận cảnh cáo rồi mới thả ra. Lý Cường nói, hừ, khu vực khai thác mỏ Dương Điền biến thành vùng cấm của họ rồi. Diệp Phàm hừ nói, trầm ngâm một lát, nói, cậu tiếp tục theo dõi thật sát, nhưng... tôi định vài ngày nữa tổ điều tra đi rồi sẽ thử tiếp xúc với Lý Nguyệt. Có lẽ bệnh điên của cô nàng này là giả. Mục đích vì cái gì? Lẽ nào Ngưu Quy Lĩnh có bí mật gì? Cậu âm thầm xem thử, có thể tìm được chỗ nào kỳ lạ không? Em biết rồi, anh Diệp, cảm ơn anh, bệnh chân của mẹ em ngày càng đỡ hơn, giờ đã cử động được rồi. Không chừng một năm sau đã có thể chống gậy đứng lên được. Lý Cường vô cùng cảm kích, nói. Dễ như trở bàn tay ấy mà, từ Tết tới giờ cậu cứ phải theo dõi Lý Nguyệt, cũng vất vả lắm rồi. Diệp Phàm có chút cảm động. Không đâu, có thể làm việc cho anh Diệp là vinh hạnh của Lý Cường em mà. Lý Cường nói rất kiên cường, chân thành. Diệp Phàm lại tổ chức những nhân vật chủ chốt trong cục nghiên cứu thảo luận thảm án 88. Đưa ra phương hướng của thảm án 88. Bí thư Diệp, đã điều tra xong. Công ty xây dựng số 1 Ngư Đồng gần 2 năm nay kiếm được không ít. Theo như lượng công trình họ nhận về mà tính, lợi nhuận dòng chắc chắn là phải hơn 100 triệu, trong đó những vụ làm ăn ngầm vẫn chưa điều tra ra, chắc hẳn con số không dừng lại ở đó. Đội trưởng Điền Thất Hòa nói. Thật kỳ lạ, hơn 100 triệu, khoản tiền nhiều như vậy mà ngay cả lương cũng không phát, vậy tiền đi đâu hết? Bằng không các cán bộ nhân viên sẽ không làm náo loạn rồi. Cục phó Lỗ Đông Phong hơi nghi hoặc hỏi. Đều bị Tổng Giám đốc Đới Chí Quân vơ vét đi rồi, trên sổ sách có thể hiện, một phần là vào công ty khai thác mỏ Dương Điền, một phần khác là Đới Chí Quân trực tiếp lấy đi. Chắc hẳn phải hơn 50 triệu, không biết là dùng làm gì. Điền Thất Hòa cũng không hiểu, liếc mắt xem xét Diệp Phàm, lại nói thêm. 2 năm dùng 50 triệu, dùng vào việc gì, làm sao mà xài hết được. Kiểm tra phạm vị sử dụng. Tra kỹ một chút. Diệp Phàm dặn dò, liếc nhìn Vương Triều, nói.
chuyện điều tra tập đoàn Dương Điền thế nào rồi? Ngày mai anh đích thân đưa người đi điều tra đi. Bí thư Diệp, cái này, hành động không có lý do chính đáng chúng ta không tiện điều tra đến trung tâm được. Nếu như có được một lý do thì dễ làm hơn. Vương Triều liếc nhìn Diệp Phàm, bộ dạng hơi khó khăn. Cái đó thì dễ thôi, đồng chí tổ điều tra Kiều Báo Quốc không phải kiêm chủ nhiệm phòng đôn đốc tỉnh ủy sao? Tôi đã bàn bạc qua với anh ấy rồi, anh ấy nói có thể mượn danh phòng đôn đốc tỉnh ủy, kết hợp với cục đất đai, kiểm tra quặng, giám sát an toàn cùng với công an thành phố Ngư Đồng tiến hành kiểm tra an toàn sản xuất toàn bộ các mỏ ở Ngư Đồng. Dĩ nhiên, đây chỉ là ngụy trang, mục tiêu của chúng ta là tập đoàn khai thác mỏ Dương Điền. Diệp Phàm nói, được, có danh phận chúng ta dễ làm việc rồi. Vương Triều gật đầu, Diệp Phàm nhìn anh ta gật đầu, bởi vì chuyện Ngưu Quy Lĩnh Diệp Phàm tối qua đã dặn dò anh ta chuẩn bị tối nay sẽ xuất phát đi thăm dò một chút. Đúng lúc này, Lô Vĩ gọi đến, nói, đại ca, không hay rồi, mẹ nó. Có chuyện gì, vừa mở miệng đã chửi mắng. Diệp Phàm hừ giọng nói. Còn không phải chuyện một nhà bốn người của Phó Tổng Mã Văn Tài tập đoàn Đế Hoa Thủy Châu sau, cấp trên ép kết án, mà bên dưới thì xảy ra chuyện. Cha mẹ Mã Văn Tài yêu cầu hỏa tang thi thể con họ, muốn cho người chết sớm được mổ yên mã đẹp. Nói là con ông ta vì nổ bình ga mà chết, không muốn cục công an dính vào chuyện này nữa. Lô Vĩ có chút nóng nảy, nói. Cậu giải thích với ông ta một chút, nói vụ án này có rất nhiều điểm đáng ngờ, có lẽ, Mã Văn Tài bị làm hại. Diệp Phàm nói, giải thích hàng chục lần rồi, người nhà người ta yêu cầu hỏa tang thi thể, anh kêu em sao mà ngăn được, dùng cớ gì để ngăn chứ. Hơn nữa, áp lực bí thư Đoạn càng lúc càng lớn, trên tỉnh chỉ trích người ông ấy đề cử không làm tốt nhiệm vụ trị án Thủy Châu, chính là em đó. Yêu cầu bí thư Đoạn xử lý em, đem chức cục trưởng cục công an hợp lại với chức bí thư ủy ban chính trị pháp luật. Lô Vĩ nói, cô cậu không phải ở tỉnh ủy sao? Kêu bà ấy ra mặt éo xuống một chút, không phải là có bốn người chết thôi sao, Ngư Đồng chúng tôi đây còn chết những 10 người, mà cũng chẳng thấy lãnh đạo tỉnh ủy ngày nào cũng ép người như vậy. Diệp Phàm nói, cảm thấy việc này thật đúng là càng ngày càng kỳ lạ, sao lại dính đến lãnh đạo tỉnh ủy Nam Phúc. Chuyện này thực sự có dính đến Việt Đông các anh, cô em nói là gần đây chủ tịch tỉnh phí tiếp một vị khách lớn. Lô Vĩ nói, khách lớn, ai? Diệp Phàm hỏi. Tâm tư chuyển động, cảm thấy hình như hơi rõ nét một chút rồi. Chính là chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn Dương Điền quản phi của Việt Đông các anh, ông ta nói là muốn đầu tư vào tập đoàn khai thác mỏ Đế Hoa Thủy Châu, hơn nữa, vừa mở miệng đã đưa ra số tiền lớn kinh người. Lô Vĩ có vẻ hơi thần bí. Đầu tư bao nhiêu, hơn 100 triệu ấy nhỉ? Diệp Phàm thản nhiên hỏi. Không chỉ vậy đâu, vừa mở miệng đã nói muốn khống chế tập đoàn Đế Hoa Thủy Châu. Đưa ra 200 triệu. Anh nói đi, khoản tiền đầu tư lớn như vậy, dù là chủ tịch tỉnh phí thì cũng phải động lòng, chứ đừng nói gì những lãnh đạo khác. Ngay cả bí thư Đoạn kỳ thực cũng có chút động lòng, tổng bộ tập đoàn Đế Hoa Thủy Châu dù sao cũng ở tỉnh thành, bí thư Đoạn cũng có bàn bạc qua, quản phi nhắc nhở, nói là có lẽ sẽ xây dựng tổng bộ mới của công ty ở khi kinh tế mới Hồng Liên. Còn bí thư Cố Nhất Phú của khi kinh tế mới Hồng Liên gần đây đang nóng như lửa đốt. Khu kinh tế mới hơi loạn một chút, chẳng kiếm được bao nhiêu tiền đầu tư. Người này có gốc gác ở Bắc Kinh, lần trước đã mạnh mẽ giành lấy vị trí của anh, giờ các lãnh đạo tỉnh đều nhìn chằm chằm, mà bí thư Thiết Thác cùng với bí thư Tề Trấn Đào thường phát biểu mấy câu thể hiện sự thất vọng về Cố Nhất Phú trong SNTV. Chủ tịch tỉnh phó trong lòng nóng giận, còn bí thư Quách Phác Dương thái độ không rõ ràng, không thể hiện gì. Bí thư Đoạn tiến thoái lưỡng nan, thất vọng với Cố Nhất Phú. Nhưng cũng hy vọng khu kinh tế mới Hồng Liên có thể bùng dậy. Dù sao, khu kinh tế mới Hồng Liên cũng do bí thư Đoạn sau khi đến Thủy Châu dùng thủ đoạn mạnh mẽ làm ra. Nếu như Hồng Liên làm không tốt, ảnh hưởng trực tiếp đến thể diện của bí thư Đoạn. Em nghe cô em lờ mờ nói, các vị lãnh đạo trung ương lần trước có đến tuần tra Thủy Châu, cũng có đến khu kinh tế mới Hồng Liên. Vốn công tác tiếp đãi đều được bố trí rất tốt, nhưng, đột nhiên lại xảy ra chuyện, có người lập mưu hại bí thư Đoạn. Đem những vụ bê bối ở khu kinh tế mới Hồng Liên kêu gào ra hết. Vị lãnh đạo kia lập tức nổi giận, hơi bất mãn với khu kinh tế mới Hồng Liên. Hơn nữa, trực tiếp phê bình bí thư Đoạn thích việc lớn hám công to, trong điều kiện không chủ bị đã làm cái khu kinh tế mới gì đó, mù quáng hợp nhất Long Đô, Mã Cảnh, tạo thành ba khu tạp nham.
dân chúng cũng có lên tiếng oán than gì đấy. Lô Vĩ vẻ mặt bất đắc dĩ, nói. Bí thư Đoạn nhức đầu rồi. Hai, nhưng quản phi tới Thủy Châu, còn muốn thấu tóm Đế Hoa, chuyện này tương đối kỳ lạ. Vốn tập đoàn khai thác mỏ Dương Điền đã có vấn đề, ngay lập tức còn muốn sáp nhập với Đế Hoa, một nhà Mã Văn Tài của Đế Hoa có 4 người đã chết. Sau khi chết người nhà yêu cầu lập tức hảo tang, có phải có người đang ngầm gây áp lực cho cha mẹ Mã Văn Tài? Chuyện quản phi đầu tư vào Đế Hoa đáng cân nhắc đây. Diệp Phàm nói, ngẫm nghĩ một chút lại nói thêm. Như vậy đi, nếu thực sự không được thì nhờ ông anh Vu Kiến Thần ra mặt, đem vụ án này chuyển lên sở tỉnh Nam Phúc. Thế nào? Nếu chuyển lên sở tỉnh, vụ án này không đến tay em rồi, e rằng, sợ là bọn họ chỉ làm loạn một chút, rồi kết án qua loa. Ví như nói là chuyện này chỉ là vụ nổ ga thì chẳng phải càng không xong sao. Hơn nữa, mảng hình sự của sở tỉnh không phải phân công quản lý của Vu Kiến Thần, anh ta sẽ khó ngăn cản người ta phá án. Mà Thiếu Duệ Phong thì lại chẳng tiểu chung một chỗ với chúng ta, trước kia hình như còn có mâu thuẫn nhỏ. Người này quản lý mảng hình sự sở tỉnh, cũng có chút quan hệ với chủ tịch tỉnh phí. Lô Vĩ có chút buồn bực nói. Chuyện này quả là khó làm, nếu như các cậu cứ giữ lấy mấy thi thể không hỏa táng, người nhà người ta lại làm loạn, mà, làm loạn cũng là đương nhiên, người ta có lý mà. Còn để sở tỉnh tiếp nhận vụ này thì lại không ổn, chuyện này làm sao đây? Diệp Phàm miệng nói xong, đem việc này bàn với Vương Triều, nào ngờ trong mắt Vương Triều đảo qua đảo lại, đột nhiên cười nói. Bí thư Diệp, điểm chút thủ đoạn được không? Thủ đoạn gì, anh nói thử coi. Diệp Phàm nhíu mày, cảm giác có phải Vương Triều lại muốn làm trò đen tối. Vương Triều hiện đã rời khỏi Đỗ Gia thành phố Phổ Hải, đã được quốc gia triệu tập đặc biệt, hiện nay biên chế tạm thời còn đang ở Bộ Công an, không thể làm loạn quá. Mà có lẽ phải dùng thủ đoạn thì mới giải quyết được vấn đề này. Bằng không, bao nhiêu ánh mắt đang nhìn chằm chằm, đến lúc đó một số người ở Việt Đông nắm được chuyện này đem ra nói thì càng không thỏa đáng. Muốn hỏa táng thì hỏa táng, chúng ta treo đầu dê bán thịt chó, diễn trò hỏa thiêu không phải rất được sao? Vương Triều cười nói, Càn Khôn Đại Na Di, phương pháp này không tệ, nhưng, nếu như có người giật dây hoặc gây áp lực cho Mã gia, thì chắc chắn người ta sẽ nhìn chằm chằm. Muốn đổi thi thể cũng hơi khó. Diệp Phàm thoáng suy nghĩ, đột nhiên vỗ đùi, nói. Làm như vậy đi. Lập tức gọi điện cho Lô Vĩ, Lô Vĩ vừa nghe, thiếu chút nữa nghẹn họng nhìn chân chối. Lập tức hỏi. Lão đại, kiếm đâu thi thể mà đổi? Cái này đơn giản, mời anh Thiết ra mặt, đem mấy thi thể của tử phạm đến là được rồi. Còn nữa, cậu phải chú ý, màn hỏa táng phải được bố trí thật toàn diện mới được. Không thể để lộ chút phong phanh gì. Nếu lộ chút phong phanh thì sẽ thành chuyện lớn, chuyện vô cùng lớn. Chắc cậu sẽ bị mất mũ quan, vì đây là chuyện phạm pháp. Dĩ nhiên, nếu có thể không dùng thi thể mà có thể hoàn thành được kế hoạch treo đầu dê bán thịt chó thì càng hoàn hảo. Còn nếu thực sự không được, thế thì hỏa táng thi thể hai đứa trẻ. Thi thể hai người lớn cứ giữ lại trước, hai thi thể chắc cũng đủ rồi. Dĩ nhiên, chuyện này đối với cậu mà nói là con dao hai lưỡi, nếu có thể điều tra được gì từ Mã Văn Tài, mũ quan của cậu dày lên không ít. Còn nếu chẳng điều tra được gì, thực sự ngạt khí ga mà chết. Diệp Phàm vẻ mặt thận trọng giải thích. Sợ cái quái gì, làm. Lô Vĩ không chút do dự, nói. Việc này ai làm, có phải Chí Quân không? Phó Chủ tịch tỉnh Đới Duy Cường giận dữ, mặt xanh mét. Bàn suýt chút nữa bị ông ta coi như cái trống dùng chén trà gõ thình thình rồi. Chương 1213, Chủ tịch thành phố bị đánh. Không phải, là người của tổ chức Điền Thần Đông làm, ông ta chắc cũng có lòng tốt, muốn gây cho cục công an chút áp lực, trước kia việc này cũng có làm vài lần rồi. Rất hiệu quả, không thể ngờ Diệp Phàm đến thì lại không giống như vậy, người này, ra tay rất quỷ dị. Hơn nữa, cực kỳ độc. Một giọng hơi sắc nhọn nói. Ngu ngốc, trong thời khắc mấu chốt mà sao lại làm mấy trò này? Phó Chủ tịch tỉnh Đới Duy Cường miệng mắng, trầm ngâm vài phút mới nói. Tuy nhiên, Điền Thần Đông coi như có lòng làm chuyện xấu. Đầu óc cũng không ngu, chủ tính chu đáo chặt chẽ cẩn thận, đầu tiên là đem toàn bộ cảnh sát phân tán đi, chỉ có điều cuối cùng bị người ta phá hỏng, họ Diệp thật là có chút khí phách. Phó Chủ tịch tỉnh Đới, Dương Điền huyện chuyện thị trấn Mai Khê có phải Điền Thần Đông sai người làm không? Nói thế nào thì ông ta cũng chẳng có đủ can đảm đi làm sụp đê ngăn xong đó.
Nếu vì chuyện này mà tạo nên lũ lụt thì chắc chắn rơi đầu, nhưng, chuyện này không biết là ai làm, thì Cục Công an cũng đang điều tra, còn tổ chức cuộc họp nghiên cứu thảo luận vụ án nữa. Người gây ra vụ đập nước quả là thâm độc, tuy nhiên, người của Cục Công an chắc chắn cho rằng là Đới Gia sai người khác làm, cho nên, cũng có ảnh hưởng không tốt cho Đới Gia. Giọng nói sắc nhọn âm trầm nói. Quái lạ, bọn họ nờ làm sao biết các người sẽ làm loạn vào ngày hôm đó. Hình như là cố ý phối hợp các người làm lớn chuyện. Đới Duy Cường có chút khó hiểu. Việc này tuy nói công ty xây dựng số 1 Ngư Đồng rất giữ bí mật, nhưng phải tổ chức nhiều người như vậy, dù sao người biết chuyện cũng không thể ít. Chắc chắn ai đó biết chuyện đã để lộ ra ngoài, hoặc chính người làm vụ đập nước đã cắm người vào, mục đích của người này là gì? Giọng nói sắc nhọn nghi hoặc khó hiểu. Các người bị người ta lợi dụng có biết không hả, hừ. Một đám ngu ngốc. Đới Duy Cường lạnh giọng hừ nói, lập tức nói. Rốt cuộc là ai làm? Buổi chiều hôm sau, Diệp Phàm vừa mới đến văn phòng, an vệ dân vội vã bước vào, nói. Bí thư Diệp, chủ tịch thành phố Túc bị đánh. Bị đánh, ai dám đánh chủ tịch thành phố? Diệp Phàm vẻ mặt kinh ngạc, nhìn chằm chằm an vệ dân. Hình như là nói chủ tịch thành phố Túc khi đi xử lý vấn đề đê ngăn sông của thôn Thượng Hà và Hạ Hà thị trấn Mai Khê Dương Điền thì dính đến Ngưu Quy lĩnh Thượng Du Khe suối Đương Đình, sau lại không cẩn thận xảy ra tranh chấp với nhân viên bảo vệ núi công ty khai thác mỏ Dương Điền. Cuối cùng, hình như còn chọc cho công nhân khai thác mỏ Dương Điền nổi giận, xông vào đánh ngay tại chỗ. An vệ dân nói, bị thương thế nào, chuyện đánh nhau có báo cảnh sát không? Diệp Phàm giật mình, hỏi. Vẫn không rõ lắm, báo cảnh sát chắc chắn là báo, thư ký Lưu Phong của chủ tịch thành phố Túc điện thoại tới cho tôi nơi, nhờ Cục Công an thành phố ra mặt xử lý. An vệ dân nói, phòng công an huyện Dương Điền bất tài đúng không? Diệp Phàm lạnh lùng hừ một cái, cảm thấy công ty khai thác mỏ Dương Điền ở huyện Dương Điền đã thành một con hổ, nó không ngừng kiêu ngạo như vậy chắc chắn là có liên quan đến sự dung túng của phòng công an huyện Dương Điền. Ít nhất, phòng công an huyện Dương Điền phản ứng chậm. Hơn nữa, có mắt nhắm mắt mở hiểm nghi. Chợt, Diệp Phàm lập tức điện thoại cho Vương Triều, nói. Lập tức mang vài người đến huyện Dương Điền xử lý việc chủ tịch thành phố Túc bị đánh mặc kệ dính đến ai, cứ bắt trước nói sau. Vâng, chuyện này thật đúng lúc, tôi lập tức phải đi. Bí thư Diệp, có phải điều tra Ngưu Quy lĩnh không? Vương Triều xin chỉ thị nói. Nhân cơ hội xuống tay, tuy nhiên, không cần làm lớn quá, phải chú ý. Đừng cho công ty khai thác mỏ Dương Điền nhìn ra mục đích chính của chúng ta ở Ngưu Quy lĩnh. Diệp Phàm giải thích nói. Tôi hiểu. Vương Triều sau khi gác điện thoại, đem theo đội trưởng cảnh sát hình sự Điền Thất Hòa cùng với 10 cảnh sát đi xuống. Lão Túc, bị thương thế nào? Diệp Phàm hỏi. Mẹ nó, họ nhà rùa, kiêu ngạo con mẹ nó, một công ty khai thác mỏ nát thì có gì đáng khoe khoang, không ngờ dám đánh tôi. Người anh em. Phái vài người đến bao vây nó đi. Túc Nhất Tiêu tức giận phun nước miếng không ngừng. Phong Dương Điền khai thác mỏ, ha ha, lão Túc, anh không phải không biết gốc gác của Dương Điền chứ. Diệp Phàm cảm giác Túc Nhất Tiêu bị thương hẳn là không nặng, bằng không, sao còn sức để mắng chửi người ta. Sau lưng có người liền bay trên trời à, quản Nhất Minh cũng không thể một tay che trời, Việt Đông này, không phải chỉ có mình phó bí thư ông ta. Ông đây cũng có người. Mẹ nó đám rùa con, người anh em Diệp, cậu ra tay mạnh vào, nếu thật sự không được tôi cũng gọi người đi, mẹ nó, răng sắp rụng hết cả rồi. Túc Nhất Tiêu bị Diệp Phàm chọc cho tức giận. Đằng sau anh Túc chắc cũng là một phó bí thư tỉnh ủy, bằng không. Diệp Phàm giật mình, lập tức kích tướng, hôm nay thế nào cũng phải đào ra người đứng sau Túc Nhất Tiêu mới được. Cái này, Túc Nhất Tiêu ngừng một chút, lập tức phản ứng lại. Không tin anh em vậy không cần phải nói nữa. Diệp Phàm giọng điệu hơi có vẻ lãnh đạm. Thôi vậy, nói cho cậu cũng được, ông ấy cũng là phó bí thư tỉnh ủy, phân công quản lý công tác của ủy ban kỷ luật. Cậu chắc cũng đã biết rồi. Túc Nhất Tiêu lại có vẻ hơi đắc ý. Người anh nói chính là phó bí thư tỉnh ủy Diệp Đông. Diệp Phàm rốt cục đã bình thường trở lại, không ngờ người đứng đồng chí lão Túc cũng gai góc như thế. Không ngờ là phó bí thư chuyên trách Diệp Đông xếp hạng thứ tư tỉnh ủy. So ra thì phó bí thư tỉnh ủy quản lý đảng và quần chúng quản Nhất Minh kém hơn một chút, người này quản lý ủy ban kỷ luật, cũng là người nắm giữ thực quyền. Ủy ban kỷ luật là bộ môn tước mũ cán bộ, ai cũng tương đối sợ bộ môn này.
vì, mấy cán bộ trong thể chế đã kiểm chứng và điều tra rồi rồi. Huống chi, người ta muốn chỉnh anh, không có việc gì cũng có thể làm ra được, chuyện nhỏ như lông gà cũng có thể làm thành chuyện lớn. Nếu anh Thanh Liêm, người ta mượn chuyện công tác của anh ra nói. Trên đời này, mấy ai dám cam đoan trong công tác không có chút sơ suất nào. Cho dù bản thân anh không có chuyện gì, nhưng anh dám cam đoan vợ con người nhà, thân thích bằng hữu của anh, những người tốt với anh không ai có nhược điểm để người ta nắm không, cho nên, tra đi tra lại như thế cuối cùng cũng tra được điểm yếu của anh. Ừ, Túc Nhất Tiêu lên tiếng. Tôi an tâm rồi, tuy nhiên, mặc kệ thế nào. Tôi đều đã cứng rắn, mạnh mẽ xử lý, anh yên tâm, chúng ta là anh em. Tôi đã kêu Phó Cục trưởng Vương Chiếu đích thân đem theo đồng chí đội cảnh sát hình sự xuống dưới đó. Đương nhiên, về chuyện khai thác mỏ của Phong Dương Điền. Diệp Phàm nói đến nơi đây, cố ý trầm ngâm một lát. Túc Nhất Tiêu không kìm nổi, hừ giọng nói. Không cần lo lắng gì cả, Quản Nhất Minh là bác Quản Phi, tuy nhiên, Diệp Đông cũng là cậu của vợ tôi, ha ha, cứ bao vây trước đi, có chuyện tôi gánh. Đã nắm được điểm mấu chốt rồi, tôi sẽ mạnh tay. Ha ha, đến lúc đó anh nói qua với Phó Bí Thư Diệp nhé, bằng không, Hà Trấn Nam gây áp lực xuống tôi cũng khó đứng vững. Diệp Phàm đáp, vậy tàn thuốc, mày lập tức giãn ra. Những dấu vết gần đây cho thấy, công ty khai thác mỏ Dương Điền hình như có nhiều mối liên hệ với thảm án 88. Nếu có thể mở được đường từ khai thác mỏ Dương Điền, có lẽ sẽ tìm được lối vào thảm án 88, Diệp Phàm trong lòng tương đối kích động. Chợt hỏi. Bị thương bao nhiêu người? Cái đám rùa đó độc ác lắm, tôi đem đi gần 20 người, bị ngã hết 15 người, hơn nữa, ai nấy đều bị thương. Có mấy người xương sườn trước ngực còn bị đánh gãy, tôi coi như vẫn còn may mắn, chỉ bị đấm đá mấy cái trúng bụng thôi. Nhưng, mũi sắp không còn là của mình rồi, có bị gãy không còn khó nói. Hơn nữa, bực mình hơn là đám rùa đó quá kiêu ngạo, tuyên bố nói chúng cứ đánh đấy. Có bản lĩnh kêu cục công an thành phố xem có dám đến không. Túc Nhất Tiêu chắc hẳn có thêm mắm thêm muối. Phản Thiên, lão Túc, không được thì về thành phố trị trước đã, đừng để lưu lại di chứng thì phiền phức. Diệp Phàm thật tâm khuyên nhủ. Không được, việc này không xử lý tốt Túc Nhất Tiêu tôi sẽ chết ở thị trấn Mai Khê. Túc Nhất Tiêu nổi khùng, xem ra, cơn giận cũng không nhẹ, muốn cứng rắn đấu với công ty khai thác mỏ Dương Điền. Lão Túc. Anh cần phải nghĩ cho kỹ, dù anh quyết định thế nào, tôi ủng hộ anh vô điều kiện. Diệp Phàm giật mình, ra sức giật dây Túc Nhất Tiêu. Cái này, có thể dựa thế đương nhiên phải mượn thôi. Quản Phi, mẹ nó, không chết cũng phải lột được ra nó. Không thì sau này Túc Nhất Tiêu tôi mặt mũi đâu mà lăn lộn ở ngư đồng nữa, ai còn để ý đến tôi, cậu nói đúng không người anh em. Túc Nhất Tiêu bị đánh thảm, cho nên, cũng quyết tâm rửa hận. Tập đoàn Dương Điền anh ta dĩ nhiên biết một ít, muốn chống lại Dương Điền cần phải có dũng khí lớn lao. Diệp Phàm đương nhiên vui khi đồng chí lão Túc làm như vậy, bởi vì, vẫn đang hiểm nghi tập đoàn Dương Điền, nên luôn mong ước có cơ hội để xuống tay. Đương nhiên, Diệp Phàm cũng không muốn hại Túc Nhất Tiêu, có là dựa thế thôi. Tin rằng có Phó Bí Thư Tỉnh ủy Diệp Đông chống, Túc Nhất Tiêu tuyệt đối không có việc gì. Mà Quản Phi có Phó Bí Thư Tỉnh ủy quản lý đảng và quần chúng Quản Nhất Minh chống, cũng tuyệt đối không có việc gì. Đến cuối cùng, hai vị thân đại lão thích ở tỉnh chắc chắn sẽ vì hai bên ra mặt điều đình. Tuyệt đối sẽ thỏa hiệp với nhau. Chính trị, là nghệ thuật thỏa hiệp. Còn mình, sẽ làm lão ngư ông bắt cá sau khi quấy đục nước. Đương nhiên, cũng tương đối mạo hiểm, nếu làm không tốt sẽ bị hai vị đầu sỏ ghi nhớ, trí tuệ người ta tuyệt đối không thấp hơn mình. Anh Kiều, anh xem như vậy được không? Diệp Phàm điện thoại cho Kiều Báo Quốc, không lâu sau, lại điện thoại cho Thiết Thác sẽ tự gọi điện cho Phó Bí Thư Lôi Ngư Tổ trưởng Tổ điều tra Phó. Hơn 3 giờ chiều, Hà Trấn Nam nhân vật số 1 thành phố Ngư Đồng đón hai vị khách trong văn phòng, đương nhiên là Phó Bí Thư Ủy ban Kỷ luật tỉnh Lôi Ngư và Phó trưởng Ban Thư ký tỉnh ủy Kiều Báo Quốc. Hà Trấn Nam nhiệt tình nghênh đón hai vị lãnh đạo ở tỉnh tới, chào hỏi nhau xong ba người ngồi xuống. Gần nhất bề bộn nhiều việc, hai vị lãnh đạo xuống tôi cũng chưa có ngày nào rảnh để cùng mọi người triển khai công tác. Hà Trấn Nam một miệng nói lời khách sáo. Ha ha, Bí Thư Hà có 4-5 triệu dân đang chờ mà, làm sao có thời giờ để tiếp chúng ta? Lôi Ngư bật cười ha ha, nói. Kỳ thật,
Bí thư Hà đã hết sức ủng hộ tổ điều tra chúng tôi triển khai công tác rồi. Trong lúc bận trăm việc vẫn điều nhân viên, đặc biệt sắp xếp trưởng ban thư ký thành ủy Giang Lily cùng đi với chúng tôi tiến hành công tác điều tra lấy chứng cứ. Điểm này, tổ phó tổ điều tra tôi vô cùng cảm ơn ủy ban thành ủy thành phố Ngư Đồng Thị. Kiều Báo Quốc thản nhiên nói lời khách sáo. Hai bên ngầm hiểu ý nhau hàn huyên một trận, cùng tâng bốc cung kính nhau. Không lâu sau, Lôi Ngư và Kiều Báo Quốc đều có vẻ có chút trầm mặc, hơn nữa, còn khẽ cau mày, vẻ mặt nghiêm túc. Hà Chấn Nam vừa thấy, tự nhiên hiểu rõ, hỏi. Bí thư Lôi, trưởng ban thư ký Kiều, có phải trong lúc điều tra có người không phối hợp không? Không phải vậy, cái này, có chút khó nói. Lôi Ngư bộ dạng khó khăn, Kiều Báo Quốc cũng gật đầu. Chương 1214, tính công kích rất mạnh. Hai vị lãnh đạo mời cứ nói, thành ủy thành phố Ngư Đồng sẽ toàn lực ủng hộ tổ điều tra triển khai công tác. Hà Chấn Nam kiên quyết tỏ thái độ. Ừ, là thế này, thời điểm chúng tôi đang điều tra công ty xây dựng số 1 Ngư Đồng thì ở thị trấn Mai Khê huyện Dương Điền lại phát sinh sự kiện ẩu đả lớn. Thành phố Ngư Đồng này sao lại như vậy? Thảm án 88 còn chưa phá được, Dương Điền lại phát sinh chuyện công nhân đánh phó chủ tịch thành phố. Cứ tiếp tục thế này, thì lấy gì chấp pháp, lấy gì yên ổn lòng dân, để họ thể hiện lòng tin với nhà nước và lãnh đạo đảng chúng ta, cục công an thành phố Ngư Đồng này chẳng lẽ thực sự trở thành những kẻ đớn hèn rồi sao? Lôi Ngư vẻ mặt nghiêm túc nói lời này, vừa mở miệng đã chụp mũ lên đầu lãnh đạo cục công an thành phố Diệp Phàm. Nhìn tư thế dường như muốn nhắm vào Diệp Phàm nói chuyện, tính công kích rất mạnh. Ừ, ngay cả phó chủ tịch thành phố mà cũng dám đánh, xem ra, Ngư Đồng nuôi dưỡng thói quen ngông cuồng cho công nhân rồi. Lần trước Ủy ban Nhân dân thành phố bị bao vây tấn công, công nhân công ty xây dựng số 1 Ngư Đồng kiêu ngạo như thế, hôm qua công nhân công ty khai thác mỏ Dương Điền lại làm ra việc này. Mặc kệ hai bên ai đúng ai sai, ít nhất có thể dùng từ kiêu ngạo này cho bọn họ. Vốn việc này không liên quan gì đến chúng tôi. Kiều Báo Quốc nói tới đây, cố ý tạm dừng một chút, liếc nhìn mặt sắc có chút khó coi Hà Chấn Nam một cái, lại nói thêm. Chỉ có điều, công nhân khai thác mỏ Dương Điền gây náo loạn, lập tức sẽ tạo lực lượng cho công nhân xây công ty dựng số 1 Ngư Đồng. Người ta nói như thế nào, phó chủ tịch thành phố đã là gì chứ? Cục công an thành phố Ngư Đồng căn bản đều là những mềm nhũn, không cần sợ, tổ điều tra của tỉnh thì thế nào? Chúng tôi chỉ bện thành sợi thừng, chẳng ai phải sợ nữa. Anh xem Bí thư Hà, những lời này thế nào? Công nhân mà dám nói những lời này, đúng là có chút kiêu ngạo. Buổi chiều, tổ điều tra theo quy củ lại tiến hành điều tra công nhân công ty xây dựng số 1 Ngư Đồng. Một giám đốc dự án mà cũng chẳng thèm nể mặt tổ điều tra. Chẳng lẽ bảo đồng chí tổ điều tra chúng tôi đi làm người chấp pháp một hồi? Cái này, tuyệt đối không được, tổ điều tra chỉ có điều tra tìm hiểu rõ tình hình, sau đó báo cáo lên tỉnh ủy, về phần lãnh đạo tỉnh ủy xử lý như thế nào, đó là chuyện của lãnh đạo. Chúng tôi chỉ có thể cung cấp chứng cứ và tài liệu, một chút kiến nghị nhỏ. Mà đồng chí cục công an thành phố Diệp Phàm đã bị tôi điểm danh phê bình rồi, vì sao chứ? Anh xem, tôi bảo hắn phái vài người hiệp trợ tổ điều tra, hắn nói như thế nào, nói là công ty xây dựng số 1 Ngư Đồng là một tổ ong vỏ vẽ, cục công an thành phố rất khó xử. Hơn nữa, đương sự kiện náo loạn Ủy ban Nhân dân thành phố lần trước lại là cục công an thành phố và công ty xây dựng số 1 Ngư. Lúc này hắn ra mặt sẽ bị hiềm nghi là trả đũa. Nếu bị một số người nhìn chằm chằm vào rồi lại báo lên tỉnh, thì sẽ gây ra phiền phức lớn. Hơn nữa, sau đó còn nói, nếu tổ điều tra thật sự muốn cục công an thành phố làm như thế nào, phải hỏi ý kiến Bí thư Hà, đồng chí Diệp Phàm luôn nhấn mạnh, cục công an thành phố là cục công an thành phố dưới sự lãnh đạo của Bí thư Hà đại diện đảng ủy. Kết quả, ngay cả ngày hôm qua phát sinh chuyện bao vây tấn công đồng chí Thúc Nhất Tiêu ở khu khai thác mỏ Dương Điền, cục công an thành phố cũng chẳng tỏ chút thái độ rõ ràng nào cả. 2. Nếu chuyện này lại truyền lên tỉnh, hoặc là lại đăng lên báo tỉnh, tôi nghĩ, hai bên sẽ ép xuống, không riêng gì Bí thư tỉnh ủy Triệu giận dữ, chắc hẳn. Lôi Ngư tâm cơ thâm sâu, thản nhiên nói mấy câu, đã ép Hà Chấn Nam vào góc tường, nếu không tỏ thái độ, Lôi Ngư người ta đã ngầm nói trước rồi. Tức là, ông ta sẽ đem chuyện này báo cáo lên tỉnh ủy. Về phần thái độ của Hà Chấn Nam Anh, đó cũng là nội dung báo cáo. Để tăng cường lực lượng tổ điều tra,
tôi đã chỉ thị đồng chí phòng đôn đốc tỉnh ủy Trần Mãn Tín đem theo một vài nhân viên xuống lập tức. Phải hoàn thành công tác điều tra, đầu tiên phải thanh trừ chướng ngại vật trong quá trình điều tra lấy chứng cứ. Đương nhiên, băn khoăn của đồng chí Diệp Phàm cũng có lý. Tổ điều tra chúng tôi cũng suy xét tới tình hình đặc biệt này rồi, quyết định sẽ xử lý trước chuyện tập đoàn khai thác mỏ Dương Điền. Đương nhiên, xử lý cụ thể thế nào phải để đồng chí Diệp Phàm đi làm, nhưng, đồng chí Diệp Phàm lại nói chuyện này nghe theo chỉ thị của Bí Thư Hà, cho nên. Kiều Báo Quốc nói tới đây thì ngừng lại, liếc nhìn Hà Chấn Nam một cái. Đồng chí Diệp Phàm, lập tức tổ chức tinh binh mãnh tướng Cục Công an thành phố, toàn lực xử lý tốt chuyện vây đánh Phó Chủ tịch thành phố Túc xảy ra ở thị trấn Mai Khê huyện Dương Điền ngày hôm qua. Phải chú ý tạo uy tín cho Cục Công an thành phố, kiên quyết chỉnh đốn tập tục không thỏa đáng này. Mặc kệ dính líu đến ai, nhất định phải điều tra rõ cho tôi. Và, kịp thời báo cáo tình hình xử lý cho thành ủy, còn phải đem kết quả xử lý thông báo cho tổ điều tra tỉnh ủy. Hà Chấn Nam không nói đến câu thứ hai, lập tức cầm điện thoại lên, hạ chỉ thị. Đương nhiên, Hà Chấn Nam dùng lời lẽ tương đối quỷ dị, chỉ dùng tập tục không thỏa đáng. Kiểu nói này có thể mò được tầng nghĩa thứ hai. Lôi Ngư và Kiều Báo Quốc đương nhiên nghe ra được, mục đích hai người đã đạt được nên cũng liền cáo từ rồi đi. Thật sự kỳ quái, hai người bọn họ muốn làm gì? Chẳng lẽ thật sự chuyện phát sinh ngày hôm qua khiến cho sự tự tin của công nhân công ty xây dựng số 1 Ngư Đồng tăng vọt làm cho bọn họ không thể tiến hành điều tra lấy chứng cứ sao, thực sự có chút bất thường. Hà Chấn Nam miệng thì thào, cũng có chút nghi hoặc khó hiểu. Nếu nói giúp Diệp Phàm thì tuyệt đối không thể, bản thân Diệp Phàm là người bị điều tra, có năng lượng gì có thể thuyết phục hai vị đầu sỏ từ tỉnh tới. Chuyện phát sinh ngày hôm qua không phải cũng là người nhà họ Đới làm chứ? Trưởng ban tổ chức cán bộ thành ủy Khang Văn Sinh vừa nghe được một chút tình hình nói. Cũng không loại trừ khả năng này, Đới Chí Quân là phó tổng công ty khai thác mỏ Dương Điền, cũng là nhân vật cấp thực quyền ở công ty khai thác mỏ Dương Điền. Có quan hệ tốt với Quản Phi, lần trước phó chủ tịch tỉnh Đới bị mắng mỏ trước mặt Diệp Phàm, sân vận động đang xây dựng của chúng ta đã bị gác lại. Y phó chủ tịch tỉnh Đới chắc chắn là muốn mượn chuyện này tạo áp lực cho Ủy ban Nhân dân thành ủy thành phố Ngư Đồng chúng ta. Tuy nhiên, hình như gần đây lại chẳng có động tĩnh gì, cho nên ngồi không yên, người nhà họ Đới chắc lại có chủ ý, tiến hành phá rối. Trưởng ban tuyên giáo Phan Kim Ngọc liếc nhìn Hà Chấn Nam một cái, nói. Hẳn là không phải phó chủ tịch tỉnh Đới làm, đang trong thời điểm mấu chốt cạnh tranh vị trí thường vụ, phó chủ tịch tỉnh Đới không thể làm việc này, với ông ta mà nói, chẳng có chút tốt lành gì. Tuy nhiên, rốt cuộc sao lại thế này? Công nhân khai thác mỏ Dương Điền xung đột lớn với Túc Nhất Tiêu, chẳng lẽ có liên quan đến việc xuống điều tra Túc Nhất Tiêu? Hà Chấn Nam khoát tay, quăng điếu thuốc cho Khang Văn Sinh. Cũng có khả năng, nghe nói Túc Nhất Tiêu với Diệp Phàm quan hệ không tồi. Vốn Diệp Phàm sắp xếp Cục trưởng Cục Thủy lợi thành phố Mã Ngọc Hòa đi xử lý chuyện này. Và yêu cầu anh ta nội trong 5 ngày giải quyết vấn đề nước sinh hoạt cho người dân thôn Hải Hà và Thượng Hà thị trấn Mai Khê. Hình như đê ngăn sông cũng phải xây dựng lại. Kết quả, Cục trưởng Mã nói là nhiệm vụ quan trọng nhưng thời gian ngắn quá, đúng là ngắn thật, nên đã đối mặt từ chối. Kết quả thế nào, Cục trưởng Mã bị đồng chí Diệp Phàm quăng một cái tát tại chỗ. Người này, một chút phong độ cũng không có, hành động cứ như thổ phỉ. Người anh em Mã ra đương nhiên tức giận đến phun máu, mất mặt quá mà. Nghe nói Mã Bách Sinh đã đem việc này phản ứng lên tổ điều tra tỉnh ủy. Diệp Phàm cũng bị Lôi Ngư gọi vào thầm thì một trận, không biết dặn dò cái gì. Dù sao, Diệp Phàm vừa ra khỏi cửa, có người nói là mặt đại bí thư Diệp đen như mực. Việc này, tôi cũng nghe trưởng ban thư ký Giang nói vậy. Phan Kim Ngọc có chút chần chừ, nói. Chắc chắn là bị phê, hơn nữa, khả năng là nghiêm khắc phê bình, ha ha. Khang Văn Sinh vẻ mặt vui vẻ vì người khác gặp họa. Bí thư Hà. Bách Sinh đã nói với tôi việc này rồi, yêu cầu lãnh đạo thành ủy ra mặt điều tra chuyện Diệp Phàm đánh người. Tài nói như thế nào cũng không có thể động thủ đánh người, Cục Công an thành sắp thành ổ thổ phỉ. Nghe nói lúc ấy Ngọc Hà bị Diệp Phàm quăng một cái tát đã lăn tới chân tường. Sau đó, mấy cái cảnh sát thân cường thể cường tráng trong Cục Công an lập tức xông lên đấm đá một trận, Mã Ngọc Hà còn sống đi ra, coi như không tệ rồi. Phan Kim Ngọc hơi có vẻ tức giận, nói. Bí thư Hà. Anh xem thế nào? Khang Văn Sinh liếc mắt xem xét Hà Chấn Nam một cái,
giọng điệu xin chỉ thị hỏi. Phái đi, kêu lão thái đi một chuyến. Mặt khác, kêu đồng chí phòng đôn đốc thành ủy phối hợp cùng đi. Diệp Phàm cấp bậc rất cao, lão thái đi là vừa thích hợp. Hà Chấn Nam thản nhiên cười cười, nhấp một ngụm trà nói. Thái Chí Dương đi, lão già kia thái độ nhưng là có chút mờ ám. Lần trước cùng phó kiểm sát trưởng khúc tỉnh đi điều tra Diệp Phàm, nghe nói luôn muốn trốn tránh, căn bản là không dám gánh vác, chỉ sợ ông ta đi cũng chỉ là đi vậy thôi, căn bản là nhất tên ba phải. Cuối cùng, việc này lại không giải quyết được gì, bị tội chỉ có mình Mã Ngọc Hà. Khang Văn Sinh trần trừ liếc mắt nhìn Hà Chấn Nam một cái, nói. Ha ha, vậy anh nói kêu ai đi, bảo anh đi nhé. Hà Chấn Nam hỏi ngược lại. Tôi, không nên không nên. Khang Văn Sinh vội vàng chối từ nói, trong lòng nghĩ chắc là muốn giao cho ông đây, đó Chanua phải tìm chỗ chết sao, tên Diệp Phàm kia thật sự mạnh mẽ, cứng rắn, nghe nói lần trước phó kiểm sát trưởng khúc còn bị hắn xử lý được thiếu chút nữa phun máu, ông đây đi, quả thật có chút rụt rè. Sẽ được thôi, đừng nói anh, ngay cả Kim Ngọc, đồng chí Lily, bọn họ chịu đi sao? Chắc chắn cũng không chịu đi, thế anh nói, chẳng lẽ kêu Vu Chí Hải đi? Hà Chấn Nam thản nhiên nói xong. Kêu Vu Chí Hải đi còn không bằng Thái Chí Dương. Khang Văn Sinh gật gật đầu. Việc này quyết định như vậy rồi, tôi sẽ nói với Lão Thái một tiếng. Việc này, phải nghiêm túc xử lý, mặc kệ liên quan đến ai, quyết không ngừng lại. Hà Chấn Nam nghiêm mặt, khí thế phát ra, thật là có chút dọa người. Cục trưởng Lỗ, anh lập tức đem thêm vài chục người xuống, nói với sếp Phương một tiếng, nghiêm túc xét xử sự kiện náo loạn của công ty khai thác mỏ Dương Điền, cứ đóng tê mỏ khai thác Dương Điền dưa cồi nói sau, đợi khi nào điều tra xong mới khai thác lại. Đương nhiên, việc này các anh đến cục kiểm sát thành phố trước một chuyến, làm cho xong thủ tục. Nếu kiểm sát trưởng Cố hỏi đến, nói đây là chỉ thị của Bí Thư Hà. Và Phó trưởng Ban Thư ký tỉnh ủy Kiều đã sắp xếp đồng chí phòng đôn đốc tỉnh ủy phối hợp cục công an thành phố chúng ta điều tra lấy chứng cứ. Mặc kệ dính đến ai, phải điều tra đến cùng. Diệp Phàm vẻ mặt nghiêm túc, giải thích Phó Cục trưởng Lỗ Đông Phong nói. Lỗ Đông Phong tới cục kiểm sát thành phố, tìm được kiểm sát trưởng Cố đem việc này nói lại. Vừa nghe nói phải đóng công ty khai thác mỏ Dương Điền, kiểm sát trưởng Cố kia miệng tự dưng co giật vài cái, uyển chuyển từ chối nói là thời cơ chưa chín muồi. Phải chờ tới cục công an điều tra ra kết quả mới định luận, không có chứng cứ không thể ký gì đó. Tuy nhiên, Lỗ Đông Phong tung ra Hà Chấn Nam và Kiều Báo Quốc, sắc mặt Cố Khúc kia thay đổi, cuối cùng, đành phải ký thông báo tạm dừng khai thác. Kỳ thật, cũng là biến thành tạm thời niêm phong mỏ rồi. Cố Khúc đương nhiên biết người đứng sau tập đoàn Dương Điền, Quản Nhất Minh không phải người anh ta có thể trêu chọc được. Đến lúc đó Quản Nhất Minh vấn tội xuống, mình không chết cũng thành phân rồi. Mẹ nó, toàn gây phiền toái cho mình. Cố Khúc đấm xuống bàn trà, vẻ mặt âm trầm nhìn theo bóng dáng Lỗ Đông Phong. Chương 1215, đánh đổ trưởng phòng công an 1. Diệp Phàm, người đã được cứu ra rồi. Thiết Chiêm Hùng mang đến một tin vui. Diệp Phàm tỏ vẻ lo lắng và hỏi. Hai đứa con của Phạm Tiếu Lâm không bị thương chứ? Trên mặt bị bầm tím một chút, cũng không có gì đáng ngại cho lắm. Tuy nhiên, theo như điều tra được biết thì kẻ bắt cóc không giống như là người của nhà họ Đới làm. Thiết Chiêm Hùng lại đưa ra điểm nghi vấn mới. Việc này có vẻ thú vị rồi đây, không phải là người giúp việc nhà họ Đới làm, vậy vị đại hiệp nào làm việc tốt mà không để lại danh tính? Giúp nhà họ Đới mà lại không cần sự báo đáp. Diệp Phàm cảm thấy có một chút mơ hồ khó hiểu, chuyện của Ngư Đồng có vẻ như càng ngày càng phức tạp hơn, càng điều tra thì lại càng làm cho người khác cảm thấy khó lý giải. Theo như giả thuyết người nhà họ Đới bắt cóc con của chủ tịch tập đoàn Kim Kỳ Phạm Tiếu Lâm, thì tất nhiên là chỉ muốn hù dọa cho Phạm Tiếu Lâm thành thật hơn một chút, đừng có nói bừa và cuối cùng là rút đơn kiện. Mà Thiết Chiêm Hùng vừa điều tra ra là không phải nhà họ Đới làm, thì việc này liền lộ ra là đang có một thế lực không bình thường. Trầm lặng một hồi, rồi nói. Vẫn còn, trước khi Phạm Tiếu Lâm nhận được cú điện thoại hù dọa đó thì bọn tôi đã điều tra rõ rồi. Chính là Điền Thần Đông của khu xây dựng số 1 Ngư Đồng sai người làm. Điểm này, Điền Thần Đông đã thừa nhận. Diệp Phàm nói. Đúng là có gì đó kỳ lạ, Điền Thần Đông nhất định là do người nhà họ Đới sai khiến. Hắn sai khiến người gọi điện thoại hù dọa là điều đương nhiên. Nhưng kẻ bắt cóc thực sự lại không phải là do nhà họ Đới sai, lẽ nào lại có kẻ thứ ba đang phá rối. Xem ra, cậu phải cẩn thận hơn một chút,
Việc này càng làm càng thấy phức tạp, những đối tượng bị lôi ra ngày càng nhiều. Sơ hở một cái làm cho bản thân sa vào không rút ra được thì phiền phức lớn. Thiết Chiêm Hùng cũng cảm thấy đôi phần kinh ngạc. Vâng, e rằng cuộc điện thoại đe dọa và kẻ bắt cóc không phải là cùng một người, nhất định là có người biết Điền Thần Đông sai người gọi cú điện thoại đe dọa đó. Mà người nhà họ Đới chăng qua là đe dọa, cũng không có hành động gì cả, kẻ đứng đằng sau bức màn đó đứng ngồi không yên, liền mượn bàn tay của bọn họ thực hiện kế hoạch bắt cóc lần này. Mục đích mà người này làm như thế lẽ nào lại là muốn nhằm vào nhà họ Đới, muốn đem chậu phân chụp lên đầu nhà họ Đới, làm cho chúng ta càng chú ý đến nhà họ Đới hơn, và xử lý Đới Chí Quân một cách nghiêm minh. Việc này có phần phức tạp rồi đây, mục đích của người này là gì, không có lẽ lại là kẻ thù của Đới Chí Quân làm chứ? Diệp Phàm nói ra, cũng chỉ là suy nghĩ ở mặt ngoài sự việc mà không có cách lý giải khác. Cái tên Đới Chí Quân nghe cậu nói thì rất là hung hăng kiêu ngạo. Chắc là kẻ thù sẽ rất nhiều đây. Tuy nhiên, một kẻ thù khác dám lộ diện ra lại càng cao minh, những kẻ thù bình thường khác lại không có được cái bản lĩnh này. Cậu thử ngẫm lại xem, đẩy lên trên một chút, không lẽ là người này lại hướng về phía Đới Duy Cường chứ? Thiết Chiêm Hùng nghĩ tới bản thân của Đới Duy Cường. Anh Thiết muốn nói là phó chủ tịch tỉnh Lỗ Đông ở trên tỉnh sai người làm sao? Diệp Phán giật mình nói. Cũng không loại trừ khả năng này, thử nghĩ lại xem. Lỗ Đông đến đúng lúc tranh chấp với Đới Duy Cường, bây giờ là thời khắc quan trọng, nếu như Đới Duy Cường chỉ vì một số việc nào đó mà liên quan đến việc ra tay trước, vậy thì Lỗ Đông đến không phải là nắm chắc chức vụ ủy viên thường vụ phó chủ tịch tỉnh quý giá rồi sao? Tuy nhiên, chuyện bắt cóc là một chuyện rất lớn, Lỗ Đông lai có hay không có sự gan dạ đó cũng khó mà nói được, đây lại là phạm tội, một khi bị điều tra ra, Lỗ Đông lai còn có thể bị ngồi tù. Chắc hắn cũng sẽ không ngu không đến cái mức đó. Tuy nhiên, có một số chuyện cũng không thể nói chắc được, vì chiếc mũ quan trên đầu, có những người việc gì cũng có thể làm được. Xem ra, mọi người ở Ngư Đồng đã trở thành quân cờ trong trận đấu của lãnh đạo tỉnh ủy. Cậu nhất định phải cẩn thận, kết quả những trận cờ cấp cao của tỉnh ủy cuối cùng thì đều là sự sắp đặt có thỏa thuận của bọn họ, chuyện xấu thì không có. Nếu mà gây ra tội, ngược lại cậu lại chỉ là vật hiến sinh. Thiết Chiêm Hùng với giọng điệu u buồn. Ừ, Việt Đông là một tỉnh lớn, xếp thứ ba toàn quốc, bí thư tỉnh ủy nhất định sẽ được bầu vào ủy viên của Bộ Chính trị, đường đường sẽ là một chức quan cấp cao của nhà nước. Mà Việt Đông cũng trở thành trung tâm và là nơi tranh đấu thế lực về mọi mặt của các tỉnh khác. Anh Thiết nói Ngư Đồng đã trở thành nơi tranh đấu cấp cao của tỉnh ủy, mà Việt Đông lại chẳng phải không phải là ván cờ của các vị quan chức cấp cao của Trung ương chứ. Con người sống hình như đều giống những quân cờ, tầng tầng lớp lớp ở trong cái vòng tròn, chủ tịch thị trấn là quân cờ của chủ tịch huyện là quân cờ của chủ tịch địa khu, chủ tịch địa ủy lại là quân cờ của chủ tịch tỉnh, càng lên nữa thì là trung ương. Có lẽ, giữa các nước với nhau vẫn tồn tại hiện tượng quân cờ, cài bàn cờ mà nước lớn đánh nước nhỏ, mọi sinh linh trên thế gian đều khó có thể thoát khỏi bàn cờ này, ôi, thật là phức tạp. Diệp Phàm thở dài. Ông em cũng không cần thiết phải thở dài như vậy, con người sống trong xã hội chính là một ván cờ, chúng ta đều là người ở trong ván cờ đó. Mà muốn thăng quan tiến chức, thì kỳ thực chính là làm cho bản thân ngày càng có trọng lượng hơn, đi từ ván cờ nhỏ đến những ván cờ lớn hơn. Chính là nói cậu đó, bây giờ cậu vừa là quân cờ lại là người đánh cờ, cậu cũng đang đánh một ván cờ lớn, chính là ván cờ lớn của thảm án 88 Ngư Đồng. Mà Ngư Đồng lại chính là ván cờ của cậu. Không được nói là Ngư Đồng, chỉ được phép nói là Cục Công an thành phố Ngư Đồng là ván cờ của cậu, giống như Vương Triều bọn họ đều chỉ có thể xem như là quân pháo, còn đội trưởng đội cảnh sát hình sự chỉ có thể là quân tốt. Cậu đang đánh ván cờ lớn của Thị Cục thành phố, tất nhiên, mọi mặt liên quan đến không chỉ có Thị Cục thành phố. Mà Hà Trấn Nam cũng đang đánh ván cờ thành phố Ngư Đồng lớn hơn, còn cậu, cũng là con cờ trong tay của hắn, còn nói về chức vụ, thì cũng giống như quân pháo trong tay của hắn. Mà Triệu Sương Sơn tất nhiên là đang đánh một ván cờ lớn hơn, cả cái tỉnh Việt Đông chính là một ván cờ, mà Hà Trấn Nam cũng chỉ là một quân cờ ở trong tay của hắn, giống như là quân mã, vì ông Triệu mà để cho ông Hà ra sức chạy nhanh. Ha ha, cho nên, địa vị càng cao thì ván cờ càng lớn thì cục diện càng khó đoán. Một người muốn thoát khỏi ván cờ mà muốn tồn tại một cách độc lập, đó là điều tuyệt đối không thể. Tuy nhiên, điều mà chúng ta cần phải làm là khống chế cục diện của ván cờ ngày càng bành trướng,
mà một mặt khác thân phận của bản thân lại chính là từ quân tốt đến quân mã rồi lại đến quân pháo và cuối cùng là đến quân xe, nhưng nhìn xa, nhìn rộng ra một chút, thì tương đối rộng mở cho cuộc sống. Thiết Chiêm Hùng cười nhạt. Ha ha, anh Thiết gần trở cao thủ lý luận đánh cờ rồi. Tuy nhiên, quân cờ cũng tốt, mà kỳ thủ cũng được, cho dù thế nào thì đầu tiên em cũng phải đánh cho tốt ván cờ thảm án 88 ngư đông lớn này. Bất kể ai cản đường, em quyết không nể tình. Cho dù là Lỗ Đông Lai muốn mượn bàn tay của em để phá hoại Đới Duy Cường. Hay là Đới Duy Cường dùng thủ đoạn khác để tạo áp lực với em, hoặc là Hà Chấn Nam muốn sớm loại bỏ em khỏi cuộc chơi, hoặc là một đối thủ nào đó đang ẩn bên trong và đang ngồi trên núi xem hổ đấu. Em quyết sẽ không để cho bọn họ qua một cách dễ dàng như thế. Cho dù là quân cờ, cũng phải là một quân cờ đầy sự kích thích. Để cho khi mà bọn chúng dùng em cũng phải kiêng dè mới đúng. Chúng ta không phải là một quân cờ ngoan ngoãn. Diệp Phàm nói với khí thế mãnh liệt, đến mức Thiết Chiêm Hùng cách đó xa xăm hàng mấy nghìn dặm gần như cũng có thể cảm nhận được cái khí thế mà không có gì có thể so sánh được này. Không sao hết, cậu cứ việc quyết là được rồi, anh Thiết này ủng hộ vô điều kiện. Đúng rồi, việc Lô Vĩ muốn lấy lại tử thi tôi đã đánh tiếng hỏi giúp rồi. Việc này cũng không nghiêm trọng đến mức như cậu nghĩ đâu, nói chung là tử thi của người phạm tội tử hình đều phải hỏa táng. Chỉ có điều là địa điểm hỏa táng chuyển thành mảnh đất Thủy Châu là được. Tuy nhiên, nhất định phải hết sức cẩn thận, không được để cho đối thủ phát hiện ra ý đồ của cậu. Chương 1216, đánh đổ trưởng phòng công an 2. Thiết Chiêm Hùng dặn dò nói, và cũng dám biểu lộ rõ tâm ý của mình. Cảm ơn. Diệp Phàm gác điện thoại, và hướng ra phía ngoài hét lên. Lập tức mời vợ chồng Phạm Thiếu Lâm tới đây, tôi có điều muốn nói. Dưới tình hình được biết là con được cứu, vợ chồng Phạm Tiếu Lâm trả lời một cách kiên quyết là muốn chiến đấu tới cùng cùng với Đới Chí Quân của khu xây dựng số 1 Ngư Đồng. Hơn nữa, còn cung cấp thêm một số bằng chứng vi phạm quy định và rất nhiều việc xấu làm lũng đoạn thị trường của khu xây dựng số 1 Ngư Đồng. Diệp Phàm ngay tức khắc đã cho người đi điều tra, chứng cứ càng nhiều thì cho dù Đới Duy Cường có làm phó chủ tịch tỉnh thì cũng phải hãm binh bất động. Ngay sau đó tin tức được truyền lại. Và điều làm cho người khác phải giật mình là việc Vương Triều dẫn theo hơn chục nhân viên cảnh sát hình sự đi xuống xử lý tập đoàn khai thác mỏ Dương Điền, và không ngờ là đã xảy ra xô xát với các nhân viên bảo vệ của công ty khai thác mỏ Dương Điền. Đúng là coi trời bằng vung, hơn chục cảnh sát hình sự bị vây quanh và bị công kích bởi cả trăm người, nhưng Vương Triều lại không thể nổ súng, cuối cùng, ngược lại lại bị Vương Triều đánh ngã đến 30 người, nhưng nhóm cảnh sát cũng đều bị thương hết. Hơn nữa còn có hai người bị thương tương đối nặng. Diệp Phàm cuối cùng nổi giận, cấp tốc gọi cho Lỗ Đông Phong khẩn trương xuống, ở bên này lại điều động thêm một trung đội cảnh sát có vũ trang đến phối hợp nhắm thẳng vào Dương Điền mà tới. Những thành phần dùng bạo lực chống đối lại luật pháp đều phải bắt hết, và niêm phong công ty khai thác mỏ Dương Điền lại. Đây là những lời nói mà trước khi tiến hành nhiệm vụ Diệp Phàm nói với Lỗ Đông Phong. Vương Triều, có chuyện gì vậy? Công an huyện Dương Điền không sai người đến sao? Diệp Phàm hỏi. Tên chó Nhật Phùng Chí Kiệt, khi mà ở bên khai mỏ Dương Điền bắt đầu có manh mối tôi đã đánh động với hắn rồi. Lề mà lề mề đến lúc đánh nhau xong rồi vẫn chưa thấy tới, sau đó tôi lại gọi điện thoại, lại còn nói là bị tắc ở giữa đường vì đường bị sụt lở, không đến được. Vương Triều tức giận, lớn tiếng chửi bới. Đám người bên khu khai mỏ Dương Điền cũng tương đối hung hãn, đến ngay cả người giỏi như Vương Triều cũng bị đánh thương, thì đây phải gọi là kiến đông giết chết voi. Tên Phùng Chí Kiệt này, xem ra không xử lý hắn không được, trừng trị. Diệp Phàm khẽ giọng lạnh lùng. Lập tức nói với an vệ dân, triệu tập các nhân viên trong cục mở cuộc họp khẩn cấp. Ngay sau đó, hơn chục ủy viên trừ có Lỗ Đông Phong và Vương Triều không có mặt và Vi Minh Phi bị thương vẫn chưa khỏi thì các ủy viên khác đều đến đủ. Các đồng chí, ngày hôm nay cục thành phố đã gặp phải một số đối tượng rất mạnh động, không nói đến việc ngang nhiên chống lại luật pháp. Mà còn đánh bị thương người. Nó đã để lại những ảnh hưởng không tốt cho xã hội. Còn Phùng Chí Kiệt với tư cách là trưởng công an huyện Dương Điền, làm việc thì dây dưa lề mề, không thấy nhiệt tình và sốt sắng đối với việc của khu khai thác mỏ Dương Điền. Quá trình từ khi công ty khai thác mỏ Dương Điền phát triển cho đến nay với cái sự việc gần như đến mức cường hào ác bá này cùng với sự dung túng của công an huyện Dương Điền không phải là không có mối liên quan nào. Phùng Chí Kiệt đã không còn xứng đáng để tiếp tục đảm nhiệm chức vụ trưởng công an huyện Dương Điền và chức vụ chủ nhiệm ủy ban chính trị pháp luật huyện Dương Điền.
Tôi kiến nghị điều Phùng Chí Kiệt trở về trong thành phố, chức vụ phòng công an huyện Dương Điền sẽ do cục thành phố cử người xuống thay thế. Diệp Phàm ngồi trên ghế nói với vẻ mặt nghiêm túc, rồi đảo mắt qua chỗ chủ nhiệm phòng chính trị Hoàng Minh Chí hỏi. Chủ nhiệm Hoàng, ý kiến của đồng chí thế nào? Chủ nhiệm Diệp, hệ thống công an là hệ thống quản lý hai lớp. So với cục công an của thành phố chúng ta thì hệ thống quản lý của huyện ủy huyện Dương Điền đối công an huyện Dương Điền càng có sức ảnh hưởng hơn. Cục công an của thành phố chúng ta thì chú trọng vào phương diện chỉ đạo và hướng dẫn nghiệp vụ, về việc sắp xếp nhân sự của phòng công an huyện Dương Điền và đặc biệt là việc mà cục bổ nhiệm hay là miễn nhiệm điều động với Phùng Chí Kiệt thì đều có những cái khó của nó. Trước hết là phải được sự thông qua của huyện ủy huyện Dương Điền, mà Phùng Chí Kiệt lại kiêm nhiệm chức chủ nhiệm ủy ban chính trị pháp luật. Nếu mà muốn điều chỉnh công tác của hắn thì còn phải chờ hội nghị thường vụ thành ủy huyện Dương Điền thảo luận mới có kết quả. Việc này tương đối khó giải quyết. Hoàng Minh Chí nói một cách thực tình. Đã không đảm nhiệm được chức vụ trưởng công an huyện như vậy, giữ hắn lại thì còn có tác dụng gì, tôi tán thành với ý kiến của chủ nhiệm Diệp, lập tức xử lý hắn rồi nói sau. Còn nói về phần huyện ủy Dương Điền, chúng ta có thể kiến nghị một cách mạnh mẽ, sau đó báo cáo lên thành ủy. Tuy chúng ta chỉ có nghiệp vụ là đào tạo và hướng dẫn, nhưng dù gì thì bọn họ cũng là các cấp chủ quản bên trên. Phó chủ nhiệm Trương Đắc Lâm tiếp lời và tỏ rõ thái độ ủng hộ Diệp Phàm. Bởi vì Trương Đắc Lâm có người thân chết trong vụ thảm án 88, vì vậy đương nhiên là rất muốn phá án. Cho dù hiện giờ manh mối của vụ án đã bắt đầu hướng về phía công ty khai thác mỏ Dương Điền, Trương Đắc Lâm tất nhiên hy vọng là có thể điều tra tiếp. Phùng Chí Kiệt cũng không có lỗi lớn lắm. Lý do mà chúng ta xử lý hắn có chút gượng ép. Cái gì gọi là không có tư cách, cũng phải đưa ra bằng chứng mới được, nếu không sẽ khó có thể làm cho mọi người phục được. Hơn nữa, với cái lý do cứng nhắc như vậy làm sao có thể làm cho huyện ủy huyện Dương Điền tiếp nhận được, càng khó hơn khi muốn thành ủy thông qua. Cùng đến lúc đó sẽ làm cho hai mặt không còn nhất thông nữa, chỉ bằng đốc thúc Phùng Chí Kiệt tăng cường quyết tâm phá án, giáo huấn hắn một chút như vậy là được rồi. Phó Cục trưởng Trần Cương tỏ vẻ không tán thành một cách không rõ ràng. Ừ, lý do thì có một chút gượng ép, quan trọng là phía công ty Dương Điền không có cách nào để thông qua, đến lúc đó, thông báo của Cục Công an thành phố chúng ta báo xuống thì cũng chỉ là mảnh giấy trắng, lâm vào tình cảnh trò hề này lại càng không thỏa đáng. Phó Cục trưởng Chu Hùng tiếp lời. Lâm vào cảnh trò hề, tôi thấy chưa đến mức như vậy. Phùng Chí Kiệt rất rõ ràng. Dưới con mắt của chúng ta đối với công việc của cục thành phố chẳng những không ủng hộ. Rõ ràng mắt trông thấy người của khu khai mỏ Dương Điền hành hung đánh người, với tư cách là người quản lý của công an huyện Dương Điền, với tác phong làm việc rất tồi tệ, thái độ thì càng không cần phải nói đến, căn bản là không đủ tư cách nữa. Thậm chí, còn có hiềm nghi không làm tròn trách nhiệm. Lẽ nào công an huyện Dương Điền lại không phải cục dưới quyền của lãnh đạo cục thành phố? Tuy nói là huyện ủy Dương Điền có quyền bổ nhiệm cục trưởng Phùng Chí Kiệt, nhưng vẫn chưa nhận được sự đồng ý từ phía của cục công an thành phố chúng ta, hắn không có cách nào thông qua. Việc điều chỉnh nhân sự cấp dưới là điều bình thường đối với cục thành phố, cũng lại không phải là muốn đánh đổ Phùng Chí Kiệt. Chỉ là có nhiệm vụ khác mới điều động lại, làm như vậy có gì là không đúng. Tạm giữ chức phó cục trưởng Tạ Hiểu Lâm nghe nói là đang muốn thăng chức. Mà đối với việc ông ấy có được thăng chức hay không thì Diệp Phàm lại đóng vai trò rất là quan trọng, cho nên cũng tỏ rõ thái độ kiên quyết ủng hộ Diệp Phàm. Không cần nói nữa, Phùng Chí Kiệt điều về cục thành phố. Đây là quyết định tập thể của hội nghị bộ máy tổ đảng của cục chúng ta. Hắn có thể dơ mắt nhìn đội cảnh sát hình sự thành phố bị người vây quanh và công kích mà lại thờ ơ như không có chuyện gì xảy ra. Cái loại người này nếu còn giữ lại Dương Điền thì chẳng thể nào còn có thể giải quyết được việc của khu khai thác mỏ Dương Điền. Một chút đạo nghĩa tối thiểu nhất, ý của đồng sự đều không có. Đến lúc này thảm án 88 bởi vì người như hắn mà làm cho vụ án không thể phá, giám đốc Sở Trần Bố Hòa quyết không chấp thuận. Diệp Phàm xua tay. Vậy được rồi, tôi đồng ý với việc điều Phùng Chí Kiệt về cục thành phố, còn về phía chức vụ, chủ nhiệm Diệp có gì chỉ thị không vậy? Chủ nhiệm Hoàng gật đầu một cách bất đắc dĩ, biết là Diệp Phàm có sự ảnh hưởng rất lớn, hơn nữa lại có hậu thuẫn vững chắc. Bản thân mà tiếp tục không đồng ý nữa thì nhất định sẽ là chọc tức hắn rồi. Lúc ấy không biết chừng lại làm hại chính mình và đánh mất cái mũ của mình. Về chuyện chức vụ tạm thời gác lại, để cho hắn nghỉ ngơi điều chỉnh lại một thời gian rồi nói. Diệp Phàm nói, nếu nhân vật thứ hai chủ nhiệm phòng chính trị cũng nói như vậy,
lại một nhân vật nữa xuất hiện, những người khác cũng không còn gì để nói nữa, đều đồng loạt tỏ vẻ đồng ý, Trần Cương và Chu Hùng thì không còn thấy nói gì nữa, im lặng tỏ vẻ đồng ý. Diệp Phàm vừa mới về đền phòng làm việc, thì chủ nhiệm Hoàng Chí Minh lại theo đến. Ngồi đi chủ nhiệm Hoàng, gần đây vì vụ thảm án 88, đến hai ngày nghỉ cuối tuần anh cũng gác lại, đáng để cho chúng tôi phải học tập. Đưa điếu thuốc lá qua, Diệp Phàm nói. Chủ nhiệm Diệp quá khen rồi, không phải chỉ một mình tôi, tất cả nhân viên cảnh sát của cục thành phố đều đang làm thêm giờ, phân tích tình tiết vụ án, tìm kiếm chứng cứ, mọi người đều rất vất vả, phòng làm việc này của anh không phải là đêm hôm khuya khoắt vẫn thấy mở đèn sao. Nếu nói vất vả, thì anh còn vất vả hơn. Hoàng Minh Chí nói sau khi châm điếu thuốc. Chương 1217, người ta có quân đội. Vất vả cho mọi người quá, đợi thảm án 88 phá xong tôi sẽ khao mọi người một chầu, cho mọi người nghỉ phép nửa tháng, để có thể thư giãn thật tốt, có điều kiện thì sẽ đưa mọi người đi chơi một chuyến, chẳng hạn như Hoàng Sơn, Bắc Kinh, Thái Sơn, du lịch. Diệp Phàm thản nhiên cười nói. Tôi cũng có ý tưởng này, bí thư Diệp đã kiếm được cho cục mấy chục triệu, gần đây kinh tế trong cục dư giả chưa từng có. Các cảnh sát tuy nói tăng ca thêm giờ, nhưng đều được lãnh đầy đủ tiền trợ cấp và tăng ca, không ai oán hận lời nào. Tất cả mọi người tập hợp thành một cỗ tử sức mạnh, thảm án 88 mà còn không phá được, tất cả mọi người đều không ngóc đầu dậy nổi. Chủ nhiệm Hoàng phụ họa cười nói. Tuy nhiên, liếc nhìn Diệp Phàm một cái, bộ dạng muốn nói lại thôi. Chủ nhiệm Hoàng có chuyện mời nói thẳng, chúng ta ở chung cũng mấy tháng, còn xa lạ nữa sao? Diệp Phàm thản nhiên cười nói, vẻ mặt chân thành. Bí thư huyện ủy huyện Dương Điền An Hồng Thành là thân thích của An Lôi. Hoàng Minh Chí rốt cục đã nói rõ ngọn nguồn, kỳ thật, cái này Diệp Phàm sớm đã biết, vào lúc này Hoàng Minh Chí có thể đặc biệt nhắc nhở mình một chút, coi như cũng có tâm rồi. Ồ, xem ra đối với việc điều chỉnh Phùng Chí Kiệt sẽ gặp cản trở rất lớn đây. Diệp Phàm giả bộ như vừa mới biết, tỏ vẻ cảm ơn chủ nhiệm Hoàng. An Hồng Thành là do một tay bí thư Hà đề bạt, cho nên, muốn chuyện Phùng Chí Kiệt được thành ủy thông qua, tương đối khó. Hoàng Minh Chí cũng mở máy hát. Chúng ta chỉ tiến hành điều chỉnh công tác bình thường, cũng không phải lột mũ của anh ta. Nếu ngay cả điểm này An Hồng Thành cũng ngăn cản không chịu thả người, đúng là chẳng thể nói nổi rồi. Đối với thành ủy, chúng ta căn bản không đưa ra chuyện này. Diệp Phàm thản nhiên mỉm cười. Bí thư Diệp mưu kế hay qua, đưa Phùng Chí Kiệt về cục công an thành phố không để gã ta thực sự làm việc, không có quyền lực gã ta cũng chỉ có thể lo lắng suông thôi. Hoàng Minh Chí thản nhiên khen tặng một câu cáo từ rồi đi. Lão Túc, đã nghe nói mấy chuyện không hay của An Hồng Thành chưa? Diệp Phàm trực tiếp hỏi. Người An Hem muốn lật đổ y. Túc Nhất Tiêu vốn tựa vào sofa, nghe xong tinh thần lập tức tỉnh táo, nhìn chằm chằm Diệp Phàm hỏi. Nếu y muốn ngăn cản quyết định của thị cục, tôi không thể ngồi chờ chết, cũng phải tìm ra chút phiền phức thôi. Diệp Phàm thản nhiên cười nói. Tôi nghĩ nghĩ coi. Túc Nhất Tiêu khép hờ hai mắt. Nếu không thể chuyển Phùng Chí Kiệt đi, muốn xử lý tranh cãi giữa anh với công ty khai thác mỏ Dương Điền, tương đối khó khăn. Tôi nghi Phùng Chí Kiệt có cấu kết với bên mỏ. Diệp Phàm tung ra một quả bom nặng ký, trong mắt Túc Nhất Tiêu hiện lên một tia băng giá. Nếu nói chưa tới mức cấu kết thì ít nhất là cũng có nhận không ít ưu đãi, chúng ta có thể bắt tay thăm dò từ chuyện này không? Đến lúc tra ra cái gì, dù An Hồng Thành không đồng ý điều chỉnh vị trí của Phùng Chí Kiệt, chúng ta cũng có thể dùng chứng cứ trực tiếp bắt Phùng Chí Kiệt, cơ quan công an các anh đến điều tra nội bộ không phải rất tốt sao? Tư lệnh Lô An Cương liếc mắt nhìn Diệp Phàm một cái, hơi có vẻ ý cười, nói. Ừ, đề nghị của Lô tư lệnh tốt lắm, tuy nhiên, Phùng Chí Kiệt này nếu thật sự liên lụy trong đó, tôi tuyệt không sẽ nương tay. Diệp Phàm hừ lạnh một tiếng, trầm ngâm trong chốc lát mới nói thêm. Tuy nhiên, An Hồng Thành người này luôn là một phiền phức. Mỏ khai thác Dương Điền ở trong huyện Dương Điền, sự phối hợp An Hồng Thành tương đối quan trọng. Tôi hơi nghi ngờ, có phải An Hồng Thành cũng có dây dưa trong đó không? Mỏ khai thác Dương Điền trong huyện Dương Điền, sắp đến tình trạng một tay che trời rồi. Nếu không có An Hồng Thành lờ mờ cho phép, Phùng Chí Kiệt cũng không thể đủ năng lượng lớn đứng ra làm ô dù cho mỏ khai thác Dương Điền. Cho nên, An Hồng Thành, hoặc ít hoặc nhiều chắc chắn có dây dưa trong đó. Vậy điều tra đi. Túc Nhất Tiêu ở một bên cười nói. Tôi nói này đồng chí Lão Túc,
anh nhưng đừng trông cậy toàn bộ vào tôi. Diệp Phàm thản nhiên liếc thằng nhãi này một cái, hừ giọng nói. Là sao? Túc Nhất Tiêu giả bộ hồ đồ. Chủ tịch thành phố Túc, xem ra, anh còn muốn giả bộ ngớ ngẩn trước mặt bí thư Diệp để lừa đảo, ha ha. Tuy nhiên, bí thư Diệp đã lật tẩy được anh rồi, dĩ nhiên, là lật ra vài người trong chúng ta thôi. Ở cùng trong một vòng tròn, chính là một thành viên trong vòng tròn. Làm thành viên trong vòng tròn thì cũng nên cống hiến một chút vòng tròn chứ, huống chi, chuyện lần này cũng là do anh dẫn ra, anh càng phải bỏ nhiều sức lực. Lô An Cương hơi cười nói. Ha ha, cậu em Diệp, cậu chơi chiêu này, nói xem muốn tôi bỏ sức thế nào. Túc Nhất Tiêu đã bị lật tẩy, sắc mặt hơi hơi đỏ, nói. Trước mắt, áp lực của tôi lớn chưa từng có. Một loạt sự kiện phát sinh, toàn bộ mũi dùi đều hướng về Cục Công an thành phố. Hôm qua, Phó Bí thư ủy Ban Kỷ luật tỉnh Lôi và Tỉnh ủy Phó trưởng Ban Thư ký Kiều Báo Quốc hai vị lãnh đạo đều đến thành ủy tìm Bí thư Hà. Hình như có phê bình kín đáo Cục Công an thành phố, còn Bí thư Hà cũng hạ chỉ thị phải nghiêm túc xét xử. Tuy nhiên, mỏ khai thác Dương Điền có thể kiêu ngạo như thế, nếu chỉ vì vài người trong huyện Dương Điền cố ý ngầm hộ thì vẫn chưa đủ, vốn kiêu ngạo của mỏ khai thác Dương Điền từ đâu mà có. Điểm này, lão Túc, anh sẽ không biết ít hơn tôi đâu. Diệp Phàm ngắm bia về phía Túc Nhất Tiêu, đương nhiên là phải ép xuống rồi. Trong lòng nghĩ thằng nhãi này muốn tôi xông pha ra trận tranh giành thể diện cho anh à, bản thân anh cũng phải bỏ chút sức lực mới đúng. Ừ, uy phong của quản nhất minh quá lớn, chắc hẳn áp lực của cậu cũng là chưa từng có. Bí thư Diệp còn có thể dứt khoát quyết định, phái thêm người huyện đi Dương Điền, hơn nữa, còn lập tức ra quyết định niêm phong mỏ, điều này cần phải có dũng khí lớn lao. Túc Nhất Tiêu tôi nếu không bỏ chút sức thì cũng quá có lỗi với anh em. Túc Nhất Tiêu sau khi nói xong cũng không né tránh gì nữa, lập tức gọi điện thoại trước mặt Diệp Phàm. À cậu, cháu là Nhất Tiêu ạ. Là Nhất Tiêu à, nghe nói cháu bị đánh, bị thương thế nào. Vừa rồi mợ cháu còn đang cào nhau, nói người nhà chúng ta đang bị ngư đồng ức hiếp thành cái gì rồi. Bên trong truyền ra giọng nam trung. Cảm ơn cậu và mợ đã quan tâm. Túc Nhất Tiêu cung kính nói, bởi vì Phó Bí Thư Tỉnh ủy Diệp Đông là cậu ruột của vợ Túc Nhất Tiêu, cho nên, Túc Nhất Tiêu cũng gọi là cậu. Nói đi, tôi biết tiểu tử cậu lúc này gọi điện thoại đến chắc chắn là cầu viện. Diệp Đông nói thẳng, là như vậy, cậu cũng biết, cháu bị bảo vệ của tập đoàn khai thác mỏ Dương Điền đánh bị thương. Đám người này cũng quá kiêu ngạo. Cục Cảnh sát thành phố Ngư Đồng hôm nay đã xuống xử lý. Mười mấy cảnh sát hình sự không ngờ cũng bị đả thương mất 7-8 người. Mỏ Dương Điền đã kiêu ngạo đến mức coi trời bằng vung rồi. Bí thư Đảng ủy Công an thành phố Ngư Đồng Diệp Phàm dám hạ quyết tâm, đưa đem người xuống, hơn nữa, còn quyết đoán, niêm phong mỏ khai thác Dương Điền. Tuy nhiên, bí thư Diệp cũng phải chịu áp lực lớn. Hơn nữa bí thư Diệp cũng vì tìm lại sĩ diện cho cháu, cho nên, cậu à, cậu xem. Túc Nhất Tiêu hỏi. Ha ha. Đó là chuyện trong phạm vi chức trách của một bí thư Đảng ủy Công an như hắn. Cậu bị đánh, hắn nên đi xử lý, bằng không, sẽ bị nghi ngờ là không đủ tư cách. Diệp Đông chẳng thèm để ý. Cậu à, cháu. Túc Nhất Tiêu đang nghĩ cách, nhưng, Diệp Đông bên kia đã ngắt lời anh ta, hừ giọng nói. Việc này cháu không cần phải nói, cậu sẽ xử lý. Lập tức, gác điện thoại. Đồng chí lão Túc, dĩ nhiên là đỏ mặt. Sửng sốt một lúc lâu mới hơi ngượng ngùng, nói với Diệp Phàm. Cậu xem, chuyện này, ngại quá. Ha ha, không gì. Diệp Phàm thản nhiên cười nói, tỏ vẻ hiểu ý. Dù sao, Quản Phi là cháu của Quản Nhất Minh, mà Túc Nhất Tiêu cũng chẳng bị đánh nặng quá, Diệp Đông đương nhiên không muốn nhúng tay rồi. So đo với Quản Nhất Minh, là chuyện không một ủy viên thường vụ tỉnh ủy nào muốn gặp phải. Trừ phi Túc Nhất Tiêu bị đánh đến mức nằm úp sấp. Có lẽ Diệp Đông mới ra tay. Tôi tự đi Việt Châu một chuyến. Túc Nhất Tiêu cảm thấy quá mất mặt, cho nên, nói ra một câu. Không cần, anh Túc, việc này bí thư Diệp tuy nói là như vậy, nhưng, chắc chắn ông ấy sẽ ngồi trơ mắt nhìn. Dù sao anh cũng là cháu ông ấy đúng không nào, dù là người bên nhà vợ anh, nhưng tôi tin bí thư Diệp lúc nào cũng quan tâm xử lý chuyện của anh, nếu Quản Phi thật sự làm quá, chắc chắn bí thư Diệp Đông sẽ ra mặt. Ai chẳng cần sĩ diện đúng không nào? Diệp Phàm khoát tay, bộ dạng hào phóng. Đương nhiên, không nói ra những câu đại loại như đánh chó còn phải ngó mặt chủ.
Bằng không, đồng chí lão Túc sẽ chẳng thể nào nhịn được nữa. Đúng lúc này, điện thoại vang lên, giọng Vương Triều tương đối tức giận, nói. Bí thư Diệp mỏ khai thác Dương Điền này căn bản không có cách nào niêm phong mỏ để điều tra. Xảy ra chuyện gì, Lỗ Đông Phong tới chưa? Diệp Phàm hừ giọng nói, nhíu mày, đúng là bị mỏ khai thác Dương Điền làm cho phiền não. Tới rồi, cảnh sát có vũ trang cũng tới rồi, huyện Dương Điền cũng mang tính tượng trưng phái mười mấy cảnh sát đến đây, toàn bộ tập hợp lại, bên chúng ta cũng có gần 200 người. Vương Triều nói. Nhiều người như vậy còn không niêm phong được mỏ sao, mỏ khai thác Dương Điền kia thành binh đoàn rồi à? Diệp Phàm lạnh lùng hừ giọng nói. Người ta có quân đội. Lời Vương Triều tuôn ra tương đối có lực sát thương. Quân đội bảo hộ bọn họ, sao có thể như thế? Có phải cậu nhìn lầm rồi không, nhìn nhân viên bảo vệ công ty khai thác mỏ bọn họ thành quân đội không? Hiện nay có mấy công ty vệ sĩ may trang phục cũng tương tự bên quân. Không nhìn kỹ có thể nhìn lầm đấy. Diệp Phàm nói, đồng phục chắc chắn không sai rồi, quân hàm gì đó cũng có nữa. Cái đó chẳng có gì đáng nói, chủ yếu là trong tay bọn họ toàn bộ đều cầm hàng nóng, súng trường và súng tự động đều có, toàn bộ đều mang trên lưng, không chỉ về chúng ta. Giờ, ở mỏ khai thác Dương Điền, sắp thành hai quân đối đầu rồi. Vương Triều có vẻ hơi giận dữ, nói, thật sự là quân đội, bộ đội nào, mẹ kiếp, đúng là to gan lớn mật. Diệp Phàm bị chọc giận, ngay cả những câu thô tục cũng chửi ra, Lộ An Cương một bên cũng dựng lỗ tai lên nghe, cái này, có liên quan khối quân đội đương nhiên anh ta phải chú ý. Bọn họ nói là căn cứ Liễu Đỉnh Sơn, nói là mỏ khai thác Dương Điền là thuộc phạm vi bảo hộ căn cứ Liễu Đỉnh Sơn, giờ đang là thời điểm quan trọng, tiểu đoàn trinh sát căn cứ đang chuẩn bị cùng mỏ khai thác Dương Điền kết hợp tổ chức một cuộc huấn luyện đặc biệt về lục soát ứng cứu dưới mỏ cùng với ẩn núp hầm ngầm, còn nói việc này cấp trên đã phê chuẩn. Không cho phép ai tùy tiện đến phá hỏng. Dù là cục công an thành phố cũng không được, việc gì cũng đều vì phục vụ huấn luyện quân sự, quốc phòng đại sự là trên hết gì đó. Vương Triều nói. Diệp Phàm đem việc này kể lại một lần, hỏi Lô An Cương. Có chuyện như vậy sao? Còn nữa căn cứ Liễu Đỉnh Sơn rốt cuộc có tình hình thế nào? Chương 1218, tràn đầy tư thế. Chuyện tổ chức huấn luyện tôi không rõ lắm. Đây là chuyện của căn cứ người ta, tuy nói tôi là tư lệnh quân phân khu Ngư Đồng, nhưng không được quản căn cứ Liễu Đỉnh Sơn. Người phụ căn cứ trách tên Lục Dũng, quân hàm đại tá, căn cứ Liễu Đỉnh Sơn kỳ thật là một căn cứ cấp phó sư, bên trong có binh lực của nửa đoàn sư. Trang bị 4 đoàn, còn nói căn cứ rốt cuộc làm gì, đây là thuộc loại cơ mật quân sự, ngay cả tôi cũng không rành lắm. Lô An Cương liếc mắt nhìn Diệp Phàm một cái, nói. Trong lòng nghĩ bản thân anh là phó trưởng ban quân vụ bộ tổng tham mưu, chuyện gì cha không ra, còn cần phải hỏi tôi làm gì. Ừ, nhưng, căn cứ Liễu Đỉnh Sơn rốt cuộc có bao gồm khu vực mỏ khai thác Dương Điền kia không? Diệp Phàm nhíu mày, hỏi. Cái này tôi không rõ lắm, căn cứ Liễu Đỉnh Sơn cách mỏ Dương Điền hơn 15 dặm. Nếu nói mỏ Dương Điền bên ngoài phạm vi giáp giới của căn cứ Liễu Đỉnh Sơn cũng bình thường. Tuy nhiên, nếu nói mỏ Dương Điền trong phạm vi bảo hộ của căn cứ Liễu Đỉnh Sơn, hoặc nói mỏ Dương Điền cũng là phạm vi vùng cấm quân sự của căn cứ Liễu Đỉnh Sơn thì quả là hơi khó hiểu. Lô An Cương nhấp ngụm trà, cũng có chút nghi hoặc khó hiểu. Ừ, vùng cấm quân sự sao có thể cho anh khai thác mỏ, thế thì làm sao mà giữ được bí mật chứ? Việc này rất quỷ dị, tôi phải tra xem sao. Tuy nhiên, căn cứ Liễu Đỉnh Sơn làm như thế đáng bị nghi là cố ý làm khó dễ cục công an thành phố chấp pháp. Đột nhiên lại tìm cái cớ liên kết với công ty khai thác mỏ tiến hành huấn luyện quân sự đặc thù. Nếu thật sự có chuyện này thì cũng không gì đáng trách. Chỉ sợ việc này căn bản là giả, rõ ràng muốn bảo vệ mỏ khai thác Dương Điền, chẳng lẽ quản phi đã cắm râu vào sâu trong căn cứ Liễu Đỉnh Sơn? Diệp Phàm lẩm bẩm nói. Cái đó tuyệt đối không thể, muốn mua được căn cứ, làm sao có khả năng đó được. Quân đội một khối là khó gặm vào xương nhất. Nếu nói muốn mua chuộc một quân nhân tư tưởng không kiên định thì còn có thể làm được, dù sao đó cũng là bản tính của con người. Nhưng, nếu muốn mua toàn bộ căn cứ, điều đó là tuyệt đối không thể. Có lẽ là người nào đó trong số những người phụ trách chủ yếu của căn cứ có quan hệ tốt với quản phi, hoặc là thân thích, ra mặt giúp quản phi dàn xếp việc này cũng là bình thường. Lô An Cương nói, căn cứ Liễu Đỉnh Sơn dưới quyền bản lý trực tiếp của quân khu nào? Diệp Phàm thản nhiên hỏi.
Đại quân khu Việt Châu. Lô An Cương đáp. Việc này quả là có chút phiền phức, anh có người quen ở quân khu Việt Châu không? Đương nhiên, cấp bậc phải cao hơn so với tư lệnh căn cứ Liễu Đỉnh Sơn mới được. Diệp Phàm hỏi. Có thì có, phó tư lệnh quân khu Việt Châu Tưởng Trạch Lâm tôi cũng có quen. Tuy nhiên, quan hệ cũng không phải rất thân thiết, để tôi gọi điện thoại thử xem. Lô An Cương sau khi nói xong bấm điện thoại, đem mọi chuyện nói lại với Tưởng Trạch Lâm. An Cương, việc này có chút phiền phức, tư lệnh căn cứ Liễu Đỉnh Sơn tên Lục Dũng, nếu căn cứ người ta thật sự có kế hoạch cùng với mỏ khai thác Dương Điền tổ chức huấn luyện quân sự dưới hầm, đây cũng là việc bình thường. Anh là quân nhân, không phải là chưa từng hợp tác với địa phương tổ chức huấn luyện đúng không nào? Tuy nhiên, về điểm này tôi có thể giúp anh hỏi xem bọn họ vốn có kế hoạch này hay không. Chỉ có điều, Lục Dũng người này hơi, hai, tôi hỏi giúp anh một chút. Tưởng Trạch Lâm nói chuyện khéo léo, tuy nhiên, cũng biểu đạt một chút ý tứ, chắc hẳn Lục Dũng người này cũng có lai lịch. Chỉ chốc lát sau, Tưởng Trạch Lâm đã gọi lại, nói là không có chuyện này, sau đó dặn dò Lô An Cương vài câu rồi gác máy, dĩ nhiên là nhờ đừng nói ra chuyện này. Mặc kệ, chúng ta đi xem thử. Diệp Phàm giọng thanh nói. Mấy người đi thẳng đến công ty khai thác mỏ Dương Điền. Khi mới đến Dương Điền, phát hiện bên ngoài không hề có quần chúng vây xem, còn kéo một tuyến cảnh giới. Nghe Vương Triều nói là căn cứ Liễu Đỉnh Sơn dùng lý do huấn luyện quân sự đuổi hết quần chúng đi. Còn trong tuyến cảnh giới chính là phạm vi khu nhà máy công ty khai thác mỏ Dương Điền, không cho chúng ta vào. Căn cứ Liễu Đỉnh Sơn là ai? Cấp bậc gì? Diệp Phàm nói, dương mắt nhìn. Phát hiện tổng bộ tập đoàn khai thác mỏ Dương Điền xây trên nửa dốc núi. Muốn vào tổng bộ và khu vực khai thác mỏ lại có một quốc lộ vòng qua núi. Quốc lộ xây rất rộng, chắc phải 15-16 mét, hẳn là đã suy xét đến ô tô tải trọng lớn. Tuy nhiên, quốc lộ cũng bị đè nén đến nỗi khắp nơi đều gồ ghề, mặt đường tương đối xấu. Mà tường rào vây bên ngoài tổng bộ công ty khai thác mỏ Dương Điền rất cao, trên đỉnh tường rào còn có lưới sắt ngăn người ta trèo vào trong. Vừa nhìn qua, hơi có cảm giác giống như vùng cấm quân sự, lại có chút cảm giác giống như một nhà giam. Đề phòng nghiêm ngặt nhỉ, không phải chỉ khai thác ngọc thạch chất lượng thấp sao, cứ làm như khai thác mỏ vàng ấy. Lô An Cương đứng bên cũng có vẻ hơi bất mãn, phán một câu. Có một đoàn trưởng thượng tá tới, tên Lâm Phong, khoảng 30 mấy tuổi, kiểu rất ngông cuồng, cặp kia ánh mắt giống như chim ưng. Nói chuyện với chúng tôi cũng khó gần lắm. Thường mở miệng ra cái là la hét, ông đây muốn đánh cho nó răng rơi đầy đất, mẹ nó. Vương Triều chắc hẳn đã bị chọc giận lắm rồi, cánh tay còn bị cột băng, mắng. Bọn họ có bao nhiêu nhân? Diệp Phàm vừa đi vừa hỏi. Có tăng cường một liên đội, chắc hẳn 100 người. Hơn nữa còn có bộ phận nhân viên bảo vệ khu vực khai thác mỏ, cộng lại chắc cũng vài trăm người. Vương Triều nói. Hừ, thật sự muốn dùng bạo lực chống lại pháp luật đúng không? Lô An Cương lạnh giọng nói, tương đối bất mãn, bước nhanh mấy bước lên trước, nói với Diệp Phàm. Có cần tôi gọi người bên quân phân khu đến trợ giúp không? Không cần, nếu bàn về nhân số, chúng ta không ít hơn so với bọn họ. Công an cộng thêm cảnh sát có vũ trang cũng đến 200 người. Đến nữa cũng làm gì, đâu phải là đi đánh nhau, làm như vậy sẽ càng kích phát mâu thuẫn, không ổn lắm. Diệp Phàm khoát tay. Tương đối hài lòng với biểu hiện trung thành của Lô An Cương. Không thể ngờ được Lô An Cương biết sẽ dẫn đến nguy hiểm mất mũ nhưng vẫn muốn xuất binh. Chuyện lần trước đã đủ phiền toái người khác, hơn nữa còn chưa xử lý xong, Diệp Phàm trong lòng âm thầm cảm kích, dĩ nhiên sẽ không kéo anh ta xuống nước lần nữa. Mới vừa đi đến tuyến cảnh giới màu đỏ kia, một tiếng hét lớn truyền đến. Đứng lại, vùng cấm, quân sự người rảnh không phận sự cấm vào, nếu không sẽ bị bắt. Theo tiếng hét, Diệp Phàm ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện 7-8 quân nhân cầm súng trường trên tay, người lên tiếng là một thượng úy. Thượng úy Trương, anh ta là Diệp Phàm bí thư đảng ủy công an thành phố Ngư Đồng chúng tôi. Có việc tìm đoàn trưởng Lâm của các anh, có thể thông báo giúp một chút không? Lỗ Đông Phong đang ở bên tuyến cảnh giới tiến lên trước, chỉ vào Diệp Phàm vội vàng giới thiệu. Ta chẳng cần biết anh là ai cả, đoàn trưởng Lâm có dặn dò. Bên trong đang tiến hành luyện tập quân sự, bất cứ kẻ nào cũng không được gặp. Đi nhanh đi, bằng không, sẽ phải ra tòa án quân sự với tội danh soi mói tình hình quân sự đó. Thượng úy Trương dương mắt nhìn Diệp Phàm,
hơi ngạc nhiên sau đó lập tức khôi phục bình tĩnh, tư thế đó, là từ trên cao nhìn xuống. Hừ, đủ oai phong đấy. Thượng úy Trương, tôi là Lô An Cương tư lệnh quân phân khu Ngư Đồng, tôi hôm nay đặc biệt đi cùng Bí Thư Diệp xuống đây, chính là muốn gặp thủ trưởng các anh, mời thông báo một chút. Lô An Cương dĩ nhiên tức giận, cất bước đi lên phía trước tuyến cảnh giới hỏi. Lô tư lệnh, cái này, vậy được rồi, tôi đi hỏi thử xem. Thượng úy Trương do dự một chút, gật đầu đi vào bên trong. Xem ra, thân phận quân nhân của Lô An Cương anh ta còn có chút kiêng kỵ. Ha ha, Lô tư lệnh, bảng hiệu của anh xem ra dùng tốt hơn của tôi nhiều. Diệp Phàm thản nhiên cười nói, bên này, Vương Triều sắp xếp người đưa mấy chiếc ghế đến mời họ ngồi. Ngồi cái gì, chút nữa là đến rồi, có phần cao ngạo quá. Diệp Phàm nói, Bí thư Diệp, trong chốc lát gã ta tuyệt sẽ không tới, anh kiên nhẫn ngồi chờ trước đi, bằng không, đứng lâu chân mỏi lắm. Vương Triều vừa nói, Diệp Phàm đột nhiên hiểu rõ, chắc hẳn đoàn trưởng Lâm kia sẽ rất khoe khoang, hoặc là người ta căn bản không để lãnh đạo địa phương của Ngư Đồng vào trong mắt, cố ý phơi nắng đám bọn họ. Tôi muốn xem gã muốn phạt chúng ta đứng bao lâu. Diệp Phàm lạnh lùng hừ một cái, nói với Vương Triều. Đem toàn bộ ghế đi chỗ khác. Quả nhiên Vương Triều nói đúng, ước chừng 40 phút qua đi, mới thấy bên trong có động tĩnh, một người đàn ông cao gầy đeo quân hàm thượng tá có một đám thiếu tá trung tá đi cùng, nhàn nhã bước ra, nhàn nhã cứ như dạo chơi trong sân vắng. Ánh mắt người đó dừng lại trên người Diệp Phàm và Lô An Cương xem xét kỹ một trận, lạnh lùng nói. Vị nào là Lô tư lệnh, có gì thì nói nhanh lên, chúng tôi đang diễn quân, không có thời gian đánh giám nói chuyện phiếm. Là tôi, anh có phải là đoàn trưởng Lâm không? Lô An Cương cố ý hỏi. Ừ. Đoàn trưởng Lâm nhíu mày, hiển nhiên có chút không hài lòng với tư thế của Lô An Cương. Lần này tôi đặc biệt đi cùng Bí Thư Diệp xuống việc này, mời Bí Thư Diệp nói chuyện với anh. Lô An Cương nói, quay qua gật đầu với Diệp Phàm. Đoàn trưởng Lâm, cơ quan công an đã chuẩn bị đầy đủ các thủ tục. Công nhân viên chức công ty khai thác mỏ Dương Điền cố ý đánh phó chủ tịch thành phố Ngư Đồng Túc Nhất Tiêu, hơn nữa, còn đả thương mười mấy người. Cục Công an thành phố chúng tôi nhận được chỉ thị của Bí thư Thành ủy Hà và dưới sự đốc thúc của hai vị lãnh đạo tỉnh ủy, đặc biệt xuống xử lý chuyện này. Càng làm người ta khiếp sợ chính là, người công ty khai thác mỏ Dương Điền không ngờ ngay cả cảnh sát của Cục Cảnh sát thành phố chúng tôi cũng dám vây đánh, chưa nói đến việc dùng bạo lực chống đối pháp luật. Họ đã làm bị thương rất nhiều cảnh sát. Hôm nay, tôi đại diện Thành ủy thành phố Ngư Đồng và Cục Công an thành phố tới xử lý chuyện của khu khai thác mỏ Dương Điền, hy vọng đoàn trưởng Lâm phối hợp, để chúng ta vào chấp pháp. Diệp Phàm giọng điệu nghiêm túc, coi như cũng khách khí. Chấp pháp, ai biết Cục Công an thành phố các người có dự định gì? Công ty khai thác mỏ Dương Điền này thuộc phạm vi phân chia của căn cứ Liễu Đỉnh Sơn chúng tôi. Khi bắt đầu khai thác khoáng thạch đã có hiệp định với căn cứ Liễu Đỉnh Sơn chúng tôi, cho nên, nơi này, các người không thể vào. Hơn nữa, tôi nghe nói chủ tịch thành phố Túc kia của các người rất kiêu ngạo, ỷ mình là phó chủ tịch thành phố tài trí hơn người, căn bản là không để công nhân viên chức khai thác mỏ Dương Điền vào trong mắt. Sau lại phát sinh sự cố đánh nhau cũng là do anh ta khơi mào, rồi sau đó, các cảnh sát cục công an thành phố các người xuống không hỏi rõ trắng đen đã động thủ bắt người. Đây là đạo lý gì chứ? Công ty khai thác mỏ Dương Điền có ký kết hiệp nghị với căn cứ Liễu Đỉnh Sơn chúng tôi có nghĩa vụ đảm bảo quyền lợi chính đáng hợp pháp của bọn họ không bị xâm hại. Hơn nữa, chúng tôi cũng đang diễn quân, không rảnh tiếp các người. Các người đi đi, đừng đến làm phiền nữa, bằng không, Lâm Phong tôi không thể khách khí nữa, đến lúc đó đừng nói tôi không giữ thể diện cho các người. Đoàn trưởng Lâm tràn đầy tư thế, lạnh giọng nói. Nói láo, anh thấy chúng tôi chưa hỏi rõ đã bắt người lúc nào. Chẳng lẽ cơ quan công an chúng tôi phá án cũng phải báo cáo căn cứ Liễu Đỉnh Sơn các người? Đúng là loạn mà, các người công nhiên bao che phần tử bạo lực chống đối pháp luật. Việc này, cơ quan công an chúng tôi sẽ phản ánh chuyện này lên quân khu cấp trên của anh. Lúc này, Vương Triều đứng bên cạnh Diệp Phàm nhìn thấy ánh mắt của Diệp Phàm, cố ý giả bộ không kìm nổi mắng chửi vài câu. Chương 1219 kêu gào cái gì? Đồ con rùa, mắng chửi cái rắm, bắt lại cho ông đây. Lâm Phong rất tức giận, quay qua ra lệnh một thiếu tá bên cạnh. Thiếu tá này đáp lại, mang theo 6 quân nhân uy vũ, giày quân đạp đất, dầm dập xông về phía Vương Triều.
Muốn làm gì? Giọng Diệp Phàm lạnh lùng, quét mắt liếc mấy quân nhân một cái. Bắt tiểu tử kia về căn cứ rồi nói sau. Giọng Lâm Phong càng thô lỗ hơn. Hừ, ai dám đến làm loạn, bắt phần tử bạo lực về xử tội. Diệp Phàm hừ lạnh một tiếng. Làm phản đúng không? Những người này đều là phần tử lưu manh làm loạn chỗ diễn tập quân sự. Bắt tất cả lại, cả tên đó nữa. Đoàn trưởng Lâm chỉ vào Diệp Phàm hô. Lên! Vương Triều vung tay, cảnh sát có vũ trang phía sau tiến lên xếp thành mấy hàng, tạo thành bức tường người lạnh lùng nhìn chăm chăm từng cặp mắt sắc bén phía đối diện, những quân nhân thiết huyết. Kể ra trong lòng những đồng chí cảnh sát có vũ trang luôn bồn chồn, vì, Liễu Đỉnh Sơn căn cứ nghe nói cũng là đặc thù quân đội, một đám toàn năng đánh. Hơn nữa, vũ khí người ta đương nhiên tiên tiến hơn, trong tay ai nấy cũng đều là súng tự động, độ quét lớn. Súng trường cũng tốt hơn nhiều so với mình, súng trường nhóm cảnh sát có vũ trang dùng trên căn bản đều là những thứ quân đội không dùng thải xuống. Sao có thể so với súng của bộ đội chính quy? Trước kia căn cứ Liễu Đỉnh Sơn có thượng úy đại đội trưởng dẫn theo 4 binh viên đến thành phố Ngư Đồng uống rượu, cuối cùng có một nữ quân nhân bị đám côn đồ lưu manh thành phố Ngư Đồng quấy nhiễu. Thượng úy lập tức ra tay, 4 người đàn ông đánh ngã 30 tên lưu manh. Hơn nữa, gần 10 người bị đánh gãy xương. Kết quả, thượng úy kia không bị chuyện rắm gì mà còn lập công. Còn đám lưu mạnh, đương nhiên bị một lưới bắt hết. Lúc ấy chuyện này được truyền đi khắp Ngư Đồng, toàn bộ quân nhân căn cứ Liễu Đỉnh Sơn trở thành võ lâm hảo hán. Chậm đã. Lúc này, phía sau Lâm Phong truyền đến tiếng kêu lớn. Một thượng tá vội vàng đi ra. Người này cất vài bước đã tới trước mặt Diệp Phàm rồi, ngăn cản mấy quân nhân trước mặt, nói với Diệp Phàm. Bí thư Diệp, ở đây đang diễn quân, các anh rút lui trước đi, lẽ nào thực sự muốn làm loạn sao? Ông là... Diệp Phàm liếc mắt nhìn người này một cái, thấy khuôn mặt tương đối rộng. Tôi là Phí Tắc ủy viên chính trị căn cứ quân đoàn 1. Phí Tắc nói, các ông thật sự muốn bao che mỏ khai thác Dương Điền, bạo lực chống đối pháp luật đúng không? Chính ủy Phí, nếu thật sự cứ tiếp tục thế này, tôi không thể không phản ánh tình hình lên lãnh đạo cấp trên của các anh quân khu Việt Châu. Công ty khai thác mỏ Dương Điền là công ty khai thác mỏ dưới sự lãnh đạo của thành phố Ngư Đồng, không phải đơn vị quân sự. Diệp Phàm vẻ mặt ngưng trọng, hừ giọng nói. Rất xin lỗi, chúng tôi có ký hiệp định. Chính ủy Phí nói. Chính ủy, đừng lôi thôi với họ làm gì. Muốn đấu súng với chúng ta, vậy thử xem. Vài cảnh sát có vũ trang nát cùng với một đám cảnh sát hình sự lười nhác có thể dọa được toàn thể quan quân quân đoàn một chúng ta sao? Quả là quá buồn cười, ha ha ha, còn phản ánh tình hình lên cấp trên của chúng ta, cũng đúng lúc, chúng ta cũng muốn phản ánh với tỉnh ủy tỉnh Việt Đông Cục Công an thành phố Ngư Đồng đã làm những gì. Đoàn trưởng Lâm tràn đầy khí phách. Dĩ nhiên, cũng là giả vờ thôi, nếu nói thực đối kháng với cảnh sát có vũ trang và cảnh sát hình sự, gã cũng tuyệt không dám gọi người nổ súng. Chuyện này có tính chất rất nghiêm trọng, tuyệt đối có thể khiến gã phải ra tòa án quân sự. Tuy nhiên, thằng nhãi này biết có người đang đứng sau xem cuộc chiến, cho nên, cũng không đặc biệt lo lắng gì cả. Thực sự không cho vào. Diệp Phàm hừ giọng nói, nhẫn nại tới rồi cực hạn. Bí thư Diệp, các anh cứ về trước đi, qua một thời gian nữa hãy bàn chuyện này sau được không? Chính ủy Phí vẻ mặt khó xử, tuy nhiên, giọng điệu kiên quyết. Tốt lắm. Nếu các người làm như thế, đem quân đội dùng bạo lực đối kháng Cục Công an thành phố, hơn nữa, các người còn nói rõ mỏ khai thác Dương Điền này có ký kết hiệp nghị với căn cứ Liễu Đỉnh Sơn các người, và còn đưa công ty khai thác mỏ Dương Điền vào phạm vi căn cứ Liễu Đỉnh Sơn. Vậy là không liên can gì đến thành phố Ngư Đồng chúng tôi đúng không? Diệp Phàm khôi phục bình tĩnh, thản nhiên hỏi. Đó là đương nhiên. Đoàn trưởng Lâm thốt ra, có vẻ hơi tự đắc. Ừ, đích xác là như thế. Tuy nhiên, cái này, chúng tôi cũng khó nói rõ được. Chính ủy Phí nói năng khéo léo. Tốt lắm, một khi đã như vậy, thành phố Ngư Đồng chúng tôi cũng có thể làm việc của mình. Diệp Phàm lạnh lùng hừ một cái, quay ra sau nói với Vương Triều. Lập tức hạ chỉ thị điện cục cung cấp điện của huyện Dương Điền, gần đây chúng ta lượng điện Ngư Đồng chúng ta rất túng thiếu, thường xuyên bị ngắt cầu giao. Nếu công ty khai thác mỏ Dương Điền thuộc phạm vi căn cứ Liễu Đỉnh Sơn, thế thì không phải việc của Ngư Đồng. Chúng ta bản thân mình còn chẳng đảm bảo điện để dùng, công ty khai thác mỏ Dương Điền này tạm không chiếu cố nữa. Bảo bọn họ lập tức thông báo người phụ trách công ty khai thác mỏ Dương Điền,
nửa giờ sau phải tắt cầu giao. Các ngươi dám, chó Nhật, biết không? Chúng tôi đang tiến hành diễn quân, nếu vì không có điện mà các quân nhân ở dưới đáy giếng có xảy ra chuyện gì, anh phải chịu toàn bộ trách nhiệm. Lâm Phong giống lớn lên, thằng nhãi này phẫn nộ rồi, không ngờ có người dám khiêu chiến quyền uy của mình. Cho các người nửa giờ rồi, chắc chắn cũng kịp thôi. Diệp Phàm hừ lạnh một tiếng, quay sang nói với Vương Triều. Hạ mệnh lệnh, việc này Diệp Phàm tôi một mình gánh vác. Vâng, tôi cùng gánh vác với Bí Thư Diệp. Vương Triều đứng bên vừa trả lời vừa sắp xếp người gọi điện. Tính tôi một phần, hừ, không thể tưởng tượng nổi. Các người, quả thực là mất mặt quân nhân. Lô An Cương tiến lên trước một bước, hừ giọng nói. Tôi cũng một phần. Lỗ Đông Phong có vẻ hơi chần chừ cũng tiến lên nói. Tính chúng tôi một phần, tính chúng tôi một phần. Lúc này, rất nhiều cảnh sát có vũ trang và cảnh sát hình sự bị chọc tức đều giống lên. Lập tức, không khí ở hiện trường đạt tới mức căng thẳng. Làn sóng âm thanh đó, vang dội khỏi 9 tầng mây. Bí Thư Diệp, không cần như thế đâu, anh làm như vậy không phải chỉ có vấn đề trách nhiệm, là phải ra tòa án quân sự đấy. Chính ủy Phí sắc mặt cũng khó coi. Lên tòa án quân sự, vừa hay, tôi vẫn chưa đi dạo ở đó bao giờ, đi dạo một chút cũng hay, hừ. Diệp Phàm lạnh lùng hừ giọng nói, vẻ mặt thật sự bình tĩnh. Hai bên giằng co. Sơn Trang phía đông sườn núi. Trong đại sảnh vài người đang ngồi, dĩ nhiên là những nhân vật chủ chốt của tập đoàn Dương Điền. Tên kia kiêu ngạo quá, ngông cuồng quá, thật sự cho rằng ngư đồng này là thiên hạ của hắn sao? Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị tập đoàn Dương Điền Cao Cương sắc mặt tương đối khó coi, hơn nữa, vẻ mặt phẫn nộ. Cuồng trung tự hữu cuồng trung thủ, phải cuồng đi, muốn ngông cuồng, nhưng cũng phải có năng lượng để ngông cuồng mới được. Quản đồng, anh nói, hắn thật sự có dám ngưng điện không? Nhân vật số 2 tập đoàn Dương Điền Tào Dục thản nhiên nói, lộ ra nụ cười quỷ dị. Thanh Lang nói rồi, họ Diệp dẫn theo 200 người đến trước cổng tổng bộ, đang giằng co với đoàn trưởng Lâm căn cứ Liễu Đỉnh Sơn. Thế cục có chút căng thẳng, tuy nhiên, trước mắt còn trong phạm vi khống chế. Phó Chủ tịch Miêu Thanh Mi ra mặt giật giật vài cái, có chút lo lắng, không hề đơn giản như trong lời nói. Chắc hẳn hắn cũng không dám vào đâu, đoàn trưởng Lâm đâu có ăn chay. Không cần nói 200 người, cho dù là ngàn người thì đã làm sao chứ? Có ai dám đụng đến sợi tơ hồng của vùng cấm quân sự kia không? Đó chắc chắn là cực kỳ đen đủi. Một bí thư đảng ủy công an nhỏ xíu, hắn thực sự có lá gan kia không? Cao Cương thản nhiên liếc nhìn Miêu Thanh Mi một cái, bộ dạng bình tĩnh thong dong, chẳng chút lo lắng. Bởi vì Tư lệnh Lục Dũng căn cứ Liễu Đỉnh Sơn chính là người thân của Cao Cương, cũng tương đối gần. Lục Tư lệnh đồng ý ra mặt nhận vụ hỗn loạn này, dĩ nhiên là do nể mặt Cao Cương. Bởi vì Cao Cương, cũng có lai lịch. Tuy nhiên, rất có khả năng sẽ ngưng điện. Nghe nói tính tình Diệp Phàm này cũng tương đối nóng nảy. Trước kia ngay cả phó kiểm sát trưởng Khúc của Viện Kiểm sát tỉnh cũng đụng phải cái đinh mềm rồi. Còn phó kiểm sát trưởng Vương Viện Kiểm sát thành phố Ngư Đồng vì chọc hắn. Không những bị hắn bắt về cục công an thành phố nhốt mấy ngày, Cố Khúc đi nhờ vả, người ta cũng chẳng nể mặt. Tào Dục chợt lắc đầu, bộ dạng cũng không dám xác định. Ừ, chắc hẳn lúc ấy họ Diệp cũng không phải nhốt giam phó kiểm sát trưởng Vương thật, chỉ muốn uốn nắn một chút thôi, để thể hiện rõ quyền uy của một bí thư đảng ủy công an như hắn. Kiểu giết gà dọa khỉ này chúng ta cũng chơi chán rồi, không có gì đáng ngạc nhiên. Quản Phi tương đối bình tĩnh, ngồi ở ghế chính. Liên tiếp cắn hạt dưa nói. Người lúc này đang nằm nghiêng dựa vào ghế, hơi giống một vương gia phong lưu thời cổ đại. Diệp Phàm chắc chắn sẽ ngưng điện, không ngưng điện thì lời nói của hắn trước mặt cảnh sát vũ trang không đáng cái rắm. Chúng ta cũng phải chuẩn bị một chút, đừng để bị làm cho luống cuống tay chân. Tào Dục kiềm chế ý cười, lúc này có hơi giống đồng chí Ngô Dụng đa mưu túc trí. Tào Phó Đồng, không cần chuẩn bị, bên kia sớm chuẩn bị cả rồi. Miêu Thanh Mi thản nhiên nói, liếc nhìn mọi người một cái, còn nói thêm. Chỉ có điều nếu thực sự ngưng điện, tổn thất của chúng ta không nhỏ. Vài giờ còn được, nếu là vài ngày thậm chí hơn 10 ngày, chúng ta phải dừng mọi công việc, hàng hóa bên ngoài đang hối gấp, hơn nữa, vùng đó không thể ngưng điện được. Hừ, để hắn ngưng điện thử xem. Quản Phi đột nhiên ngồi thẳng người, sắc mặt, từ vương gia phong lưu lập tức biến thành vị tướng khai quốc thiện chiến xa trường. Liếc nhìn Miêu Thanh Mi một cái, nói.
Kêu Thanh Lang chú ý cho kỹ, nếu thực sự ngưng điện, xem dùng cách gì để đùa với hắn một chút. Coi tập đoàn Dương Điền chúng ta là quả hồng nhũn muốn ngắt nhéo sao cũng được à. Cái này thì dễ thôi, Ngư Đồng đâu chỉ có mình Diệp Phàm là ủy viên thường vụ, muốn nếu nói về xếp hạng thì tên nhãi kia còn quá thấp. Bí Thư Hà, Lý Quốc Hùng, Thái Chí Dương, Thôi Minh Khải bọn họ đều có thể phê bình hắn. Nếu ngưng điện, dù chủ tịch thành phố Lý Quốc Hùng với chúng ta không có nhiều giao tình, thì ông ta tuyệt đối cũng không muốn thấy xảy ra chuyện như thế. Mỏ khai thác Dương Điền, không phải cái mỏ nhỏ, lợi nhuận và thuế rất lớn, hơn nữa riêng công nhân quét rác tạp vụ cũng đã ngàn người. Ở Ngư Đồng thậm chí trong toàn tỉnh lực ảnh hưởng cũng không phải nhỏ. Chỉ cần Diệp Phàm ngưng điện, chúng ta lập tức kháng nghị mạnh lên lãnh đạo thành ủy thành phố Ngư Đồng, tin tưởng là Bí Thư Hà và chủ tịch thành phố Lý sẽ mời Diệp Phàm đến thành ủy uống chút rượu thôi. Tào Dục ngạo khí dâng cao. Ừ, bước đầu tiên là kháng nghị mạnh mẽ lên thành ủy thành phố Ngư Đồng, bước thứ hai chính là kháng nghị lãnh đạo chủ quản khai thác mỏ ở tỉnh. Đồng chí Diệp Phàm, lập tức trở thành mục tiêu công kích. Dùng ngòi bút làm vũ khí, tô điểm thêm chút nữa, khiến tên tiểu tử đó không cách nào đảm đương nổi. Trước mắt tỉnh đang phái tổ điều tra xuống Ngư Đồng, đúng thời cơ, chúng ta sẽ đi tìm tổ điều tra, ha ha. Quản Phi mỉm cười thản nhiên. Tìm tổ điều tra, ý kiến hay. Tốt nhất là, Tào Dục giật giật mũi, liếc mắt nhìn Quản Phi một cái. Ừ, đúng vậy, bảo nhiều người nêu thỉnh nguyện lên tổ điều tra. Diệp Phàm hắn không có khả năng bắt toàn bộ công nhân thỉnh nguyện của mỏ khai thác Dương Điền chúng ta. Cổ tay thiết huyết thủ, tôi muốn xem hắn có dám dùng cổ tay thiết huyết thủ với tập đoàn Dương Điền chúng ta hay không. Quản Phi hừ lạnh một tiếng. Chương 1220, tấm biển danh giá. Nhìn mọi người một cái, lại nói. Còn nói về Ngư Đồng nhất kiến, chỉ là một công ty nhỏ mà thôi. Quản Phi thản nhiên nói. Nhưng ngạo khí của người này lộ rõ, liếc nhìn mọi người một cái, nói thêm. Chuyện của Chí Quân còn phải tính sau, tôi cảm thấy có chút kỳ lạ, Đới Duy Cường sao lại bình tĩnh như vậy? Chẳng lẽ muốn nhìn thấy Chí Quân ngồi tù thật sao? Đới Duy Cường bình tĩnh, tuyệt đối không thể bình tĩnh được, có khi giờ này đang ném cốc chén trong phòng ấy chứ. Tuy nhiên, hắn đang trong thời kỳ bất thường, muốn lôi kéo mà thôi. Xem có thể kẹp được cổ Ngư Đồng từ việc xây dựng sân vận động hay không. Tuy nhiên, điều càng kỳ lạ là Lý Quốc Hùng cũng bình tĩnh, sân vận động là công trình cũng phải đến 5-600 triệu, còn việc xây dựng quốc lộ Ngư Dương Triều Hồ cũng là công trình trên 100 triệu. Chẳng lẽ Lý Quốc Hùng thật sự mặc kệ, muốn làm một công trình mục nát, để cuối cùng để Hà Chấn Nam tóm được thóp, trở thành mục tiêu công kích hay sao? Cao Cương Đồng thật sự không hiểu chuyện này, hỏi. Lý Quốc Hùng thật sự bình tĩnh à? Có lẽ, hắn đã thương lượng với Diệp Phàm và đã đưa ra thỏa thuận rồi. Hà Chấn Nam đang đợi Lý Quốc Hùng giơ cờ xin hàng, mà Lý Quốc Hùng lại đang liều chết chống lại, mở miệng một cái là Lý Quốc Hùng lại bị Hà Chấn Nam cho, đứt xích, ngay. Tào Dục vuốt vuốt mấy sợi râu lơ thơ trên cằm, thở dài nói, giống như là khâm phục Lý Quốc Hùng vậy. Nửa giờ sau là biết ngay ấy mà. Quản Phi nhìn đồng hồ, nói. Thế thì nửa giờ sau gặp. Tào Dục thản nhiên cười nói. Tôi hỏi lại tư lệnh Vu ở quân khu tỉnh, có lẽ ông ta biết được thông tin gì về Lục Dũng. Lô An Cương nói xong, liền gọi điện luôn cho Vu Thăng ở quân khu tỉnh. Sau khi cúp máy, sắc mặt có chút âm trầm, nói. Không thể tưởng tượng tay Lục Dũng này cũng có chút lai lịch, thảo nào mà phó tư lệnh tưởng của đại quân khu Việt Châu cũng khó xử, mà đúng là khó xử lý hắn thật. Thế là thế nào? Diệp Phàm hỏi lại, đứng sau Lục Dũng là phó tổng tham mưu trưởng ở bộ tham mưu cao nhất bối, nghe nói là thân thích của ông ta, người này đeo hàm trung tướng, cũng là nhân vật ghê gớm ở bộ tổng tham mưu, thảo nào mà phó tư lệnh tưởng lại khó xử. Lô An Cương vẻ mặt có chút buồn bực, nói. Mặc dù, Diệp Phàm có chức vụ phó trưởng ban quân vụ bộ tổng tham mưu, nhưng so với chức phó tổng tham mưu trưởng này thì chẳng là gì. Lô An Cương lo lắng cũng là chuyện bình thường. Xem ra là có chút phiền phức, sức mạnh của phó tổng tham mưu cao thì không cần phải nói. Tuy nhiên, Lục Dũng sao lại đồng ý che chở để Dương Điền khai thác mỏ? Cái này đúng là làm cho người ta phải suy nghĩ. Diệp Phàm giật mình, mặt cũng hơi biến sắc, tay phó tổng tham mưu này giống như một tảng đá, khiến người ta phải bực mình. Cái này, liệu có phải mỏ Dương Điền cho ông ta nhiều lợi lộc không?
hoặc là nói mỏ khai thác dương điền cho căn cứ Liễu Đỉnh Sơn lợi lộc gì đó, ví dụ như dùng kinh kế để hỗ trợ việc xây dựng căn cứ. Đương nhiên, họ ủng hộ bằng nhiều phương thức, không đưa thẳng mà mượn cớ nào đó để tiến hành. Lô An Cương nói, có khả năng. Diệp Phàm gật đầu, ngẫm nghĩ một chút lại nói thêm. Tuy nhiên, nếu chỉ khu căn cứ được lợi lộc thì hẳn Lục Dũng sẽ không che chở cho Dương Điền mạnh mẽ đến vậy. Nếu nói Lục Dũng thu được nhiều lợi lộc thì còn có khả năng. Nhưng cũng không loại trừ một lãnh đạo nào đó của tập đoàn Dương Điền quan hệ tốt với Lục Dũng, hoặc là thân thích gì đó. Khả năng như thế là lớn lắm, khó mà tính toán được. Tuy nhiên, chủ nhiệm Diệp, chuyện cắt điện tạm thời cứ thư thả đã, dù sao hệ lụy của việc này quá lớn, nếu gây ra hậu quả gì thì phiền to. Hơn nữa, tổ điều tra trên tỉnh xuống vẫn còn chưa đi, tập đoàn Dương Điền muốn giở trò gì thì cũng dễ đối phó. Chuyện này không nên làm quá gay gắt, vả lại, quản phi sẽ chịu yên sao? Ngắt điện một giờ, tổn thất của tập đoàn Dương Điền lên cả chục ngàn ấy chứ. Lô An Cương lo lắng cho Diệp Phàm. Ngắt, nhất định phải ngắt, không ngắt thì lấy cái gì để ép được Dương Điền. Bằng không, thảm án 88 chúng ta dừng hòng điều tra gì được, thành phố khó khăn lắm mới xây dựng được hình tượng, bỗng chốc sụp đổ, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến tính cực của đội ngũ cảnh sát. Diệp Phàm khoát tay, thái độ kiên quyết. Bất luận thế nào, tôi ủng hộ anh vô điều kiện. Nếu trung đoàn trưởng Lâm muốn gây chuyện, Lô An Cương tôi cũng không phải ngọn đèn cạn dầu. Lô An Cương lại một lần nữa kiên quyết tỏ thái độ ủng hộ Diệp Phàm. Cảm ơn anh. Diệp Phàm nói, ngay sau đó chuông điện thoại vang lên. Người theo dõi Lý Nguyệt là Lý Cường, nói. Chủ nhiệm Diệp, Lý Nguyệt tỏ ra khá là quỷ dị, lúc này cô ta lại trốn trên một cây đại thụ, trên ngọn núi phía trên mỏ khai thác Dương Điền, cầm một chiếc kính viễn vọng cao cấp quan sát trận đấu của các anh và Dương Điền. Xem ra, có thể khẳng định là, Lý Nguyệt đang giả điên, để quan sát thái độ của chúng ta. Diệp Phàm trong lòng vui vẻ, nói. Cũng không rõ lắm. Lý Cường nói. Chú ý theo dõi cô ấy, không được để cô ta phát hiện. Tôi sẽ diễn kịch để cô ấy quyết định dựa dẫm tôi. Chỉ cần lấy được sự tín nhiệm của cô ấy, thì sẽ biết được đại bí mật mà cô ấy cất giữ trong lòng. Để giữ bí mật của mình, cô ấy phải chịu nhiều nỗi thống khổ mà người khác khó lòng chịu nổi. Chắc chắn cô ấy biết nội tình của vụ thảm án 88. 2. Cô ấy thật đáng thương, nếu phát hiện cô ấy gặp nguy hiểm, thì phải toàn lực bảo vệ. Diệp Phàm ra chỉ thị. Tôi biết rồi, chỉ cần có Lý Cường tôi, thì cô ấy tuyệt đối sẽ không có chuyện gì. Hôm trước Thanh Lang tình cờ gặp Lý Nguyệt, nhưng chỉ thản nhiên nhìn một cái rồi đi qua, chưa động thủ. Lý Cường nói. Bản lĩnh của Thanh Lang khá vững, cậu không nên cùng cậu ta động thủ chính diện. Diệp Phàm giao phó, nói. Tôi hiểu rồi. Lý Cường cúp máy. Đã đến giờ rồi. Vương Triều đến xin chỉ thị. Ngắt điện. Diệp Phàm ngồi trên ghế, hai mắt chợt lóe lên, phất tay truyền mệnh lệnh. Cắt điện thật rồi. Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Dương Điền kích động nói. Sếp xem rồi. Tào Dục môi giật giật, hỏi. Phó Chủ tịch Miêu, lập tức đem danh sách tổn thất, khách hàng đang dục bên ngoài, khoản thuế tôi đã nộp, và các khoản đã ủng hộ, đem tới Ủy ban thành phố Ngư Đồng, việc này một mình anh đi. Còn nữa, gọi Thanh Lang bố trí vài công nhân đến nhà khách Ngư Đồng thỉnh nguyện, không được chậm trễ. Quản phi giao nhiệm vụ, nói. Sau khi nói xong liền nhìn Cao Cương một cái, nói. Căn cứ Liễu Phong Sơn là một khối, việc phải phiền chú em ra mặt rồi. Muốn bọn họ làm thế nào? Cao Cương cũng không dài dòng, trực tiếp hỏi luôn. Dùng danh nghĩa quân đội để tạo áp lực với thành ủy thành phố Ngư Đồng, an ninh quốc phòng hoặc quân đội diễn tập sao có thể để bên công an thành phố làm hỏng được. Quản phi điềm tĩnh nói. Tư lệnh Lục nói rồi, lần diễn tập này tuy nói chỉ là ngụy trang, nhưng cũng có thể coi như thật để xử lý. Cho dù là cấp trên xuống thì cũng chẳng điều tra ra được cái gì. Vì vậy, tôi thấy, nếu việc này phản ứng lên, quân khu Việt Châu chắc chắn sẽ cử người xuống điều tra. Nếu có thể nhân cơ hội này đưa thằng nhóc đó lên tòa án quân sự, thì việc khai thác mỏ của công ty Dương Điền chúng ta còn ai dám ra oai nữa. Cao Cương khí thế bỗng nhiên mãnh liệt, nói. Đừng hấp tấp, có kẻ người, nên mạnh tay dạy cho một bài học, khiến cho hắn phải đau cả đời. Quản phi nhẹ nhàng khẽ đặt chén trà lên, nói. Sếp quản, thực ra chúng ta còn có thể sai An Hồng Thành,
bí thư huyện ủy Dương Điền đi làm mà, tài nguyên nước ở Dương Điền phong phú, điện của công ty khai thác mỏ chúng ta đều là của điện lực huyện Dương Điền, chẳng lẽ bên điện lực lại không nghe lời của An Hồng Thành hay sao? Đôi mắt híp của Tào Dục kia toàn bộ đã mở ra rồi. Y có vẻ tự đắc, nhìn mọi người một cái, hừ nói. Đối với lời nói của An Hồng Thành, tuyệt đối có trọng lượng hơn của Diệp Phàm. Hơn nữa, nghe nói An Hồng Thành còn là anh họ của An Lôi, Diệp Phàm liên thủ với Lý Quốc Hùng, giật dây cho dừng chức vụ của An Lôi. Tuy nói hiện tại An Lôi có vẻ như đến ban tổ chức cán bộ thành ủy đảm nhiệm chức phó trưởng ban thường trực, nhưng, dù sao đây cũng giống như giáng cho An Lôi một cái bạt tai. Nỗi đau này, An Lôi tuyệt đối khắc trong lòng, chỉ cần chúng ta đề xuất, An Hồng Thành tám phần là sẽ ủng hộ chúng ta, cho nên, phải khôi phục lại việc cung ứng điện, chắc cũng không phải là việc khó. Việc này không cần phải vội, Diệp Phàm cho rằng chúng ta chịu tổn thất nặng không ngoi dậy được, nhưng rất tiếc hắn đã nhầm, chúng ta có thể bị tổn thất vài ngày, nhưng cứ coi như đây là cái giá để đưa hắn vào nhà lao. Bảo với Thanh Lang phải trấn an công nhân, nội bộ chúng ta phải bình tĩnh, thì mới đấu được. Quản Phi lạnh lùng nói, liếc mắt nhìn Tào Dục một cái. Đương nhiên, bên An Hồng Thành kia cũng phải chào hỏi một chút, yêu cầu ông ta phải hồi phục việc cung ứng điện bất cứ lúc nào chúng ta cần. Xếp quản, chúng ta rót tiền xuống không ít, một ngày tổn thất cũng không dưới 30 ngàn, vài ngày thôi là cả triệu ấy chứ. Cao Cương có vẻ đau lòng, chu mồm thè lưỡi nói. 2 triệu để đưa một chủ nhiệm ủy ban chính trị pháp luật vào nhà lao, cái này đáng lắm. Cái này chủ yếu là mượn cớ để nâng cao sức mạnh của tấm biển tập đoàn Dương Điền, cùng nhau làm giàu chính là khẩu hiệu của tập đoàn Dương Điền. Quản Phi bình tĩnh nói. Cái này gọi là hiệu quả và lợi ích của hàng hiệu. Sếp quản nghĩ sâu xa hơn tôi. Tin rằng qua chuyện này, rất nhiều đối tác sẽ tìm đến chúng ta. Tập đoàn Dương Điền lại phất lên. Tào Dục nói một hồi, khiến mấy người cười ha hả. Chương 1221, quốc gia trong thành phố. Quản Đồng, tập đoàn Dương Điền chúng ta kinh doanh rất tốt, sao cứ nhất định phải đàm phán vấn đề đầu tư bên tập đoàn khai thác mỏ Đế Hoa Thủy Châu tỉnh Nam Phúc. Tập đoàn khai thác mỏ Đế Hoa tình hình doanh thu cũng chẳng tốt chút nào, thời gian trước Phó Tổng Đế Hoa Mã Văn Tài còn cản trở việc này. Mà hình như bên trong Đế Hoa còn chia thành mấy phe phái, có phe tán thành chúng ta đầu tư khống chế cổ phần, cũng có bên phản đối. Mã Văn Tài, hẳn là đại diện cứng rắn nhất trong phe chống đối. Nhưng, kỳ lạ là người này thiếu cẩn thận quá, bị chết vì nổ khí ga, chẳng biết đàm phán của tập đoàn Đế Hoa chúng ta tiến triển đến mức nào. Cao Cương thản nhiên nói. Ông em Cao, anh chỉ thấy được lợi nha nả của mỏ khai thác Đế Hoa không tốt. Nhưng, anh lại không thấy được lợi nhuận lớn ẩn giấu đằng sau. Tào Dục liếc Cao Cương một cái, nói. Ồ, chẳng lẽ còn có gì nữa à? Cao Cương nhướng mày, liếc nhìn đồng chí Tào Dục đang ra vẻ cao nhân, hơi bất mãn, hừ giọng nói. Đây là vấn đề tầm nhìn, anh không nhìn thấy, nhưng quản đồng sớm đã nhìn thấy. Tào Dục vẫn làm bộ úp mở. Rốt cuộc đã chọc được Cao Cương nổi giận, nói. Phó đồng Tào, còn chưa đánh giám đi, cứ dùng rằng mãi chẳng giống đàn ông chút nào, hừ. Sau đó cố ý liếc nhìn quản phi một cái, nói thêm. Dĩ nhiên, nếu như cái này thuộc điều cơ mật mà ngay cả tôi cũng không thể biết, tôi sẽ không hỏi nữa. Cao Cương, anh đang ép tôi đúng không? Quản phi nóng lên, lạnh lùng hừ giọng nói với Cao Cương. Quản đồng, lòng Cao Cương tôi anh còn không hiểu sao. Từ khi gia nhập tập đoàn Dương Điền đến giờ, tôi đã từng làm chuyện gì bất lợi cho công ty chưa? Như chuyện giao đấu với Diệp Phàm lần này, tư lệnh Lục Dũng căn cứ Liễu Đỉnh Sơn vì sao lại đồng ý ra mặt ngăn chuyện này chứ, hừ. Tôi tin là quản đồng hiểu được nguyên nhân thực sự. Hơn nữa, lúc đầu khi ký hiệp định liên minh, Cao Cương tôi tốt xấu gì cũng được hiệp nghị thừa nhận là nhân vật thứ ba của công ty. Có chuyện gì mà ngay cả nhân vật số 3 như tôi đây cũng không thể biết. Chẳng lẽ trong tập đoàn Dương Điền, còn có bí mật mà Cao Cương tôi không thể biết sao? Cao Cương trong lòng hơi giận, liếc mắt nhìn quản phi, lạnh lùng hỏi ngược lại. Cao Cương, anh nói vậy với quản đồng là không đúng. Không phải trong công ty có bí mật nào đó không nói với anh. Anh nghĩ lại đi, nếu như chuyện gì cũng nói với anh có thể để ý được hết không? Mọi người đều chỉ phân công quản lý một bộ phận khác nhau thôi. Quản đồng thì quản toàn bộ công tác, có một số chuyện anh ấy biết, chúng ta chưa chắc biết.
Huống chi, quản đồng có quyết định riêng của mình. Việc này, có lẽ thời cơ chưa chín muồi, tạm thời không thể để mọi người biết, nhưng, tôi tin vào ánh mắt và quyết tâm của quản đồng. Tào Dục bắt đầu điều đình. Dù sao, bối cảnh của Cao Cương trong quân đội đối với tập đoàn Dương Điền, đặc biệt là có tương trợ tương đối quan trọng đối với công ty con mỏ khai thác Dương Điền. Được rồi, Cao Cương, việc này vốn định một thời gian nữa sẽ nói với anh. Nếu anh cố ý hỏi, tôi sẽ nói trước với anh là được rồi, cũng không phải là không thể nói cho anh biết. Tập đoàn chúng ta luôn chú trọng quốc nội, điều này tồn tại tính cực hạn trong tầm nhìn. Tuy nói những năm gần đây chúng ta kiếm được không ít, trong cả nước tập đoàn cũng có tăng thêm vài công ty con. Nhưng, một công ty tập đoàn phải lớn mạnh, phải chen thân vào thị trường thế giới hình mạnh mới chính là mục tiêu của Dương Điền chúng ta. Cho nên, chỉ dựa vào những khối kinh doanh nhỏ hẹp trong nước, không gian mở rộng rất hữu hạn, hơn nữa, chính sách khống chế điều tiết trong nước làm cho công ty tập đoàn chúng ta hơi giật gấu vá vai. Ở nước ngoài mới chính là sân khấu lớn cho Dương Điền chúng ta nhảy múa, anh có hiểu ý tôi không? Quản Phi đã khôi phục bình tĩnh, hòa nhã cùng Cao Cương bàn về nghiệp vụ của công ty. Lẽ nào tập đoàn khai thác mỏ Đế Hoa có làm ăn ở nước ngoài? Cao Cương cũng không ngu, Quản Phi vừa nhắc một chút, lập tức đã nghĩ đến điểm này. Anh nói chính xác, Đế Hoa tuy nói thành tích không tốt, chúng ta đầu tư 200 triệu hình như là lỗ vốn. Kỳ thực, suy xét lợi ích về lâu về dài, tiến quân vào Đế Hoa là để mượn cánh cửa lớn làm ăn ở nước ngoài của họ, tiến thêm một bước mở rộng không gian phát triển cho tập đoàn chúng ta. Huống chi, có một số nghiệp vụ có tấm biển vàng Đế Hoa càng dễ xử lý. Quản Phi lộ nụ cười thản nhiên. Tôi hiểu rồi Quản Đồng, Đế Hoa Thủy Châu tôi có điều tra qua, nghe nói có nhà nước đứng sau lưng. Cao Cương nói. Nói hay lắm, Quản Đồng đúng là nhìn vào điểm này, muốn mở rộng không gian ra nước ngoài, các công ty tập đoàn như vậy ở Việt Châu không thiếu. Tại sao Quản Đồng nhất định bỏ gần tìm xa, là bởi vì trước đây Đế Hoa là doanh nghiệp nhà nước, là một công ty con của tập đà ẩn mậu dịch nước ngoài tỉnh Nam Phúc. Sau đó Đế Hoa lớn mạnh, hơn nữa còn có cải cách thể chế kinh tế cùng hàng loạt lý do phức tạp, tập đoàn khai thác mỏ Đế Hoa chuyển sang hình thức bán tư nhân, là tập đoàn khai thác mỏ lớn có thể tự chủ xuất khẩu ra nước ngoài. Đừng coi thường tính tự do nhỏ này, đối với công ty chúng ta chính là cơ hội lớn lao đấy. Ít nhất là chuyện thu thuế, mỗi năm tập đoàn chúng ta có thể tiết kiệm được một khoản lớn. Tào Dục cười nói, đồng chí Diệp Phàm đúng là không chịu yên mà, rốt cuộc đang muốn làm gì vậy? Chủ tịch thành phố Lý Quốc Hùng bước vào phòng họp, câu đầu tiên nói với đồng chí Lão Hà là như vậy. Vừa mới nhận được thông báo mở hội nghị thường vụ khẩn cấp của Hà Chấn Nam, Lý Quốc Hùng vào phòng họp mới biết các ủy viên khác đã đến đông đủ. Diệp Phàm và Lô An Cương chắc là vì chuyện xử lý mỏ khai thác Dương Điền nên chưa về. Tôi cũng đã nhận được thư kháng nghị mạnh mẽ của tập đoàn Dương Điền, có lẽ đồng chí Diệp Phàm có nguyên nhân gì khác, không phải đang xử lý vụ đồng chí Túc Nhất Tiêu bị đánh sao. Nghe nói cục công an cũng có mấy đồng chí bị đánh, công ty khai thác mỏ này cũng kiêu ngạo quá, ngay cả cảnh sát cũng đánh. Tác phong này nếu mà không mài rũa sau này chắc là vểnh đuôi lên trời mất. Lý Quốc Hùng thản nhiên nói một câu. Lời nói của người ta không nhất quán, nói là đồng chí Túc Nhất Tiêu đến thị trấn Mai Khê. Vì xử lý mọi việc không thích đáng nên mới làm nháo nhào lên. Hơn nữa còn nói, lúc đó là đồng chí tên Trần Quốc Đỉnh động thủ trước, nghe nói là phó cục trưởng cục thủy lợi thành phố. Vì anh ta hống hách trêu chọc, cuối cùng mới gây ra hậu quả nghiêm trọng như vậy. Sau đó, phó cục trưởng cục công an Vương Triều dẫn theo mấy cảnh sát hình sự đi xuống, vừa xuống. Nghe nói là vẫn chưa điều tra lấy chứng cứ, đã trực tiếp bắt toàn bộ công nhân viên bảo vệ công ty Dương Điền. Mỏ khai thác Dương Điền người ta dĩ nhiên không chịu, cuối cùng sự việc càng không thể cứu vãn được, náo loạn cả lên. Mấy chục người vây đánh mười mấy cảnh sát hình sự, kết quả có thể nghĩ ra, chẳng có ai mà không bị thương cả. Tôi thấy, tầng lãnh đạo của cục công an thành phố có chút vấn đề, Vương Triều là phó cục trưởng, là thành viên đảng của cục. Là lãnh đạo tầng cao trong bộ máy lãnh đạo của Cục Công an thành phố. Sao đồng chí ấy có thể làm việc kinh suất như vậy? Trưởng ban tổ chức cán bộ Khang Văn Sinh ra sức trợ uy cho Hà Chấn Nam. Trưởng ban Khang, anh nói như vậy hình như hơi lệch lạc. Phó bí thư quản lý ủy ban kỷ luật Vu Chí Hải liếc nhìn Khang Văn Sinh, lạnh lùng nói. Lệch lạc, tôi không rõ bí thư Vu nói vậy là có ý gì. Khang Văn Sinh tôi làm tổ chức công tác mấy chục năm rồi,
Chanoer lẽ không hiểu được phương châm chính, đường lối tư tưởng của nhà nước, cái gì nên nói cái gì không nên nói, Khang Văn Sinh tôi tự mình biết đắn đo. Cho nên, tới bây giờ vẫn chưa hề bị lệch phương hướng. Khang Văn Sinh phản bác, biết Phu Chí Hải thân với Diệp Phàm, cho nên, nói chuyện có chút không khách khí. Trưởng Ban Khang, những lời anh nói lúc nãy thể hiện rõ ràng, anh nghiêng về phía công ty khai thác mỏ Dương Điền kia. Mấy chuyện này, ông nói ông có lý, bà nói bà có lý. Theo sự thật tôi được biết thì thế này, lúc đó đồng chí Túc Nhất Tiêu xuống, liền lập tức triển khai công tác điều tra lấy chứng cứ. Để hoàn thành chỉ thị của Bí Thư Diệp, sớm giải quyết vấn đề nước sinh hoạt cho thôn Thượng Hà và thôn Hạ Hà thị trấn Mai Khê, huyện Dương Điền, đồng chí Túc Nhất Tiêu đã đến Liễu Đỉnh Sơn. Nhưng, chưa nói được vài câu, người của mỏ khai thác Dương Điền đã ra oai, lập tức đánh người rồi. Sao lại là đồng chí Trần Đình Quốc ra tay trước? Đám công nhân viên chức bảo vệ núi của mỏ khai thác Dương Điền không ngờ còn dùng giày thối đập vào mặt Trần Đình Quốc, mặt lập tức sưng lên. Giày đó là giày da, không hề nhẹ chút nào, Trần Đình Quốc tốt xấu gì cũng là cục phó cục thủy lợi thành phố, là cán bộ cấp cục phó. Sao có thể chịu để đám công nhân viên chức Dương Điền cố ý làm khó dễ như vậy? Cho nên, sau đó hai bên bắt đầu náo loạn lên. Ai cho phép công nhân công ty khai thác mỏ Dương Điền có quyền kiêu ngạo như vậy? Ngay cả phó chủ tịch thành phố cũng dám đánh, phó cục trưởng thì đập giày thối, hơn nữa, còn ẩu đả với cảnh sát hình sự. Tác phong này không được, chắc chắn là phải mài giũa một chút mới được. Bằng không, uy tín của Ủy ban Nhân dân thành phố Ngư Đồng ở đâu, pháp luật quốc gia ở đâu? Náo loạn đến như vậy, các đồng chí nói đi, thật sự có còn nhà nước nữa hay không? Lời nói của Vu Chí Hải tương đối có lực. Đúng vậy, nếu cứ để công ty khai thác mỏ Dương Điền càn quấy như thế, ảnh hưởng cực kỳ xấu, một quốc gia, mà để nhiều công ty hành động như vậy thì làm sao nắm được ả quốc gia. Không riêng chuyện này, chuyện công nhân tập đoàn Dương Điền ẩu đả với nhân viên công tác nhà nước đã xảy ra mấy lần rồi, cuối cùng, chúng ta vì sợ gây chuyện với tập đoàn Dương Điền, kết quả, đều nén giận không giải quyết được gì. Làm như vậy đã tạo nên một thói quen xấu vô cùng lệch lạch, tạo thành một tập tục rối loạn, cổ vũ vòng tuần hoàn xấu của mỏ khai thác Dương Điền. Ngược lại, cũng làm tổn thương nhiều trái tim cán bộ chấp pháp và lòng tin tưởng của nhân dân vào quốc gia. Công ty khai thác mỏ Dương Điền nghiễm nhiên trở thành một quốc gia trong địa bàn thành phố Ngư Đồng. Các cán bộ chấp pháp không thể chấp pháp với nó. Ha ha, tập đoàn Dương Điền, nói trắng ra, xém nữa đã áp đảo pháp luật. Không mài giũa tập tục này là không được rồi. Nghe nói Bí Thư Diệp và Tư lệnh Lô Sang Nay xuống, dẫn theo trăm người, không ngờ ngay cả cổng của mỏ khai thác Dương Điền cũng không vào được. Chẳng lẽ mỏ khai thác Dương Điền là vùng cấm quân sự, là đất nước ngoài thuê, là địa bàn của người ngoài hành tinh thuê, thực là kiêu ngạo, ngông cuồng quá mức. Hôm nay là đồng chí Túc Nhất Tiêu bị đánh, ngày mai, có lẽ đến Chu Ngọc Minh tôi, ngày mốt, ha ha, chính là các đồng chí đó. Phó Chủ tịch thành phố Chu Ngọc Minh nói, thật ra là đang cổ động tâm tư cộng hưởng của các ủy viên thường vụ. Tập đoàn Dương Điền đúng là hơi quá. Cục Công an thành phố là cơ quan chấp pháp của nhà nước, được giao thác chức trách pháp luật thiêng liêng. Tập đoàn Dương Điền không cho họ vào, chuyện này không thể nói nổi nữa rồi. Đây là hành vi gì chứ, điển hình công nhân dùng bạo lực chống đối pháp luật rồi. Nếu xảy ra ở các công ty khác, chúng ta đã sớm cứng rắn, mạnh mẽ bắt giữ. Vì sao chuyện này xảy ra ở tập đoàn Dương Điền thì lại không thể dàn xếp được, vấn đề này đáng để các vị ngồi đây suy xét. Bí thư đảng quần chúng Thái Chí Dương ám chỉ. Nói thật, tâm tình của tôi rất mâu thuẫn. Đối với sự kiêu ngạo của tập đoàn Dương Điền, tôi không thuận mắt. Nhưng, công ty khai thác mỏ Dương Điền là một doanh nghiệp lớn ở Ngư Đồng chúng ta, là công ty cầm đầu của những doanh nghiệp lớn ở Ngư Đồng. Nghe nói mỏ khai thác Dương Điền chỉ là một công ty con của tập đoàn Dương Điền. Nội tình bên trong của tập đoàn Dương Điền kia, tôi quả thực không dám tưởng tượng. Một công ty tập đoàn tài sản vài tỷ, lực ảnh hưởng đến toàn tỉnh này tuyệt không thể coi thường. Chỉ riêng công ty khai thác mỏ Dương Điền, xây dựng chưa đến một năm, người ta đã tạo cho thành phố chúng ta không ít của cải, cục tài chính thành phố thu được không ít thuế từ công ty khai thác mỏ Dương Điền. Không dưới con số này. Trưởng ban thư ký thành ủy Giang Ly Ly đưa năm ngón tay. Những người ngồi đây đều hiểu rõ, đó chính là 50 triệu. Giang Ly Ly này rất thông minh, mới đầu nói chuyện giống như nhằm vào công ty Dương Điền,
nhưng sau đó đã thay đổi hoàn toàn, dùng khoản thuế để thần thánh Dương Điền. Ừ, nói đến lợi nhuận thuế, mức thuế của công ty khai thác mỏ Dương Điền có thể xếp vị trí đầu tiên ở thành phố chúng ta. Các vị, nghĩ lại công ty khai thác mỏ Dương Điền xây dựng đầu tư chưa tới một năm. Nếu để nó khai thác thêm 2, 3 năm nữa, đợi đến lúc thời cơ chín muồi, lúc đó, một năm sẽ tạo cho thành phố chúng ta không ít lợi nhuận. Chỉ riêng khoản thuế đã đáng kinh người rồi. Lực ảnh hưởng này tuyệt đối không dừng lại, công ty khai thác mỏ Dương Điền đem đến sức bật lớn cho thành phố chúng ta. Nó có hơn ngàn nhân viên, đã tạo ra ngàn cơ hội việc làm cho thành phố chúng ta. Ngọc Thạch Dương Điền sản xuất tuy nói chất lượng không tốt lắm. Nhưng, phối hợp với công ty khai thác mỏ Dương Điền, không phải những công ty liên quan đến mài, điêu khắc, sản xuất ngọc thạch của thành phố chúng ta tăng cao. Cứ như vậy, sức bật của Dương Điền đem lại được hiển hiện rõ. Nếu, trưởng ban tuyên giáo Phan Kim Ngọc nói tới đây cố ý tạm dừng một chút, liếc nhìn mọi người, mới cười nói. Dĩ nhiên, tôi chỉ đặt giả thiết, nếu vì chuyện ngưng điện chọc giận tầng cao của Dương Điền, họ rút đầu tư thì sao bây giờ? Thu nhập từ thuế sẽ tổn thất đi mấy chục triệu trong chốc lát, cái này chưa cần nói đến, còn những xí nghiệp có liên quan toàn bộ cũng mất theo. Tình hình sẽ như thế nào, mấy ngàn dân của thành phố lập tức mấy bát cơm. Hậu quả này, tôi quả thực không dám tưởng tượng. Đồng chí Diệp Phàm làm đúng hay không, điều này tôi không dám bình luận, nhưng, một loạt những hậu quả, ảnh hưởng đem lại thì rất nghiêm trọng. Hy vọng các vị ngồi đây suy nghĩ cho kỹ, quyết định của các vị có thể thay đổi một số tình hình ở Ngư Đồng chúng ta. Càng có thể quyết định chất lượng cuộc sống của người dân Ngư Đồng. Xếp hạng kinh tế của Ngư Đồng. Ngưng điện có chút bất ổn, nhưng mỏ khai thác Dương Điền cũng hơi ca, muốn nói hai bên ai đúng ai sai, cái này không dễ phán đoán. Từ phương diện của đồng chí Diệp Phàm mà nói, cao ạ ấy chấp pháp bình thường, dưới sự tham gia của căn cứ Liễu Đỉnh Sơn, Cục Công an thành phố không thể đem cảnh sát hình sự và cảnh sát vũ trang chống đối quân đội. Nhưng cậu ấy lại là người giữ gìn tôn nghiêm pháp luật, hành động ngưng điện là một biện pháp bất đắc dĩ. Nhưng đứng từ góc độ công ty khai thác mỏ Dương Điền mà nói, ngưng điện tạo những tổn thấy tương đối lớn với họ. Cứ thế này, tất sẽ chấn động tầng cao của tập đoàn Dương Điền. Cho nên, có thể nghĩ ra biện pháp giải quyết nào vẹn toàn là tốt nhất. Thái Chí Dương thản nhiên nói, cắm vào một câu, lão này, dĩ nhiên là đang nháo bùn hoặc là có mục đích khác. Chương 1222, anh ngưng điện tôi đưa điện đến. Mọi người đang nói chuyện, điện thoại của Hà Chấn Nam vang lên, ông ta ả ừ một lúc, sau khi gác máy sắc mặt trầm xuống. Nói, các đồng chí, tôi vừa nhận được điện thoại của tổ trưởng tổ điều tra tỉnh ủy Lôi Ngư gọi đến, nói là tổ điều tra đang nghỉ ngơi ở nhà khách Ngư Đồng thì có mấy chục người dân đến trước cổng lớn thỉnh nguyện. Nói là người nhà của công nhân viên chức công ty khai thác mỏ Dương Điền. Họ nói là công ty khai thác mỏ Dương Điền sắp bị Cục Công an thành phố chỉnh hỏng cả rồi, giờ đang ngừng sản xuất. Vì bị ngưng điện, có ảnh hưởng rất lớn đến máy móc của mỏ. Hừ, đến thật đúng lúc, các nhân vật tầng cao của Dương Điền đúng là người có tâm mà. Vu Chí Hải có vẻ châm chọc, hừ giọng nói. Bất luận tới trễ tới kịp, dù sao thì cũng phải gọi người qua xử lý một chút. Tổ điều tra là đại diện của tỉnh ủy xuống, ảnh hưởng cực kỳ tồi tệ. Nếu mấy chục người đó có hành động côn đồ gì, làm bị thương các đồng chí của tổ điều tra thì lại gây ra phiền phức lớn mất thôi. Phải khẩn trương kêu người tới khuyên giải mới được, dù không phát sinh chuyện gì, nhưng ảnh hưởng này cũng cực kỳ xấu. Nếu để tổ điều tra đem chuyện này báo lên tỉnh, chúng ta sẽ bị vây trong cục diện bị động cực đoan. Hà Chấn Nam dĩ nhiên đứng ngồi không yên, quay qua nói với Giang Ly Ly. Cô lập tức đến Cục Công an thành phố, mang vài công an đến. Khuyên người ta về đi. Không cho phép động thủ, nếu bị đánh cũng không đánh lại, không được mắng lại. Giang Ly Ly nhận lệnh nhanh chóng bước đi. Như vậy đi, để áp chế phát sinh tình hình tiếp theo. Nên khôi phục điện cho công ty khai thác mỏ Dương Điền trước, còn về chuyện Cục Công an thành phố xử lý công ty khai thác mỏ Dương Điền như thế nào, đợi người của căn cứ Liễu Đỉnh Sơn đi rồi nói sau. Bọn họ cũng chẳng thể đứng cả đời ở công ty khai thác mỏ Dương Điền. Hội nghị thường vụ chỉ bảo đồng chí Diệp Phàm đợi thêm vài ngày, tạm ngưng xử lý mà thôi. Lý Quốc Hùng cũng đứng ngồi không yên, ngừng điện tạo nên ảnh hưởng quá lớn. Ngay khoản thu thuế cũng làm ông ta tổn thương rồi, chứ đừng nói đến đám người thỉnh nguyện. Chỉ sợ đồng chí Diệp Phàm không chịu. Lúc này Khang Văn Sinh lại buông ra một câu.
Việc này phải bảo đồng chí Diệp Phàm sắp xếp cung cấp điện trở lại, cũng hơi làm khó cậu ấy, trên thực tế, cậu ta chẳng làm sao gì cả. Nhưng, xuất phát từ đại cục, vẫn hy vọng cậu ấy có thể tiếp nhận, Bí Thư Hà, anh thấy thế nào? Lý Quốc Hùng đẩy quyền quyết định về phía Hà Trấn Nam. Chuyện này cứ xử lý theo đề nghị của Chủ tịch thành phố Lý đi, tôi tán thành. Còn về đồng chí Diệp Phàm, nhờ Chủ tịch thành phố thôi làm công tác tư tưởng với cậu ấy. Hy vọng cậu ấy có thể xuất phát từ đại cục toàn thành phố, tạm ngưng lại một thời gian, dĩ nhiên, công ty khai thác mỏ Dương Điền chắc chắn phải được xử lý, công nhân mà dám công nhiên chống lại pháp luật đánh phó Chủ tịch thành phố, chuyện này tuyệt đối không được. Nhưng, chuyện gì cũng phải phân nặng nhẹ. Chuyện cần phải giải quyết trước mắt là trấn an công nhân viên chức công ty khai thác mỏ Dương Điền một chút. Hà Trấn Nam khi bắt đầu nói thì rất nhẹ nhàng, thằng nhãi này cố ý ngừng lại một chút, đột nhiên, khuôn mặt trở nên vô cùng nghiêm túc, nói. Nếu đồng chí Diệp Phàm cố ý ngăn cản, vậy thì mời Chủ tịch thành phố thôi nói với cậu ấy, đây là quyết định của bộ máy hội nghị thường vụ. Lời của Hà Trấn Nam làm cho Lý Quốc Hùng tương đối tức giận, thằng nhãi này không ngờ lại bắt lỗi lời nói của mình. Lập tức đã đem quyền kiến nghị của hội nghị thường vụ chụp lên đầu mình. Bản thân ông ta chỉ là người phụ họa còn mình là người đề xướng, bản thân mình là nhân vật chính, còn Hà Trấn Nam trở thành nhân vật phụ, sau này không phải Diệp Phàm sẽ hận chết mình sao? Chỉ sợ đồng chí Diệp Phàm không chịu nghe lời khuyên thôi. Khang Văn Sinh thình lình phán một câu, câu nói rõ ràng là tương trợ cho Hà Trấn Nam. Nếu nói do bộ máy hội nghị thường vụ quyết định, không biết có phải các ủy viên thường vụ đều đồng ý không? Vu Chí Hải thản nhiên nói, liếc mắt nhìn mọi người một cái, nói. Đầu tiên, cá nhân tôi phản đối cấp điện cho công ty khai thác mỏ Dương Điền, theo như đồng chí Diệp Phàm nói thì đã được đồng chí Viện Kiểm sát tán thành, ký thông báo tạm thời niêm phong công ty khai thác mỏ Dương Điền. Đợi chuyện Phó Chủ tịch thành phố Túc và các cảnh sát hình sự bị đánh được điều tra rõ ràng rồi nói sau. Nếu Viện Kiểm sát thành phố đã tán thành tạm thời niêm phong công ty khai thác mỏ Dương Điền, chứng tỏ hành vi của đồng chí Diệp Phàm là hợp lý hợp pháp. Đồng chí Diệp Phàm chỉ đang chấp hành pháp luật mà thôi. Còn công ty khai thác mỏ Dương Điền đang ở trong tình trạng niêm phong tạm thời ngừng sản xuất, thì còn cần cung cấp điện làm gì? Dù có phải cung cấp điện, cũng chỉ là cung cấp lượng điện sinh hoạt cần thiết thôi. Chẳng hạn như, trước đây mỗi ngày cung cấp cho công ty khai thác mỏ Dương Điền 10.000 ký điện, thì giờ chỉ cần 100 ký là đủ cho họ dùng để sinh hoạt rồi. Còn nói đến công tác khai thác, không đáng ủng hộ. Chỉ có như vậy, mới có thể giữ gìn được sự tôn nghiêm của pháp luật, bất kỳ ai, đều không thể áp đảo được pháp luật. Lời nói của Vu Chí Hải rất có lực, nói năng khí phách, hơn nữa, từ góc độ pháp luật dùng làm lý do giải thích, vừa có lý lại làm người ta khó có thể phản bác lại. Ừ, đồng chí Lão Vu nói có lý, từ tôn nghiêm của pháp luật mà nói. Bất kỳ ai cũng không thể áp đảo pháp luật. Chỉ cung cấp đủ điện sinh hoạt cho công ty khai thác mỏ Dương Điền, căn cứ theo tinh thần nhân đạo, cũng nên làm như vậy. Còn đối với công tác khai thác, nếu Viện Kiểm sát thành phố đã phê chuẩn yêu cầu bọn họ tạm thời ngừng sản xuất không tiếp tục kinh doanh, vậy không cần thiết phải cung cấp một lượng điện lớn. Lý Quốc Hùng dĩ nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội rửa sạch mình, lập tức phụ họa và lại đưa quyền chủ động giao cho đồng chí Hà Trấn Nam. Thằng nhãi Hà Trấn Nam tức giận đến nỗi suýt chút nữa đập bàn chửi má nó, nhìn chằm chằm vào kẻ gây rối Vu Chí Hải. Rất lâu sau, Hà Trấn Nam mới vẻ mặt nghiêm túc, nói. Dù thế nào, cứ xuất phát từ đại cục, bất luận nhận thức của Diệp Phàm như thế nào. Cung cấp điện lại cho công ty khai thác mỏ Dương Điền là việc nên làm. Không riêng gì điện sinh hoạt, mà còn bao gồm cả điện khai thác sản xuất. Người thỉnh nguyện của công ty khai thác mỏ Dương Điền phải mời trở về. Nếu công ty khai thác mỏ Dương Điền không khởi công, chắc hẳn khó lòng khuyên được đám người thỉnh nguyện kia về. Tổ điều tra tỉnh ủy vẫn đang ở Ngư Đồng, ảnh hưởng xấu đến các vị đó chẳng được lợi gì, đặc biệt là đối với hình tượng Ngư Đồng chúng ta, càng là chuyện không nên. Hơn nữa, chúng ta không thể đắc tội quá mức với tầng cao của tập đoàn Dương Điền, nếu quả thực đưa đến hậu quả rút đầu tư, thì thành phố chúng ta đúng là chẳng thể chịu đựng nổi. Bí Thư Hà, Viện Kiểm sát thành phố đã ký lệnh niêm phong mỏ, nếu chúng ta kêu cục điện lực cung cấp điện công nghiệp, như vậy có phải hơi trái pháp luật không? Thành ủy chúng ta đi đầu công nhiên làm trái pháp luật, sau này kiểm sát trưởng cố của Viện Kiểm sát thành phố phản ánh lên tổ điều tra, chúng ta có thể đảm đương nổi không còn khó nói. Vu Chí Hải lại dùng Viện Kiểm sát để cãi lại Hà Trấn Nam.
Chuyện này tôi sẽ thương lượng với kiểm sát trưởng Cố, bằng không, lão Vu, anh nói giờ phải làm sao? Nếu có thể giải quyết được đám người thỉnh nguyện này, còn nữa, có thể thuyết phục được tầng cao của Dương Điền đừng có cách nghĩ khác. Cứ nói trước đi, ai chịu làm chuyện này, Hà Chấn Nam tôi có thể không cung cấp điện. Hà Chấn Nam tương đối sâu cay, một câu nói thốt ra, đám Vu Chí Hải hơi ngừng phun lửa. Chuyện này, ai có thể đi nói thông được, cho nên, chậu phân này, dĩ nhiên chẳng có ai tự nguyện nhận về. Cuối cùng, chuyện này được hội nghị thường vụ miễn cưỡng thông cho. Vu Chí Hải và Chu Ngọc Minh bỏ phiếu chống, Thái Chí Dương bỏ phiếu trắng, còn Tròm Sao Song Tử Lý Quốc Hùng và Thôi Minh Khải bỏ phiếu tán thành. Vì, dù sao công ty khai thác mỏ Dương Điền đi vào sản xuất hay không, cũng tương đối liên quan đến lợi ích của hai vị chủ tịch thành phố Lý Quốc Hùng và Thôi Minh Khải. Lý Quốc Hùng là chủ tịch thành phố, nắm toàn bộ công tác kinh tế của thành phố. Còn Thôi Minh Khải là phó chủ tịch thường trực thành phố, cũng chủ yếu nắm công tác kinh tế. Kinh tế mà làm không xong thì hai vị chủ tịch thành phố muốn được đề bạt thăng chức là chuyện khó khăn rồi. Cho nên, cân nhắc lợi hại, hai người đồng ý với đề nghị của Hà Chấn Nam, khôi phục cung cấp điện. Kỳ thực, Hà Chấn Nam sao không suy xét vấn đề này, thêm áp lực ngầm của phó bí thư tỉnh ủy Quản Nhất Minh cũng là một vấn đề. Nhưng, làm nhân vật số một của Ngư Đồng, dĩ nhiên cũng không hy vọng một công ty lớn như công ty khai thác mỏ Dương Điền bị ép phải chuyển khỏi Ngư Đồng. Làm như vậy, tổn thất quả không thể nào lường được. Một vùng kinh tế phát triển, nhân vật số một dĩ nhiên cũng vinh dự lây, sau này khi có cơ hội đề bạt thì đây cũng là chiến tích vẻ vang. Sắc trời dần chuyển sang hoàng hô. Lô An Cương đem từ quân khu tới nhiều lều trại quân dụng, mọi người nghỉ lại trên núi. Thái độ của Diệp Phàm rất kiên quyết, hoàn toàn không có tư thế chịu thả công ty khai thác mỏ Dương Điền. Nhưng, 6 giờ tối, tổng bộ công ty khai thác mỏ Dương Điền vốn đang tối tăm bỗng sáng lên. Diệp Phàm biết, thành phố đã hạ chỉ thị cung cấp lại điện. Đúng lúc này, phó chủ tịch thường trực thành phố Thôi Minh Khải cũng tới trước cổng tổng bộ công ty khai thác mỏ Dương Điền. Chủ tịch thành phố Thôi tới khuyên tôi à? Diệp Phàm ngồi trên một cái ghế trong lều, mặt không chút thay đổi, thản nhiên hừ giọng nói. Tình thế trên hội nghị thường vụ, Diệp Phàm đã biết rõ từ miệng của Chu Ngọc Minh và Vu Chí Hải. Biết Thôi Minh Khải và Lý Quốc Hùng bỏ phiếu tán thành, trong lòng dĩ nhiên khó chịu. Ha ha ha, bí thư Diệp, tôi được bí thư Hạ ủy thác, đại diện thành ủy đến nói với anh một tiếng. Kỳ thực, chuyện này chủ tịch thành phố Lý cũng là bất đắc dĩ. Khoản thuế lớn của công ty khai thác mỏ Dương Điền có ảnh hưởng quá lớn đến Ngư Đồng. Sau khi ngừng điện khoảng 3 tiếng, nhân vật tầng cao của tập đoàn Dương Điền, vị phó chủ tịch tên Miêu Thanh Mi đích thân đưa thư kháng nghị quyết liệt lên Ủy ban Nhân dân thành phố và thành ủy. Yêu cầu lập tức khôi phục cung cấp điện, bồi thường tổn thất do việc ngừng điện đem đến. Hơn nữa còn tuyên bố, nếu Cục Công an thành phố Ngư Đồng còn làm như vậy nữa, họ sẽ nghĩ đến việc rút đầu tư khỏi Dương Điền. Thôi Minh Khải trên mặt lộ vẻ tươi cười, Diệp Phàm dĩ nhiên biết, người này chỉ làm cứng vậy thôi, chứ trong lòng chắc chắn tương đối xấu hổ. Bảo Thôi Minh Khải đến đây, chính là thủ đoạn của Hà Chấn Nam. Sao đồng chí lão Hà không gọi tay chan của ông ta, chẳng hạn đám Khang Văn Sinh xuống. Kỳ thực, đây là đang phát tín hiệu với Diệp Phàm. Hiện nay, Tròm Sao Song Tử Lý Quốc Hùng và Thôi Minh Khải cũng phải dựa vào ông ta, nếu anh mà cứ cố chấp nữa thì hậu quả tương đối nghiêm trọng. Đây là lời cảnh cáo Hà Chấn Nam lờ mờ đưa ra cho Diệp Phàm. Lý Quốc Hùng và Thôi Minh Khải đương nhiên cũng hiểu được dụng ý của Hà Chấn Nam, nhưng vì cục diện phát triển kinh tế đành bất đắc dĩ đến đây. Dĩ nhiên, Thôi Minh Khải sẽ không làm Hà Chấn Nam quá mức đắc ý. Nói khó nghe một chút, Ủy ban Nhân dân thành phố Ngư Đồng kết hợp với căn cứ Liễu Đỉnh Sơn và công ty khai thác mỏ Dương Điền cùng nhau chống lại pháp luật. Đối với việc này, Diệp Phàm tôi sẽ dùng văn bản chính thức phản ánh tình hình lên Tổ điều tra chính trị pháp luật tỉnh ủy và Sở Công an tỉnh về những gì Ủy ban Nhân dân thành phố Ngư Đồng đã làm. Diệp Phàm hừ lạnh một tiếng, từng chữ như kim dâm vào Thôi Minh Khải.